Cản lại, cứ như thế, trên bề mặt của pháp khí đã cứu Hàn Lập mấy lần này, cũng bị hắc thủy dần dần ăn mòn, thật sự không biết còn có thể kiên trì được bao lâu. Mấy hắc thủy này uy lực đáng sợ như thế, thì cái thứ nước màu tím kia càng thêm ghê rợn. Cái này trách không được các đệ tử Yểm Nguyệt tông kia bị chết như vậy, pháp khí một chút tác dụng cũng không có. Hàn Lập cùng mặc giao càng đánh càng kinh ngạc, cơ hồ toàn dùng thân pháp để thoát khỏi công kích của yêu thú, kim nhận này căn bản ngăn đỡ không được chút nào công kích của đối phương trong số các đệ tử của cô gái đã rời khỏi nơi đây. Trừ bản thân có thân pháp hơn người ra, Hàn Lập thật đúng tìm không ra đệ tử luyện khí kỳ có thể rằng có được với yêu thú. Vào lúc này, khi chu tước hoàn của cô gái lên, nhất thời áp lực của Hàn Lập giảm đi. Dù sao pháp bảo viên hoàn này mới có khả năng tạo thành một ít thống khổ cho mặc dao, ít nhiều cũng phải kiêng kỵ một phần. Tiểu tử kia, tránh ở nơi đây lâu như vậy, vì sao còn không sớm ra tay? Nếu ra tay sớm một chút, Nói không chừng ta còn có cơ hội đánh trọng thương con súc sinh này. Cô gái ở một bên thao túng pháp bảo công kích, một bên tức giận chất vấn. "Ta sợ ngươi giết người đoạt bảo." Hàn Lập phi thường thành thật trả lời, nhất thời làm cho cô gái tức giận đến mức hồi lâu nói không nên lời. Hàn Lập thực hiểu được, đừng xem người này tựa hồ còn trẻ, nhưng nói về tuổi thật sự, tuyệt đối làm tổ mẫu mình có thừa, cho nên tốt nhất là không nên nói dối. Tốt nhất là trực tiếp đem tâm tư nói rõ ra, mới có thể làm cho hai bên liên thủ đối địch được không trở lại đường lui. Cho nên đối phương với thân phận cao thủ kết đan kỳ, đối với thân phận của bản thân có sự khác biệt xa, Hàn Lập cũng ra vẻ hàm hồ không biết. Dù sao với thực lực của đối phương lúc này, cũng không làm gì được mình. Đối với pháp lực đang rất giảm sút của cô gái, Hàn Lập hiện tại cũng không có gì phải sợ hãi. Tiểu tử kia tuổi còn trẻ, tâm tư đã như vậy, không sợ về sau sống không thọ sao? Cô gái buồn bực một lát, rồi mới bực bội nói. Hàn Lập nghe xong cười một chút, cũng không dám phản bác, nhưng trong lòng lại âm thầm nói, tâm tư của ta nếu thiếu một chút, chỉ sợ sớm đã toi mạng rồi, còn nói gì tới về sau. Cô gái thấy Hàn Lập không hề nói gì, tùy ý để mình nói như thế, tức giận trong lòng cũng tiêu đi một chút, bắt đầu lo lắng tới phương sách đối địch. Người có phương pháp gì có thể đánh trọng thương yêu thú này không? Có thì cứ nhanh nói ra đi, cô gái sau khi cùng Hàn Lập liên thủ một hồi, nhưng vẫn bị mặc dao này đánh chạy khắp nơi, một chút lực hoàn thủ cũng không có, rốt cuộc nhịn không được hỏi. Thật ra là có, nhưng cần phải vây khốn đối phương trong thời gian ngắn, không thể di động. Hàn lập một mặt dùng thiết thuẫn đỡ lấy phún suất của mặc dao, một mặt thân hình không ngừng biến hóa, cực lực giữ khoảng cách với mặt dao, vội vàng đáp lại. Được, ta còn một chút pháp lực cuối cùng, có thể vây khốn được một lát, hy vọng ngươi tận dụng được. Chẳng qua ngươi có thể nói sơ qua phương pháp của ngươi được không? Cô gái nghe xong trong mắt sáng ngời, theo sát phía sau mặt dao đang truy đuổi hàn lập, dùng chu tước hoàn giao thủ một chút, rồi vội vàng nói. Ta có một phù bảo có uy lực lớn, uy lực rất lớn, tuyệt đối có thể phá phòng ngự của yêu thú này. Hàn Lập tràn đầy tự tin nói, hắn không tin yêu thú này có thể ngăn trở được một kích toàn lực của kim quang chuyên phù bảo. Phù bảo, cô gái nghe vậy trong lòng vui vẻ, vạn vạn lần không nghĩ tới, tiểu tử Hoàng Phong cốc trước mắt, lại có thể có được thứ hy hi hữu này, trên người nàng tuy cũng có một hai kiện phù bảo, nhưng nói về uy lực thì không bằng chu tước hoàn của nàng. Một khi đối phương đã tự tin như thế, xem ra phù bảo thuộc về loại thuần túy là có lực phá hủy cực lớn, cái này tuyệt đối là vật hy hữu. Một khi đã hiểu được phương pháp của Hàn Lập có thể thực hiện được, cô gái liền lập tức dừng ở giữa không trung, thi triển ngôn quyết đã từng vây khốn mặc dao này, đem Chu Tước Hoàn lại giữ chặt lấy thân thể của yêu thú, làm cho nó kinh sợ dãy dụa. Hàn Lập thấy cơ hội này, liền thu phi thiên thuẫn về trước người, đưa tay lấy ra kim quang chuyên phù bảo, sau đó khoanh chân ngồi xuống chương 207, đồ giao giữ chiến lợi phẩm. Kim quang chuyên phù bảo dưới sự khu xử của Hàn Lập, một lát sau hiển xuất thực thể pháp bảo, biến lớn bay ra giữa không trung hào quang tỏa ra bốn phía. Mà linh lực trong cơ thể Hàn Lập liền giống như nước sông tràn ra, cuồn cuộn không dứt chảy vào trong kim chuyên, không lâu sau một phần ba pháp lực đã bị hấp thu đi. Điều này làm cho kim quang càng thêm chói mắt, quả thực làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào. Cô gái ở một bên toàn lực giữ chặt mặc dao, một bên nhìn chăm chú nhất cử nhất động của Hàn Lập, khi thấy Kim Chuyên hiện ra, thì trong lòng cũng yên tâm được 7-8 phần, biết Hàn Lập không có nói sai, phù bảo này đích xác có thể phá được phòng ngự của yêu thú. Mặc dao tựa hồ cũng nhận ra sự tình không ổn, hai móng vuốt quáp chặt lấy hai bên viên hoàn, càng ra sức tránh thoát, làm cho chu tước hoàn của cô gái khẽ run rẩy, Làm cho cô gái sắc mặt biến đổi, vội vàng hô lớn với Hàn Lập. Nhanh lên, nó sắp vùng ra được rồi. Hàn Lập nghe vậy, không dám trần chờ, lấy tay chỉ vào phù bảo, nhất thời kim chuyên vù vù lên, hướng tới mặc dao mà bay tới, bay được nửa đường thì đột nhiên hóa lớn lên, trở nên giống như một tòa núi nhỏ, hung hăng na hừng về đỉnh đầu mặc dao mà vỗ xuống. Mặc dao còn đang dãy ruộng, biết đại thế không ổn, hai con mắt màu lục đột nhiên hung quang chợt lóe, mở miệng ra, dung dịch màu tím mà hàn lập rất là kiêng kỵ, liền phun ra, vừa lúc bắn thẳng vào kim chuyên làm cho nó nhất thời không thể hạ xuống. Cô gái cùng hàn lập thấy vậy, đều cả kinh, Hàn Lập bởi vì phải thao túng kim chuyên cho nên chỉ có thể trợn mắt nhìn mà không thể làm gì. Cô gái liền mím môi, từ trong áo lấy ra một viên châu màu vàng rồi vung tay về phía yêu thú đang rằng co với kim chuyên. Phanh một tiếng, viên châu vừa chạm vào đầu của mặc dao. Lập tức nổ tung ra, nhất thời một vùng khói vàng bao phủ lấy đầu của yêu thú, làm cho mặc dao kinh hoàng gầm nhẹ lên, cái miệng đang phu ra dung dịch màu tím tự nhiên liền ngừng lại. Không có dung dịch màu tím ngăn cản, kim chuyên vốn hào quang đang bị yếu đi một ít lúc này hạ xuống, nên thẳng vào trên đầu của mặc dao bạo phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, kim quang trói mắt trong khoảnh khắc chiếu sáng cả thế giới dưới lòng đất này, nhưng lập tức liền ảm đạm khôi phục trở lại bình thường. Tiếp theo kim chuyên đã biến nhỏ trở lại, lại hóa thành một đạo kim quang, bay về bên cạnh hàn lập. Mà ở giữa không chung, chỉ còn lại có yêu thú đang dẫy ruộ. Đầu của mặc dao lúc này, một nửa đã bị đánh nát, một con mắt đã bị đánh bay ra khỏi hốc mắt, chẳng biết đã bị đánh bay đi đâu mắt còn lại tuy còn nhưng máu cũng không ngừng chảy ra cả người mặc dao xem ra không thể thê thảm hơn được xem ra yêu thú này giờ chết cũng không còn xa cô gái thấy vậy trong lòng mừng rỡ vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ tiếp theo niệm mấy câu sau đó chỉ vào mặc dao kết quả từ trong bình bắn ra mấy cổ hắc khí tinh tế âm trầm quấn quanh thân thể của mặc dao trong chốc lát sau thì thấy một hình ảnh mặc dao nhỏ màu xanh bị hắc khí kéo ra khỏi cơ thể mặc dao, tuy dương nhanh múa vuốt liều mạng dẫy dụa, nhưng dần dần vẫn bị kéo vào cái bình nhỏ. Cô gái đẩy cái bình lại, sau khi cẩn thận dò xét tiểu mặc dao trong bình vài lần, cũng giấu không được vẻ tươi cười trên mặt, cả người mặt mày hớn hở. Sau đó đôi mắt nhìn thoáng qua thân thể mặc dao đã không còn hơi thở mà trầm ngâm. Mà Hàn Lập thấy hành động của cô gái, lập tức hiểu được đối phương đem nguyên thần của mặc dao mà thu đi. Tuy nhiên không biết nguyên thần của mặc dao này rốt cuộc là dùng vào việc gì, nhưng thông qua vẻ cao hứng phấn chấn của nữ tử này cũng biết tuyệt đối có giá trị xa xỉ lúc này cô gái đưa tay thu chu tước hoàn thu trở về thi thể mặc dao lập tức từ giữa không trung rất xuống vừa lúc ở ngay trước mặt hàn lập một khi ta đã thu đi nguyên thần của mặc dao vậy thân thể kia lưu lại cho ngươi đi dù sao cũng là do hai người chúng ta hợp lực giết chết cô gái phi thân dừng ở bên người hàn lập hào phóng nói hàn lập vừa nghe liếc mắt nhìn cô gái đang rất mãn ý lại cúi đầu nhìn nhìn thân thể mặc dao trong lòng buồn bực nói đúng dù sao xác của mặc dao này rất rắn chắc chúng ta cũng rất rõ ràng xem ra là muốn nhìn xem mình ra sức trâu đây mà hàn lập nghĩ vậy trong tay hàn quang chợt lóe một thanh cửa kiếm màu bạc xuất hiện trong tay đúng là pháp khí cực kỳ lợi hại lúc trước của đại hán chân trần kia hàn lập không nói một lời đem cửa kiếm dùng sức chém xuống phập một tiếng ngân kiếm này chỉ vào được thân thể mặc dao ba tấc tuy chém vào không nhiều lắm nhưng cuối cùng cũng phá được phòng ngự của nó, điều này làm cho cô gái ở một bên kinh ngạc miệng khẽ nhếch lên, nhất thời không thể khép lại. Hàn Lập thấy biểu tình của cô gái, trong lòng buồn cười, lại tiếp tục múa may thanh kiếm, đang muốn tiếp tục. "Chậm đã, thanh kiếm này cho ta nhìn xem." Cô gái sau khi phục hồi lại tinh thần, dùng ánh mắt kinh ngạc dương mắt nhìn vào ngân kiếm này chậm rãi nói, làm cho Hàn Lập dùng mình. "Sợ cái gì, ta đường đường là tu sĩ kết đan kỳ, dạng bảo bối gì mà chưa thấy qua." chỉ là thanh kiếm này của ngươi có điểm rất là cổ quái ta chỉ muốn xem qua mà thôi cô gái thấy hàn lập có chút trần chờ nhất thời liếc mắt nhìn hàn lập xem thường tức giận nói cô gái tuy bề ngoài còn trẻ nhưng trong cái liếc mắt này đầy vẻ vũ nghị phong tình làm cho hàn lập chống ngược tăng tốc không thể tự chủ thanh kiếm này đích xác có chút vấn đề ta sau khi có được cũng không biết vì sao không thể khu động được kiếm này nếu không đối phó với mặc dao cũng không cần chật vật như thế một khi cô gái đã nói như thế hàn lập đành phải đem kiếm này đưa cho cô gái ngoài miệng chậm rãi giải thích hắn hiện tại cũng không muốn gây chuyện cùng cô gái dù sao hai bên cũng cùng nhau trải qua tuyệt cảnh nên đối với từ nay về sau ra ngoài cũng không đối địch với nhau mới đúng mà cô gái đối với hắn cũng không có đề phòng gì xem ra đối với tâm tư của hắn cũng rất rõ ràng không sợ hắn ra tay đánh lén hắc hắc quả nhiên không sai thật sự là quá xa xỉ cô gái sau khi tiếp nhận ngân kiếm cẩn thận vuốt phe phân tích một phen, trên mặt lộ ra vẻ muốn thu lấy vật này, rất là tiếc hận nói. Rốt cuộc sao lại thế này? Hàn Lập thấy cô gái tựa hồ thực sự nhìn ra cái gì đó, không khỏi hỏi. Không có gì, ngân kiếm này sắc bén như vậy, chính là khi chế luyện pháp bảo đã dùng ngân tinh mà làm, hơn nữa phân lượng cũng không ít, đủ để vật này vượt hơn các pháp bảo bình thường. Cô gái bình thản đem kiếm trả lại cho Hàn Lập, thản nhiên nói. Ngân tinh, Hàn Lập hơi ngẩn ra, có nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu được đâu chỉ có chân hỏa của tu sĩ kết đan kỳ mới có thể đem số lượng lớn thuần ngân mà chế luyện ra nguyên liệu pháp bảo phi thường chân quý trong chu tước hoàn của ta cũng có loại này cô gái có chút không kiên nhẫn nói hàn lập nghe xong trong lòng lại chửi thầm không biết ta mới hỏi ngươi ta mà biết thì còn hỏi làm gì nữa chứ tuy nhiên rõ ràng thấy cô gái bộ dáng không muốn nói nhiều hàn lập lại giả lơ tiếp tục hỏi vì sao người khác có thể sử kiếm này bay lên ninh địch ta căn bản lại không thể khô xử. Cô gái thấy Hàn Lập bộ dáng muốn hỏi đến cùng, trong lòng thoáng có chút bực mình, nhưng vẫn lãnh đạm trả lời. Nguyên chủ nhân của kiếm này, dụng tâm dùng phương pháp tế luyện qua, loại phương pháp này cực kỳ tà môn, người ngoài đương nhiên không thể sử dụng. Trừ phi đem kiếm này luyện lại, nếu không đối với người khác mà nói, chỉ có thể xem là phế vật. Hàn Lập sắc mặt có chút khó coi, vốn hắn còn đối với kiếm này ôm kỳ vọng rất cao, nếu theo như lời của đối phương là thật, cái này chỉ là đồ bỏ đi. Phế vật, không thấy sao, hiện tại không phải là dùng được sao hàn lập sau khi trầm mặc một lát đột nhiên lạnh lùng nói tiếp theo không chút khách khí huy động ngân kiếm nhắm trên mình mặc dao mà chém mạnh xuống trong nháy mắt đã xẻ mặc dao ra lỗ chỗ cô gái thấy hàn lập thô lỗ như kẻ đồ tể như thế không chịu nổi không khỏi cau mày lui về phía sau mấy bước tạo khoảng cách với hàn lập sau đó lại lạnh nhạt nói mặc dao này tuy chỉ vừa mới tiến hóa thành bậc hai nhưng toàn thân đều là tài liệu quý giá gia có thể luyện chế thành hộ giáp, sừng cùng móng vuốt là nguyên liệu tốt nhất để luyện chế đỉnh cấp pháp khí, đan dịch còn sót lại, cũng là vật dùng để luyện chế đan dược chân quý. Không biết vì sao, cô gái lại rất rõ ràng giải thích cho Hàn Lập, làm cho Hàn Lập kinh ngạc, cũng có chút bất an, không biết đối phương có chủ ý gì. Đáng tiếc, nếu mặc dao này tiến hóa đến bậc 3, nội giao đan trong đầu kia, tuyệt đối sẽ làm cho đa số tu sĩ kết đan tranh giành, mặc kệ là luyện dược hay là luyện khí, đều cực kỳ hữu dụng. Cô gái đột nhiên cảm khái nói, Giao đan, có màu gì, phải cái này không? Hàn lập đột nhiên từ trong bụng của mặc dao, lấy ra một viên cầu màu đỏ lớn bằng nắm tay, cầm trong tay, nói với cô gái vẻ mặt đang kinh ngạc. Ồ, đây là cái gì, đúng là lấy từ trên người mặc dao ra sao chứ? Cô gái cảm thấy ngoài ý muốn, không khỏi đi tới bên cạnh hàn lập, cẩn thận nhìn vật đó. Thật đúng là có chút giống, nhưng mặc dao này rõ ràng mới tiến hóa đến bậc 2, không có khả năng sinh ra dao đan, hơn nữa mặc dao là ác dao thủy thuộc tính, nội đan nên có màu lam mới đúng. Đưa ta sờ thử xem rốt cuộc sao lại thế này, cô gái nhìn chốc lát, rốt cuộc nhìn không được, từ trong tay hàn lập tiếp nhận lấy viên cầu mềm nhún, đưa tay vuốt nhẹ vài cái. Ngay lúc này, phục một cái, viên cầu vô cớ tự nổ tung ra, một mảng lớn xương khói màu hồng, bao trùm lấy cô gái cùng với hàn lập vào trong đó. chương 208, Hợp Hoan, hàn lập thấy mình như trong một giấc xuân mộng phi thường kỳ diệu, phi thường lãng mạn, vừa nhiệt tình như lửa, lại thấy không rõ dung nhan của tuyệt đại giai nhân, cùng biên long đảo phượng hồi lâu, hắn lần đầu nếm được cảm giác nữ nhân mỹ miều cùng mềm mại này, mà nữ nhân kia cũng muốn một lần lại một lần, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, làm cho hắn vùi sâu vào trong sự ôn nhu, rốt cuộc không thể tự kềm chế được. Bất quá xuân mộng có đẹp rồi cũng phải đến lúc tỉnh lại. Hàn Lập chẳng biết đã qua bao lâu, rốt cuộc từ trong mộng đẹp đã tỉnh lại mà khi hắn mở mắt ra, thì đã thấy một gương mặt diễm lệ vo song cùng với cặp mắt như băng tuyết. Gương mặt này vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, làm cho Hàn Lập trong lòng trầm xuống. Người đã tỉnh, nữ tử này ước chừng 18-19 tuổi, lời nói lạnh nhạt không có chút cảm tình, làm cho Hàn Lập nghe xong không khỏi thấy lạnh cả sống lưng. Nói đến cảm giác lạnh lẽo, Hàn Lập mới phát hiện toàn thân mình trần trụi, đang ôm chặt lấy giai nhân kia cũng đang không mặc gì. Bộ ngực sữa đầy đặn đang ép vào ngực hắn mang lại cảm giác mềm mại dị thường, làm cho hắn không khỏi tâm thần rung động, hạ thân lại có cảm giác khởi lên, vừa lúc chạm vào hạ thân của nữ tử kia. Nữ tử kia hiển nhiên cảm ứng được sự khác thường của Hàn Lập, trên mặt lập tức ửng đỏ, nhưng lập tức mày liễu cong lên, mặt ngọc chỉ một thoáng đã sơn nước lạnh răng kín, lạnh như băng nói. Người còn chưa đủ sao, thu hồi cái tay chó của ngươi lại, lập tức buông ta ra. Hàn Lập lúc này mới cả kinh, theo bản năng thu hai tay trở về, buông nguy hừ nữ này ra. Đại mỹ nữ này, vừa thấy Hàn Lập buông mình ra, vội vàng chống tay đưa thân thể mềm mại từ trong lòng của Hàn Lập đứng lên. Nhưng nữ tử tuyệt sắc vừa mới cử động, liền lập tức ái ui một tiếng, mặt mày đau đớn thất sắc, thân mình nhoáng lên, lại ngã vào trong lòng Hàn Lập, làm cho Hàn Lập lại một lần nữa thưởng thức tư vị mềm mại cả cõi lòng. Hàn Lập tự nhận không phải là tiểu nhân, nhưng cũng quyết không cho rằng bản thân là quân tử. Cho nên lại có cơ hội ôm lấy giai nhân, hắn đã tỉnh táo lại, lập tức không hề khách khí hai tay đưa ra, ôm chặt lấy nữ tử nọ vào lòng, rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ướt át kiểu diễm của nữ tử nọ, làm cho nữ tử vốn đang định nói gì với Hàn Lập, lại cứng người ra, dưới cái hôn nồng nhiệt của Hàn Lập, dần dần mày liễu giãn ra, lại bắt đầu thần mê lòng say. Tất cả sau đó lại bắt đầu, Hàn Lập cùng nữ tử không nói gì, lại tiếp tục hưởng thụ tư vị nam nữ tiêu hồn. Lần này hơn hẳn sự thể nghiệm nửa tình nửa mê lúc nãy, càng làm cho họ chìm đắm, càng làm cho họ điên cuồng. Chẳng qua, nữ tử vừa mới bị phá thân, trong chốc lát cũng chịu không nổi sự dũng mãnh tiến công của Hàn Lập, khổ khổ cầu xin. Nhưng dục hỏa trên thân Hàn Lập làm sao có thể thương hương tiếc ngọc, cứ tận tình phóng thích trên thân thể của nữ tử một phen. Sau đó mới vừa lòng dừng cơn mưa gió. Hiện tại, tuyệt sắc giai nhân hai mắt nhắm chặt nằm trong lòng Hàn Lập, hai má đỏ bừng, bộ ngực sữa phập phồng không chừng, hiển nhiên còn chưa từ trong cơ kích tình lớn lao tỉnh táo lại. Mà Hàn Lập một tay ôm giai nhân, một tay tại cái chỗ đầy đặn mượt mà của nữ tử vẫn không ngừng di chuyển như cố ý cho tận hết hương vị không biết qua bao lâu nữ tử diễm lệ hơi thở rốt cục bình ổn lại sắc mặt cũng khôi phục lại bình thường nhẹ nhàng mở hai mắt ra lần này nàng không nói với hàn lập câu nào liền lập tức chặn bàn tay quái quỷ của hàn lập đang hoàn hành trên người nàng vẻ mặt lạnh lùng đứng lên đi đến túi chữ vật cách đó không xa hàn lập nao nao so do dự một chút cũng không có ngăn trở Nữ tử từ, từ chôn túi chữ vật lấy ra một bộ quần áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng mặc vào, trong chốc lát đã mặc xong, làm cho cả khí chất cũng vì đó mà biến đổi, có vẻ ung dung cao quý hẳn lên. Lúc này, nàng mới quay đầu nhìn Hàn Lập, kết quả là hơi sừng sốt. Bởi vì, Hàn Lập đã sớm quần áo chỉnh tề đứng ở phía sau nàng cách đó không xa, đang dùng một loại ánh mắt thưởng thức, ôn nhu mà nhìn nàng, làm cho nữ tử này tâm thần vừa độc, trong lòng lại có một loại cảm giác khác thường. Ta là ai, nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng. Chuyện chúng ta lúc nãy phát sinh, chỉ là một sai lầm mà thôi. Hãy coi như một giấc mộng." Nữ tử vuốt nhẹ mái tóc, thản nhiên nói. "Ta biết." Sau khi trầm mặc một lát, Hàn Lập nhăn nhăn cái mũi, bình tĩnh nói. "Chuyện phát sinh hôm nay, nếu có người thứ ba biết, ta sẽ giết ngươi." Nữ tử tuyệt sắc bỗng nhiên lạnh lùng nói, "Ta sẽ kín miệng, nếu bên ngoài có lời đồn đãi truyền ra, nàng cứ việc giết ta là xong." Hàn Lập cười nhạt một chút, ôn tồn nói, "Hừ, ngươi cũng biết điều đó." Nữ tử thấy Hàn Lập cái gì cũng đáp ứng, trong lòng chẳng những không có cao hứng, ngược lại có chút áo náo, khẩu khí càng trở nên bất thiện. Sau khi nói hết lời, nữ tử cùng Hàn Lập trong lúc nhất thời cứ đứng như vậy không nói gì, ai cũng không nói một câu nào nữa. Nữ tử tuy là tu sĩ kết đan kỳ, nhưng nàng từ nhỏ vẫn một mực tu hành, đối với chuyện nam nữ này, thật sự so với các cô gái bình thường cũng không có gì khác biệt, cho nên cũng chỉ theo bản năng không cho Hàn Lập tiết lộ việc này ra ngoài, nhưng nội tâm lại là tâm phiền ý loạn không biết phải làm thế nào. Mà Hàn Lập cũng không tốt gì hơn nữ tử, hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến mình lại có lần đầu tiên thân mật quan hệ với nữ tử như vậy, mà lại là một nữ tu sĩ kết đan kỳ, còn là một mỹ nhân phong hoa tuyệt đại, so với nữ tử dịu dàng trong trí tưởng tượng của hắn, thật sự chỉ có hơn chứ không kém, làm cho hắn thầm cười khổ không thôi. Không biết lần diễm ngộ này, đối với hắn là họa hay là phúc. Chẳng qua mặc kệ như thế nào, Hàn Lập nhìn ra nữ tử cuối cùng cũng không có sinh ra ác tâm giết người diệt khẩu, điều này làm cho hắn thở phào một hơi nhẹ nhõm đối với này đại mỹ nữ này đã có duyên phu thê nảy sinh không ít hảo cảm nhưng cũng chỉ là hảo cảm mà thôi nếu đối phương còn muốn trở mặt xuống tay hàn lập phỏng chừng mình cũng tuyệt sẽ không thúc thủ đợi chết cái viên cầu kia rốt cuộc là cái gì vậy sao lại làm cho nàng và ta hàn lập lên tiếng trước tiên nhưng nói được một nửa liền không tiện nói tiếp chẳng qua hắn tin rằng đối phương cũng có thể hiểu được ý của mình cái đó là túi dâm nang của mặc dao không ngờ xúc sinh này lại là hùng giao hiếm thấy mà ta nhất thời sơ sẩy mới để xảy ra việc này trong túi này đều là thôi tình vũ khí giống cái mà tiếp xúc sẽ lập tức nổ tung ra gia nhân vừa nói mặt lại đỏ lên nhớ tới chính mình đã lấy tay tiếp xúc với vật ấy mới làm cho cái túi đó nổ ra là như thế hàn lập nghe xong lúc này mới giật mình hiểu ra bí ẩn trong lòng được cởi bỏ mà hình dáng hiện tại của nàng sao lại so với trước kia ta luyện chính là độc môn công pháp tố nữ luân hồi công Công pháp này tuy kỳ diệu, hơn nữa có thể làm cho người ta xuân nhàn vĩnh chú, nhưng cứ cách 10 năm công pháp này sẽ luân hồi một lần. Pháp lực luân hồi, người tự nhiên sẽ biến trở về lúc nhỏ. Khi ta và người gặp chuyện, công pháp tạm thời bị phá đi một ít, người mới biến lớn lên một chút. Nữ tử im lặng trong chốc lát, rồi giải thích sơ qua với Hàn Lập. Vậy nàng sẽ không sao chứ? Hàn Lập cũng không hiểu tại sao lại không tự kìm hãm được mà hỏi ra như thế. Không có việc gì, công pháp của ta đã đại thành cho dù bị phá thân xử nữ, cũng chỉ là tổn thất năm sáu năm pháp lực mà thôi, đối với ta mà nói không tính là gì. Nữ tử đầy vẻ phức tạp liếc nhìn Hàn Lập, lạnh lùng nói. Hàn Lập vừa nghe, yên lặng trở lại, biết đối phương đối với việc thất thân với mình, trong tâm chứa không ít oán khí, hắn chỉ có thể im lặng không nói gì. Nữ tử này đích xác nghĩ thấy mình phi thường ủy khuất. Nàng vừa rồi dã lén dò xét đối phương vài lần, lại xác định vị đệ tử Hoàng Phong Cốc này, vô luận tướng mạo hay là tư chất đều thật sự cực kỳ bình thường, không có cho ô nào thần kỳ, mà chính mình lại cùng người này có duyên phu thê, cái này làm cho nàng luôn luôn tâm cao khí ngạo, không khỏi vạn phần buồn khổ. Nhưng nếu nói nàng ra tay giết người này, để tiết mối hận trong lòng, tựa hồ lại có chút không nỡ, dù sao đối phương cũng là nam nhân lấy đi tấm thân xử nữ của nàng, đối với người này cũng có chút cảm giác khác thường. Điều này làm cho nàng đối với Hàn Lập vừa tức vừa hận. Hiện tại là lúc nào rồi, sẽ không phải đã qua kỳ hạn 5 ngày để trở về rồi chứ. Hàn Lập đột nhiên nhớ tới cái gì đó, không khỏi thất thanh nói ra. Nữ tử tâm thần vốn đang bất định sau khi nghe nói thế, trong lòng cũng đột nhiên cả kinh, nhưng lập tức liền chấn định lại, bình tĩnh nói. Sẽ không quá lâu như vậy đâu, thôi tình khí thể của mặc sao, có chứa thành phân mê dược rất ít. Chúng ta nhiều lắm chỉ hôn mê cỡ 5-6 canh giờ thôi. Nhưng nếu muốn ra ngoài, chúng ta cũng phải lập tức chuẩn bị, tuyệt địa này cũng không phải cứ thế mà ra ngoài nữ tử cao mày nói. Bất quá, ở phía trước, cái hộp vàng kia ta sẽ lấy, người không có ý kiến gì chứ. Nữ tử lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàn Lập, đôi môi khẽ nhếch lên nói. Hàn Lập nghe xong cười khổ, tuy hắn hiện tại cảm thụ được nữ tử này pháp lực hụt khá nhiều, nhưng pháp lực tuyệt đối trên chút cơ kỳ, có thể khẳng định hắn làm sao dám cùng đối phương giành bảo vật được. Nữ tử thấy Hàn Lập một câu cũng không nói, cười lạnh một chút, rồi bay về phía Bạch Ngọc Đình, kết quả phi thường thuận lợi thu hộp vàng kia vào túi chữ vật, sau đó bay trở về bên cạnh Hàn Lập. Linh dược này, Hàn Lập thấy nữ tử này không có hái linh dược, có chút kỳ quái hỏi. Ta căn bản không cần, người nếu thích, cứ việc hái đi. Nữ tử nghe vậy liếc mắt nhìn Hàn Lập, tức giận nói. Hàn Lập nghe nói thế, trong lòng mừng rỡ, hắn còn lo bản thân sau khi ra khỏi cấm địa, thì không có bao nhiêu linh dược giao cho bổn môn, sợ khiến cho người khác hoài nghi mà phát sầu liền không khách khí lập tức chạy vội đến, trong nháy mắt liền đem hơn 10 gốc linh dược thu vào. Nữ tử đứng ở tại chỗ lạnh lùng quan sát hành động của Hàn Lập, không nói một lời. Đợi sau khi Hàn Lập hái linh dược trở về, mới chậm rãi nói. Muốn phá cấm rời đi, chuyện này cần sự hợp lực của hai người chúng ta mới được, thiếu một người cũng không thể rời khỏi nơi đây. chương 209, Hồi Quy, trên mặt đất trong đại sảnh của Thạch Điện, từng tiếng nổ vang lên thanh âm cộng hưởng không ngừng, các đệ tử Yểm Nguyệt tông dùng pháp khí không ngừng đánh xuống mặt đá. Nhưng mặc kệ là pháp khí gì đánh xuống mặt đá, cũng chỉ có thể đánh vang lên một ít đá vụn mà thôi, điều này làm cho mọi người càng thêm tâm cho ý lạnh. Mấy canh giờ sau, các nam nữ đệ tử ngơ ngác ngồi dưới đất, nhìn cái hố to không nói được một lời, tất cả đều đã mệt mỏi. Lúc này mọi người đối với việc cứu vị sư tổ kia ra, rốt cuộc không còn chút tin tưởng nào. Tất cả mọi người đều bắt đầu lo lắng đến hậu quả đáng sợ sau này. Bắt đầu tìm ngõ giúp cho bản thân mình. Ngay lúc này, một tiếng nổ từ bên ngoài thạch điện truyền đến, tiếp theo cả mặt đất rúng động, tựa hồ bên ngoài đã xảy ra sự tình đất rung núi chuyển gì đó, điều này làm cho các đệ tử có chút ngẩn ra. Sao lại thế này, các đệ tử nhìn nhau, có hai gã nam đệ tử lập tức bước nhanh ra ngoài thạch điện, xem đến tột cùng là chuyện gì. Sư tổ, không lâu sau, ngoài điện truyền đến tiếng hô vui mừng điên cuồng của hai gã đệ tử nọ. Thanh âm cực lớn cho dù các đệ tử còn ở trong đại sảnh thạch điện cũng đều nghe được rõ ràng, làm cho mọi người không khỏi kinh ngạc nhìn nhau, sau đó lập tức như bảy ong túa xông ra bên ngoài. Trước cửa điện chừng 10 trượng, xuất hiện một cái hố lớn đường kính hơn trượng, mà bên cạnh miệng hố có một nữ tử tuyệt sắc áo trắng phiêu phiêu đang đứng, xem dung mạo đúng là sư tổ đã lớn hơn một chút. Lúc này, vị tổ sư yểm Nguyệt Tông đang lạnh lùng nhìn ra xa xa, thần tình hờ hững. Đối với hai gã nam đệ tử đứng ở phía sau, cũng không chút để ý tới. Điều này làm cho các đệ tử sau khi mừng như điên, lập tức giống như bị nước lạnh dội vào đầu, sực tỉnh lại. Chẳng lẽ vị tổ sư này, định truy cứu việc cấm chế sao chứ? Vừa nghĩ vậy, các đệ tử đều không khỏi liếc mắt nhìn nữ đệ tử Yểm Nguyệt song kiều, mặt đang trắng bệch run sợ. Nữ tử áo trắng sau khi nhìn ra xa ước chừng một khắc mới chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua các đệ tử ở phía sau, lạnh như băng ra lệnh. Xuất phát, Hàn Lập đang từ một cây đại thụ nhanh như bay nhảy sang một cây khác thân mình nhẹ nhàng như một con khỉ, tốc độ không thua gì ngự khí phi hành, nhằm phía dưới chân núi mà chạy tới. Hắn hiện tại, toàn thân linh lực minh mông, một thân pháp lực tầng 13. Loại cảm thụ kỳ diệu pháp lực tăng đột biến thế này, làm cho Hàn Lập có chút say mê luyến tiếc. Chẳng qua, linh lực này cũng sẽ không kéo dài lâu được, phỏng chừng chỉ mấy canh giờ nữa là biến mất. Vì có thể từ đầm lầy trong lòng đất ra ngoài, nữ tử đã cùng mình có duyên hợp thể kia, đã sử dụng bí pháp nào đó, Đem một bộ phận tương pháp lực bị cấm chế tạm thời truyền cho Hàn Lập, làm cho Hàn Lập vừa mới từ thực lực 11 tầng đã lên tới đỉnh đai đềm của luyện khí kỳ. Sau đó hai người một người sử dụng chu tước hoàn, một người sử dụng kim quang chuyên phù bảo, cứ thế mà đánh thông một đường hầm, nối thẳng lên mặt đất. Trong suốt quá trình, mỗi khi Hàn Lập pháp lực hao hết, nước tử lại yên lặng đem pháp lực chuyển sang cho Hàn Lập. Kết quả khi hai người từ trong lòng đất đi ra, thì kim quang chuyên phù bảo của Hàn Lập uy năng đã hao hết trở thành phế vật, mà cô gái cũng tiêu hao hai ba chục năm công lực, không thể nói là không tổn thất thảm trọng. Lại nói tiếp, tố nữ luân hồi công của nữ tử này thật đúng là kỳ lạ. Trong thời kỳ luân hồi, có thể đem pháp lực bị cấm chế truyền cho một nam tử khác, nhưng lại không thể bản thân giải cấm hoặc truyền cho nữ tử sử dụng, hơn nữa pháp lực truyền đi còn chịu hạn chế bởi cảnh giới của nam tử. Như Hàn Lập chỉ là luyện khí kỳ, cho nên pháp lực truyền qua nhiều nhất cũng chỉ giới hạn trong công pháp cơ bản tầng 13 mà thôi, không có khả năng tiến vào trúc cơ kỳ. Bởi vì tại thời điểm mở ra tầng đất ngăn trở cuối cùng, Hàn Lập vừa mới nhận pháp lực của nữ tử, cho nên hiện tại hắn còn có thể bảo trì được pháp lực tầng 13, làm cho hắn có thể thể nghiệm loại cảm thụ kỳ lạ này thêm được một lúc nữa. Nam Cung Uyển, Hàn Lập trong lòng khẽ lầm bẩm cái tên này là lúc Hàn Lập rời khỏi nữ tử, đã hướng tới đối phương mà hỏi phương danh chẳng qua hàn lập nghĩ đến bộ dáng không tình nguyện của nữ tử khi nói tên cho mình trong lòng cũng có chút ảm đạm hắn rõ ràng bản thân đừng nói là luyện khí kỳ ngay cả khi tiến vào trúc cơ kỳ đối phương cũng tuyệt không có khả năng có quan hệ gì với hắn dù sao thời gian sống cùng địa vị của hai người tại tu tiên giới thật sự là một trời một vực cho nên bộ dáng vô tình của nữ tử khi chia tay hắn cũng chỉ có thể chua sót mà tiếp nhận hàn lập bản thân tự biết rõ việc tiến vào trúc cơ kỳ còn có chút nắm chắc nhưng đối với kết đan kỳ hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhìn lên mà thôi một hoàng phong cốc lớn như vậy có hơn vạn người tu tiên nhưng có thể đạt đến kết đan kỳ cũng chỉ có mấy người mà thôi hàn lập tự biết tư chất không tốt một chút tin tưởng cũng không có hàn lập đang nghĩ ngợi đột nhiên sắc mặt trầm xuống thân hình đột nhiên vù một cái biến mất trong không khí nhưng một lát sau thân hình lại xuất hiện tại chỗ cũ chỉ là trong tay có thêm một túi chữ vật mà lúc này tại một cây đại thụ ở phụ cận lại có thêm một thi thể không đầu của đệ tử Linh Thú Sơn. Hàn Lập nhìn thoáng bên trong túi chữ vật, lắc lắc nhẹ đầu, rồi tung người vọt đi. Chiều ngày thứ năm kể từ khi tiến vào cấm địa, người của các phái bên ngoài cấm địa, rốt cục đã có hành động. Bảy tu sĩ kết đan kỳ, lại công kích mở ra cửa vào, sau đó nhìn vào thông đạo tối đen, thần sắc bình tĩnh chờ người đi ra. Rất rõ ràng, lần này thi pháp phá cấm so với năm ngày trước đây thoải mái hơn nhiều, hơn nữa khi thông đạo xuất hiện, bảy người sau khi thu hồi pháp bảo, thì thông đạo kia vẫn không có biến mất, vẫn vững vàng nối thẳng vào cấm địa. Hơn người người đội trưởng Trúc Cơ Kỳ ở phía sau bảy người này, mỗi người vẻ mặt đều hiện vẻ khẩn trương. Dù sao, việc này có quan hệ đến việc phân phối Trúc Cơ Đan lần sau, việc đó đối với các quản sự bọn họ có quan hệ không nhỏ. Mà vị khung lão quái của yểm Nguyệt Tông kia, không biết từ khi nào đã xuất hiện che một tảng đá ở phụ cận, cười hì hì nhìn mọi người. Xem ra lão đối với lần đánh cuộc này, cũng rất nắm chắc. Rốt cuộc nửa canh giờ sau khi thông đạo mở ra, một trung niên đạo sĩ thần sắc chấn định đi ra, đạo trang trên người đầy cho bụi, còn có mấy chỗ rách dưới cùng vết máu không nhỏ, xem ra đã phải trải qua một phen khổ chiến, mới đi ra được. Trung niên đạo sĩ sau khi đi ra, hướng tới đạo sĩ kết đan kỳ của Thanh Hư Môn, sau khi thi lễ, liền ở một bên im lặng khoanh chân ngồi xuống. Đạo sĩ kết đan kỳ thấy vậy, mặt mày vui vẻ liếc mắt nhìn trung niên đạo sĩ, khẽ vuốt cằm không thôi. Lý sư tổ sắc mặt bình tĩnh, không có biểu tình gì. Nhưng khung lão quái lại tỏ vẻ xem thường, bất mãn hừ một cái. Tiếp sau đó, nam tử âm nhu của hóa đao ổ, trung ngô của linh thú sơn, thanh niên áo lam của thiên khuyết bảo, huynh muội trần thị của hoàng phong cốc, đều hoặc nhiều hoặc ít mang theo vết thương trước sau ra khỏi thông đạo. Mỗi người vẻ mặt đều mỏi mệt đi tới chỗ trưởng bối bổn môn, sau đó khoanh chân nghỉ ngơi. Lại qua thời gian chừng bữa cơm nữa, lại có rất nhiều đệ tử đi ra. Nhóm người này khác với nhóm trước, đều một lần hai người, ba người kết bạn mà đi, hơn nữa mỗi người vẻ mặt đều không giống nhau, có cao hứng phấn chấn, có đầy mặt uể oải, còn có vẻ mặt cảm thấy may mắn. Nhóm này cũng đông hơn nhóm trước, đệ tử bảy phái trước sau đi ra hơn 20 người. Mà vẫn chưa thấy một người nào của Yểm Nguyệt Tông xuất hiện, điều này làm cho người của sáu phái khác lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nhưng khung lão quái, nghề thường tiên tử của Yểm Nguyệt Tông, thần sắc vẫn không biến đổi, bộ dáng điềm tĩnh tin tưởng. Lại sau nửa canh giờ nữa, bên trong thông đạo ngoài trừ đi ra hai gã đệ tử của phái khác người của yểm nguyệt tông vẫn không thấy tung tích mà thời gian thông đạo đóng cửa cũng chỉ còn lại có một canh giờ lúc này khung lão quái cùng nghe thường tiên tử liếc mắt nhìn nhau mới có chút lộ ra vẻ bất an trong thông đạo lại có bóng người nhoáng lên một thanh niên hoàng phong cóc đi ra người này mặt mày bình thường quần áo chỉnh tề chính là hàn lập một đường lấy thế xét đánh không kịp bưng tai liên tiếp giết mấy người mới ra tới đây người của yểm nguyệt tông vốn thấy ở cửa thông đạo có bóng người chớp lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng sau khi thấy rõ ràng là người của Hoàng Phong Cốc, lập tức thất vọng. Lúc này, Hàn Lập nhìn nhìn tình hình bên ngoài thông đạo, cũng chậm rãi đi đến vị trí của bổn môn, học theo những người khác, đi ra phía sau theo thứ tự mà ngồi xuống. Nói đến cũng vừa khéo, vừa lúc ngồi bên cạnh hai huynh muội trần thị. Đệ tử Hoàng Phong Cốc còn sống ra khỏi cấm địa, xem như nhiều hơn sáu phái khác. Ngoài trừ huynh muội Trần Thị còn có một vị lão giả cùng một vị thanh niên khác, thêm vào hàn lập tổng cộng là có 5 người, so với 3-4 người của các phái khác, thậm chí cự kiếm môn chỉ có hai người, có thể xem như là rất nhiều rồi. Điều này cũng làm cho Lý Sư Tổ, giấu không được sự vui mừng trong lòng, trên mặt đầy nét xuân phong. Huynh muội Trần thì cùng còn lại hai người, thấy hàn lập này là đệ tử tầng 11, thế nhưng có thể đầy đủ không tổn hao gì từ trong cấm địa đi ra, đều không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Nhưng lập tức tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức thay bằng thần sắc khinh bỉ mà nhìn hàn lập không xem hắn ra gì hiển nhiên bọn họ đều cho rằng hàn lập nhát gan như thỏ căn bản không tham gia tranh đấu mà kiếm chỗ trốn trên người khẳng định cũng không có thu hoạch gì thời điểm thông đạo đóng cửa càng lúc càng gần người của yểm nguyệt tông một người vẫn chưa xuất hiện điều này làm cho khung lão quái cùng nghe thường tiên tử rốt cuộc ngồi không yên trên mặt vẻ lo lắng hiển lộ ra không thể nghi ngờ điều này lại làm cho lý sư tổ cùng đạo sĩ ngồi ở bên cạnh âm thầm vui mừng xem ra người của yểm Nguyệt Tông, đích thật là đã xảy ra chuyện. Hàn Lập thấy tất cả những việc này, hơi cao mày một chút, thấy thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn rõ ràng đã cùng Nam Cung Uyển thoát ra khỏi đầm lầy trong lòng đất, sao lại người của yểm Nguyệt Tông còn chưa tới. Trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng cho nữ tử này. chương 210, Đồ Cục, Hàn Lập bỗng nhiên nhớ tới một cô gái khác đã tiếp xúc trong cấm địa, không khỏi nhìn qua phía Linh Thú Sơn. Kết quả phát hiện Hạm Vân Chi phi thường nhu thuận ngồi dưới đất, sắc mặt khá bình thản, cũng không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, điều này cũng làm cho Hàn Lập thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thời điểm thông đạo đóng cửa đã tới gần, người của Yểm Nguyệt Tông sắc mặt càng lúc càng khó coi. Mà người của các phái còn lại, tuy biểu hiện trên mặt cũng ra vẻ lo lắng cho đệ tử của Yểm Nguyệt Tông, nhưng thật ra trong lòng lại như nở hoa. Dù sao Yểm Nguyệt Tông thân là đại phái đệ nhất của Việt Quốc, việc làm cho người khác ghen tị cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai có thể có cơ hội là cho thực lực yếu bớt đi, những người này tự nhiên là vui mừng. Không biết có phải do tâm tư của những người này mà đã làm ra phản tác dụng hay không, mà ngay một khắc trước khi thông đạo đóng cửa, bỗng nhiên bên trong thông đạo bóng trắng chợt lóe, một đội mười mấy người đệ tử của Yểm Nguyệt Tông chỉnh tề đi ra, cầm đầu chính là Nam Cung Uyển khuôn mặt kiều diễm mê hồn. Vừa thấy cả đoàn đi ra, khung lão quái thở ra một hơi thật dài. Nghe thường tiên tử cũng không tự kìm hãm được mà tiến lên, nắm lấy canh tay của Nam Cung Uyển, vô cùng quan tâm hỏi thăm trên mặt vẻ lo lắng biểu lộ không thể nghi ngờ một màn này lọt vào trong mắt những người khác làm cho tạo nên một hồi nghi hoặc cái này cũng khó trách nam cung uyển trước kia tuy cũng đã cùng vài người tu sĩ kết đan kỳ gặp qua vài lần nhưng khi đó nam cung uyển quanh năm đầu đội khăn che mặt căn bản không có lộ ra hình dáng cho nên những người này thực không biết nữ tử trẻ tuổi đẹp như hoa trước mắt lại là nam cung tiên tử mà bọn họ đã từng có duyên gặp qua hàn lập thấy nữ tử này có thể an toàn đi ra cũng vui mừng vô cùng dù sao đối phương cùng hắn cũng có duyên hợp thể cho dù biết rõ không có khả năng lại tái hợp lương duyên nhưng trong lòng cũng không nhịn được sự quan tâm chẳng qua lý sư tổ cùng đạo sĩ trên mặt vẻ tươi cười cũng có chút miễn cưỡng cái này cũng khó trách không nói đến việc yểm nguyệt tông rốt cuộc hái được bao nhiêu linh dược chỉ nhìn sơ qua số người còn sống ra khỏi cấm địa cũng đã vượt qua người của hai phái bọn họ cái này không thể không làm cho hai người vô cùng buồn bực. Tốt lắm xem ra các đệ tử đều đã đi ra hết, còn không có đi ra. Người của Linh Thú Sơn đột nhiên mở miệng nói, còn không chờ hắn nói xong, từ trong thông đạo đang muốn đóng cửa lại có bóng người ba chân bốn cẳng chạy ra, mà lại là lão hoạt đầu hướng chi lễ của Hoàng Phong Cốc, còn đạo sĩ tuổi trẻ cùng hắn từ cử kiếm môn vốn cùng hắn phối hợp hái thuốc, lại không thấy tung tích. Lão nhân này vừa ra khỏi thông đạo, cấm địa liền truyền đến một trận chấn động, tiếp theo thanh quang chợt lóe, thông đạo liền vỡ vụn ra, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, bên trong cấm địa cho dù còn có người chưa đi ra, cũng chỉ có tử lộ mà thôi. Bởi vì phàm đệ tử không đi ra được, thì cho tới bây giờ cũng không có ai vào lần mở cấm địa sau lại có thể thoát ra được, hoàn toàn bởi vì nguyên nhân không rõ mà biến mất, cái này cũng là nguyên nhân những người khác đều không dám chỉ hoãn thời gian. Chẳng qua, lão hoạt đầu chỉ là một đệ tử 10 tầng công lực của Hoàng Phong Cốc, lại có thể cuối cùng thoát được tính mạng. Điều này thật đúng là vượt ra ngoài dự kiến của các cao nhân này, làm cho không khỏi dò xét hướng chi lễ vài lần. Lý Huynh, không thể tưởng được quý cốc thật đúng là nhân tài thật nhiều. Chẳng những đệ tử tầng 11 có thể ra khỏi cấm địa, mà ngay cả tầng 10 cũng có thể bảo toàn tính mạng mà đi ra, quý phái thật sự là có phương pháp dạy dỗ, tại hạ bội phục. Tu sĩ cử kiếm môn thấy môn hạ bên mình chỉ có hai người ra khỏi cấm địa, hơn nữa đại hán chân trần, trần được kỳ vọng nhất cũng không thể đi ra, mà Hoàng Phong Cốc ngay cả hai gã đệ tử cấp thấp cũng trốn ra được, bảo vệ được cái mạng nhỏ, không khỏi trong lòng khí uất dâng lên, chào phúng đôi câu. Lý Sư Tổ nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, lão cũng cho rằng Hàn Lập cùng hướng chi lễ đều là người tìm chỗ trốn không dám ló mặt ra, không khỏi hận hận chừng mắt liếc nhìn lão hoạt đầu, nhưng ngoài miệng cũng không thể không biện hộ giúp hai người. Mấy tiểu bối này công pháp nông cạn, có thể bảo toàn được tính mạng coi như là tạo hóa của bọn họ rồi, cho nên dùng loại phương pháp nào, Ta làm trưởng bối cũng không làm khó gì bọn chúng. Hừ, cao nhân cự kiếm môn thấy Lý sư tổ lại làm trò như thế, xem rất không vừa mắt, còn muốn nói cái gì đó, thì khung lão quái đã có chút không kiên nhẫn mà mở miệng. Hai người các ngươi tranh cái gì, một khi đã có thể sống mà thoát ra, đây cũng là bổn sự của một tiểu bối, chẳng lẽ biết rõ không được mà vẫn đâm đầu vào chết sao? Chẳng qua, Lý tiểu tử, nhanh chóng xem xét kết quả đánh cuộc đi, biết sớm rồi muốn làm gì thì làm chẳng lẽ muốn lão già như ta chờ đợi lâu như vậy? Lão này rõ ràng ỉ ra làm can, nhưng người của cửa kiếm môn cùng Lý Sư Tổ cũng thật không dám làm cho người này mất hứng, đành phải liếc mắt nhìn nhau, ha hả một chút cho qua chuyện này. Nếu không bị lão quái vật này ghi hận, thật cũng là một chuyện tồi tệ. Vì thế, đạo sĩ Phù Vân Tử của Thanh Hư Môn cùng Lý Sư Tổ đành phải theo lời của khung lão quái. Sau đó đệ tử ba phái từ trong cấm địa đi ra cùng đem vật thu hoạch được ra, để phân thắng thua ván đánh cuộc này. Đạo sĩ Thanh Hư cốc ra khỏi cấm địa lần này chỉ có bốn người. Nhưng số lượng linh dược mà vị trung niên đạo sĩ ra khỏi cấm địa đầu tiên, làm cho sắc mặt mọi người đều hơi đổi. Huyết lan trăm năm trưởng thành 3 gốc, Thiên linh quả 300 năm 2 quả, ngọc tủy chi 400 năm 3 gốc. Đạo sĩ liên tục không ngừng chừng 11 gốc linh dược, nhất nhất bày ra trên mặt đất, số lượng khá nhiều, làm cho số người vây xem đều vạn phần kinh ngạc, chỉ có phù vân tử tham gia đánh cuộc mới mỉm cười tự đắc không thôi. Tựa hồ đối với vẻ mặt ngạc nhiên của người khác rất là vừa lòng. Mà lão giả của Hoàng Phong cốc ngay từ đầu đi lên, nam đệ tử của Yểm Nguyệt tông, số lượng xuất ra cũng chỉ có vài gốc mà thôi. Tiếp sau đó, vị đạo sĩ thứ hai của Thanh Hư môn cũng không khoa trương như vậy, nhưng cũng được 7, 8 gốc linh dược, so với tình huống bình thường thu hoạch cũng tính là không ít. Làm cho Lý sư tổ có chút bất an, khung lão quái vẻ mặt cười cợt cũng thu lại, lần đầu tiên trở nên nghiêm túc hẳn lên. Cao nhân bốn phái còn lại nghe nói đến việc đánh cuộc, tự nhiên đều đến xem. Thấy tình cảnh này, cũng đều âm thầm khấm phục, nhưng tiếp sau đó linh dược của huynh muội Trần Thị, cuối cùng cũng làm cho Lý Sư Tổ vui mừng một chút, bởi vì tổng thu hoạch của hai người cũng gần 20 gốc, so với hai gã đạo sĩ kia cũng không sai biệt lắm. Mà thu hoạch của người tiếp theo của Thanh Hư Môn biểu hiện cũng bình thường, chỉ có 4 gốc. Còn người của Yểm Nguyệt Tông vẫn duy trì tiêu chuẩn bình thường, liên tiếp ba người đều là 5 gốc trở xuống, làm cho đạo sĩ cùng Lý Sư Tổ đều ngầm thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng khi vị thanh niên hoàng phong cốc đi lên giao linh dược sau khi trần chờ một chút xấu hổ lấy ra ba gốc linh dược điều này làm cho lý sư tổ cái mũi thiếu chút nữa là xì khói muốn mở miệng mắng to bởi vì lão căn bản sẽ không trông cậy vào hàn lập cùng lão hoạt đầu cai có thể cống hiến ra cái gì thuận theo thứ tự thì tới phiên hàn lập tiến lên nhưng không ngờ hướng hoạt đầu lại tiến lên giành lên trước hàn lập sau đó cung kính lấy ra hai gốc tử hầu hoa điều này làm cho lý sư tổ cảm thấy ngoài ý muốn sắc mặt nhất thời đỡ hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Bởi vì số lượng linh dược trước mắt lão tuy so với thanh hư môn nhiều hơn một hai gốc, chỉ cần người cuối cùng của đối phương xuất ra số lượng đủ theo tiêu chuẩn bình thường, lão chắc chắn là sẽ thua, lão căn bản không trông cậy vào hàn lập có thể thu hoạch nhiều hơn, cho rằng hàn lập nhiều lắm thì cũng như lão hoạt đầu, được hai ba gốc linh dược là cũng được rồi, đối với đệ tử cấp thấp bọn họ cũng là làm tận chức trách rồi. Nghĩ vậy, Lý Sư Tổ không khỏi nhìn qua phù vân tử, chỉ thấy đối phương cũng vừa lúc nhìn về phía lão, hai người sau khi khẽ ngẩn ra, liền lập tức rời ánh mắt đi, tiếp tục chú ý vào trận đánh cuộc. Vị đạo sĩ cuối cùng tiến lên, là một vị lão giả tóc bạc phơ, sau khi đi ra phía trước, cũng không vội vàng lấy tức gốc linh dược ra, cái vẻ chậm rãi kia làm cho tất cả mọi người đang xem đều xem thường. Nhưng sau khi liên tiếp lấy ra 5 gốc linh dược, thì vẫn còn lục lọi trong túi chữ vật, thì lý sư tổ sắc mặt nhất thời âm trầm, mà phù vân tử mặt mày hớn hở hẳn lên. Cho nên người của Yểm Nguyệt Tông, hai người trong lúc nhất thời cũng không qua hỏi. Đạo sĩ đầu bạc này cuối cùng, vượt xa ngoài dự kiến liên tiếp cống hiến ra bảy gốc linh dược, điều này làm cho người xung quanh vây xem cảm thấy ngoài ý muốn. Lý sư tổ thấy vậy, sắc mặt đã chuyển xanh vô cùng, mà đạo sĩ lại hưng phấn xoay chuyển ánh mắt, bắt đầu chú ý tới đệ tử của Yểm Nguyệt Tông, cho rằng đối với Hoàng Phong Cốc phần thắng đã định. Lúc này, Hàn Lập đi tới, những người khác chỉ là thản nhiên nhìn qua, rồi đều hướng về phía Yểm Nguyệt Tông, đem hắn hoàn toàn bỏ qua. Lý sư tổ cũng thấy được một màn này, chẳng qua lão cũng không có hy vọng gì với Hàn Lập, cho rằng bản thân đã không còn cơ hội xoay chuyển, vị đệ tử 11 tầng công pháp này cũng chỉ là làm xấu mà thôi, tự nhiên sẽ không sẽ không nể mặt gì Hàn Lập. Hàn Lập cũng không để ý đến hành động của người khác, càng không có khấu trừ linh dược trưởng thành, không có chút ý niệm này trong đầu. Bởi vì mỗi một môn phái đều có mang theo hai vị quản sự, bên người đều dẫn theo một hai linh thú người mùi. Loại kỳ thú này, có thể trong phạm vi ba trưởng có thể ngửi ra bất kỳ loại linh dược ngoài trăm năm nào, cho dù là ở trong túi chữ vật cũng vậy, không thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, mỗi lần đệ tử từ trong cấm địa đi ra, đều sau khi chủ động đem toàn bộ linh dược ra, còn phải bị mấy tiểu thú này ngửi qua một lần, mới có thể thoát thân rời đi. Đệ tử cho dù có tâm cũng không có cơ hội giữ lại linh dược. Hàn lập đi ra liền đã sớm chuẩn bị cần túi chữ vật trong tay, sau đó không khách khí đổ xuống, một luồng bạch quang xẹt qua, một đống lớn chừng hơn 20 gốc linh dược đủ màu phủ khắp mặt đất. Chương 211, doanh gia, mau xem kia, gì vậy, thật không dám tin, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một lượng lớn linh dược như vậy, có vài người lanh mắt kinh hô lên. Vài tiếng này lập tức thu hút ánh mắt của người khác tới, Lý sư tổ cùng phù vân tử đương nhiên cũng ở trong số đó. Chỉ có điều, hai người sau khi xem rõ ràng linh dược dưới chân Hàn Lập, vẻ mặt hớn hở của đạo sĩ lập tức ngẩn ra, mà Lý sư tổ sau khi ngây người một chút, lập tức hoan hỉ cười ha hả lên, miếng thịt lớn thế này từ trên trời giáng xuống, làm sao hắn không vui đến xuất thần cho được. Đợi khi Lý Sư Tổ ý thức được sự thất thố của mình, ngừng tiếng cười lại, rồi dùng ánh mắt vui vẻ cẩn thận không ngừng dò xét Hàn Lập, nhìn Hàn Lập thế nào cũng thấy thuận mắt. Mà đạo sĩ sắc mặt chuyển xanh, đến giờ vẫn khó có thể tin được bản thân lại cứ như vậy mà thua, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập tự nhiên rất bất thiện. Đạo huynh, cái này là gì vậy? Chẳng lẽ muốn gây khó xử cho một vãn bối hay sao? Lý sư tổ sau khi thấy được biểu tình của Phù Vân Tử, hừ một tiếng, liền tiến bước đứng phía trước Hàn Lập, nghiêm mặt nói: "Hiện tại Hàn Lập vừa mới vì hắn mà lập công lớn, hắn tự nhiên không thể để cho Vãn Bối này trước mặt nhiều người như vậy mà bị Phù Vân Tử đe dọa. Nếu không, thể diện của hắn sao mà còn được?" Đạo sĩ bị Lý sư tổ nói như vậy, mới phát hiện với thân phận của mình mà nhìn một vị đệ tử luyện khí kỳ như vậy, rất là không ổn, sẽ bị người ta nghĩ muốn gây tư thủ với Vãn Bối này liền cuống quýt xoay chuyển ánh mắt hướng tới lý sư tổ miễn cưỡng cười nói lý thí chủ hiểu lầm rồi bần đạo chỉ nghĩ thấy với công lực của tiểu thí chủ này có thể hái được nhiều linh dược như vậy thật sự là không ngờ tới nên mới nhìn lâu như vậy đạo sĩ cực lực làm ra biểu tình không có chuyện gì nhưng khi nghĩ đến viên nội đan huyết tuyến giao kia liền cảm thấy nội tâm như nhỏ máu không ngừng sắc mặt thế nào cũng không thể khôi phục lại bình thường lý sư tổ hắc hắc cười lạnh hai tiếng điềm nhiên không tiếp tục nói nữa dù sao hắn hôm nay đại thắng đánh cuộc, thực cũng không muốn dùng lời nói để đả kích đối phương. Chẳng qua, hắn đối với việc Hàn Lập có thể tìm được nhiều linh dược như vậy, trong lòng cũng nghi hoặc. Nhưng trước mặt nhiều người các môn phái khác như vậy, Lý sư tổ không muốn tiện hỏi Hàn Lập, đành phải để sau hãy tính. Càng huống chi, hắn lúc này trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Chỉ cần lại thắng người của Yểm Nguyệt Tông kia, thì hắn lần này đi đến cấm địa cũng thật phát đạt, tự nhiên cũng bất chấp mấy cái việc lặt vặt kia. Chỉ cần hắn có thể thắng trận đánh cuộc này, hắn cũng không quản hàn lập làm thế nào mà có được chỗ linh dược này. Đạo sĩ thấy biểu tình của Lý Sư Tổ như vậy, đương nhiên hiểu được tâm tư của đối phương. Dưới sự ảo á nô đau lòng, đành phải làm người đứng ngoài, tiếp tục xem đối phương cùng khung lão quái ai thắng ai thua. Nhưng biểu tình của khung lão quái cũng không hơn gì đạo sĩ, mấy đệ tử yểm Nguyệt Tông giao ra linh dược trước đó tất cả đều bình thường, thật sự làm cho hắn cười không nổi. Trong khi Lý Sư Tổ đang ý khí phong phát, thì sự tình lại đột nhiên đổi chiều, mấy đệ tử của Yểm Nguyệt Tông giao linh dược sau đó, bỗng nhiên đều nhiều hơn 10 gốc. Lập tức liền so với tổng số của Thanh Hư Môn cùng Hoàng Phong Cốc còn muốn nhiều hơn 5-6 gốc, cuối cùng đã nắm phần thắng trong trận đánh cuộc này. Nhát roi này lập tức đem Lý Sư Tổ đánh ra khỏi giấc mộc, mà khung lão quái lại thở phào nhẹ nhõm một hơi, hì hì cười quái dị. Đến đây, đến đây, đem nội đan huyết tuyến giao giao ra đây. Ta vừa lúc đang muốn luyện một lô đan dược, nội đan này bất quá làm thuốc dẫn thôi khung lão quái không chút khách khí hướng tới phù vân tử mà đòi phần thắng cuộc đạo sĩ phù vân tử nghe vậy miễn cưỡng cười cười miệng mở ra tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại không nói gì khung lão quái thấy vậy trợn mắt lên có ý không vui thế nào đại danh đỉnh đỉnh phù vân tử thanh hư môn lại muốn quyệt nợ sao quyệt nợ ta sao dám quyệt của khung lão quái phù vân tử tự nhiên không phải muốn đổi ý mà chỉ là khi nghĩ tới nội đan này là vật chân quý như thế, hắn lòng đau vạn phần, chỉ là theo bản năng không nỡ mà thôi. Nhưng hiện tại bị khung lão quái nói như vậy, hắn trên mặt chuyển hồng rồi lại trắng, sau khi dậm mạnh chân một cái, liền đem một viên cầu sáng trắng vứt qua cho đối phương, sau đó thần tình đầy vẻ lòng đau như cắt quay đầu không dám xem. Viên cầu kia đúng là nội đan huyết tuyến giao, khung lão quái khoát tay liền bắt lấy nội đan, sau khi cẩn thận xem xét một phen, liền mặt mày hớn hở hẳn lên, chẳng qua miệng lại còn nói. Tựa hồ chất lượng không được tốt lắm, linh khí cũng không được đầy đủ, xem ra chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Những lời này đạo sĩ ở đối diện vừa nghe, trên mặt đỏ rực một mảng, thiếu chút nữa hộp máu thân vong, tức giận nhanh chóng rời xa khỏi nơi này, đã khỏi vì buồn bực mà đạo tâm hoàn toàn biến mất. Lý đạo hiểu, ngươi, trong vòng 20 năm, sẽ cho người đem hai khối thiết tinh tới. Lý sư tổ cũng không đợi khung lão quái nói cho hết lời, liền chủ động mở miệng đáp ứng. Hắc hắc, cũng là lý đạo hữu sảng khoái, ta cũng không có gì để nói khung lão quái vừa lòng gật gật đầu sau đó lắc lắc đầu quay lại phía bên yểm nguyệt tông kết cục của trận đánh cuộc này thực làm người của các phái xem mà cảm thán cuối cùng đối với kết cục trộm gà không được mất cả thóc của lý sư tổ cùng phù vân tử đều âm thầm mừng tai qua nạn khỏi ai bảo bọn họ cùng với lão quái vật này đánh cuộc làm chi mặc kệ như thế nào lần đi tới cấm địa này đến như vậy cũng đã xong đội trưởng của các phái thu hết linh dược của các đệ tử sau khi cho linh thú đánh hơi kiểm tra qua một lần, đều cáo từ lục tục dẫn đội bắt đầu ly khai. Người của Yểm Nguyệt Tông rời đi trước tiên, sau khi bọn họ chào người của các phái khác, đều lần lượt lên Thiên Nguyệt Thần Chu, Hàn Lập không khỏi nhìn về phía Nam Cung Uyển trong đó, nhưng nữ tử này cho đến khi lên thần chu rời đi, từ đầu đến cuối cũng không liếc mắt nhìn về phía hắn một lần nào, làm cho Hàn Lập trong lòng cũng rất không thoải mái. Chẳng qua Hàn Lập cũng xem như là người có thần trí kiên cường, trong chốc lát lại khôi phục như bình thường tiếp tục nhìn chăm chú người của các môn phái khác rời đi. Khi Hạm Vân Chi cùng người của Linh Thú Sơn đồng loạt rời đi, cũng liếc mắt nhìn Hàn Lập, có thiện ý cười một chút, điều này lại làm cho Hàn Lập trong lòng có chút lo lắng. Hoàng Phong Cốc cũng một nửa là chủ, tự nhiên là ra về cuối cùng. Cho nên sau khi đợi bảy phái khác đều đã rời đi, bên ngoài cấm địa chỉ còn lại người của Hoàng Phong Cốc. Nhưng Lý sư tổ vẫn không lập tức dẫn mọi người rời đi, mà là ngửa đầu nhìn cấm địa im lặng không nói gì. Chẳng qua những người khác đều biết vị sư tổ này đánh cuộc thua, tâm tình khẳng định là không tốt, bởi vậy cũng không ai không biết tốt xấu mà đi thúc giục lão nhân ra, đành phải cùng đứng đó mà chờ đợi. Sau hồi lâu, lý sư tổ tâm tình tựa hồ đã tốt hơn một ít, tuy vẫn chưa xoay người lại, nhưng cuối cùng cũng mở miệng, hơn nữa lại là hướng về phía Hàn Lập mà nói. Đệ tử đã giao được linh dược nhiều nhất, tên gọi là gì, nhập cốc đã mấy năm. Những người khác vừa nghe lời ấy, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ, có thể được vị sư tổ đại nhân này biết tên tuổi, về sau khẳng định là vô cùng hữu ích. Hàn Lập hơi kinh hãi, không dám trần chờ lập tức cung kính đáp. Đệ tử Hàn Lập, nhập gốc đã gần 3 năm, Hàn Lập, Lý Sư Tổ miệng chậm rãi lặp lại tên của Hàn Lập, tựa hồ đang lo lắng cái gì đó, cũng không lập tức đáp lại, nhưng làm cho những người phía sau nhìn nhau, không biết vị Sư Tổ này có ý tứ gì. Nhưng một câu sau đó của Lý Sư Tổ lại làm cho Hàn Lập trong lòng dùng mình, khởi 12 phần tinh thần để trả lời. Hàn Lập, hãy kể lại cho ta quá trình tìm thuốc đi, Ta muốn nghe." Lý sư tổ nhìn như tùy ý hỏi, Hàn Lập tuy trong lòng đề phòng, nhưng đối với việc người khác sẽ hỏi hắn, sớm đã có chuẩn bị, bởi vậy cũng không bối rối, liền lấy vẻ mặt bình tĩnh nói. "Vâng, sư tổ, việc này nói đến, thực sự cũng là may mắn. Đệ tử ngày đó tuy lén tiến vào núi, nhưng cũng rất xấu hổ, đến lúc đó cũng chưa có thu hoạch gì. Nhưng vào chiều ngày thứ tư, đệ tử một sơn cốc khá xa, phát hiện hai người đang tranh đấu." một người chân trần cầm ngân kiếm là đệ tử của cự kiếm môn, người còn lại mặt đầy sẹo của thiên khuyết bảo, đệ tử liền nấp ở gần đó. Cứ như vậy, Hàn Lập có thanh có sắc mà kể ra câu chuyện trai có tương tranh, ngư ông đắc lợi, để đem việc bản thân gặp vận may mà tận lực phóng đại lên, làm cho huynh muội trần thì cùng các đệ tử nghe xong, tất cả đều vạn phần ghen tị, ý hâm mộ biểu lộ không thể nghi ngờ. Lý sư tổ sau khi nghe Hàn Lập kể lại xong, âm thầm gật gật đầu, nghĩ thấy nói như vậy mới thông nếu không bằng vào đệ tử công pháp thấp như hàn lập làm sao có thể hái được nhiều linh dược như vậy xem ra đối phương thật sự là phúc tinh cao chiếu hoàn toàn trùng hợp mà thôi tự thấy đã hiểu được nguyên do của việc này lý sư tổ liền không để tâm đến việc truy hỏi nữa sau khi trầm ngâm trong chốc lát hắn đột nhiên vẻ mặt bình thản nói với hàn lập hàn lập ngươi lần này vì bổn môn lập công không nhỏ ta tuy không thắng được đánh cuộc lần này nhưng vẫn muốn trọng thưởng cho ngươi ta định thu ngươi làm môn hạ làm ký danh đệ tử, không biết người có nguyện ý không. Hàn Lập vừa nghe, nhất thời ngây người ra, nhất thời không biết ứng đối như thế nào mới được. Mà những người khác của Hoàng Phong Cốc sau khi nghe nói như thế, trước tiên là chấn động, nhưng sau đó đều nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, toát ra biểu tình khó có thể tin được. Cực kỳ không thể ngờ được, bọn họ không có nghe lầm. Vị tổ sư gia này, lại nhẹ nhàng như vậy mà muốn thu người này làm đệ tử. Mà người này vô luận là công pháp hay là tư chất đều cực kỳ bình thường, thật sự nhìn không ra có chỗ nào xuất chúng, có thể lọt vào pháp nhãn của tổ sư gia. Chương 212, Hoảng nhiên, theo lý thuyết, có thể được một vị tu sĩ kết đan kỳ thu làm đệ tử, đối với người tu tiên cấp thấp mà nói, tuyệt đối là nằm mơ cũng không mơ được chuyện tốt như thế này. Nhưng Hàn Lập sau khi nghe xong lời ấy, lại vừa kinh ngạc, lại vừa theo bản năng nhận thấy được có chuyện không ổn. Với tư chất cùng công pháp của hắn, như thế nào cũng không thể có loại chuyện tốt thế này rơi vào đầu hắn, cho nên theo lời vì hoàng phong cốc lập công lớn mà muốn trọng thưởng cho hắn hàn lập một chút cũng không tin nếu là vị tổ sư này thắng cuộc nhất thời hưng phấn mà thu vị công thần như hắn thì còn có vài phần thật tình nhưng rõ ràng đã thua một trận lại còn muốn thu hắn làm đồ đệ cái này thật khó mà nghĩ thông suốt cho được hàn lập trong đầu đang chuyển động vô số ý niệm thì lý sư tổ đang bắt đầu khó chịu hắn sau khi nói ra việc thu hàn lập làm đệ tử nguyên tưởng rằng đối phương khẳng định sẽ mừng như điên lập tức đáp ứng ai có thể ngờ hàn lập ngơ ngác đứng ở tại chỗ mặt đầy vẻ kinh ngạc mà không có bất kỳ biểu hiện gì điều này làm cho lão có chút tức giận chẳng qua về mặt biểu hiện lý sư tổ tự nhiên vẫn phải duy trì phong độ của sư tổ liền lại thản nhiên nói hàn lập người nếu không muốn bái ta làm sư thì cứ nói rõ ra ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi ta có thể đem một số kiện pháp khí cho ngươi xem như là bồi thường hàn lập vừa nghe nói thế đã biết đối phương lời nói tuy có vẻ rộng rãi nhưng trong lòng khẳng định bất mãn đắc tội với vị tổ sư này sẽ có hậu quả gì hàn lập không cần nghĩ cũng hiểu được hơn nữa bản thân mình là một đệ tử luyện khí kỳ như thế lại cự tuyệt một vị tu sĩ kết đan kỳ thu làm đồ đệ cái này cũng rất không hợp với lẽ thường chỉ sợ sau khi cự tuyệt sẽ còn gặp phiền toai còn lớn hơn nữa nghĩ như vậy hắn cắn răng mặc kệ đối phương rốt cuộc đối với mình có ý đồ gì trước tiên cứ phải ứng phó cho qua ải này rồi hãy nói dù sao xem ra thế này mà không đáp ứng bản thân mình tuyệt sẽ không có kết quả gì tốt có thể bái sư tổ làm môn hạ đệ tử đương nhiên là rất vui đó là vinh hạnh của đệ tử vừa rồi đệ tử bản thân quá cao hứng mà quên mất trả lời xin sư tổ lượng thứ hàn lập mặt đỏ lên làm bộ như mới từ trong hưng phấn mà lấy lại tinh thần mà nói không kịp thở sau đó hàn lập bước tới hướng về phía lý sư tổ mà làm lễ bái mấy cái lập tức hành đại lễ bái sư tốt lắm từ hôm nay trở đi người chính là đệ tử của lý hoa nguyên ta pháp khí bích quang đao này coi như là lễ gặp mặt của vi sư lý hoa nguyên trên mặt cười mỉm đưa tay nâng hàn lập dậy cấp cho một thanh trường đao xem linh quang lập lòe tuyệt đối là một kiện đỉnh cấp pháp khí hàn lập trịnh trọng hai tay tiếp nhận lấy trường đao rồi lại lễ bái một cái cực kỳ tôn kính rồi mới tựa hồ vô cùng vui mừng đứng lên mà các đệ tử khác ở chung quanh thấy vậy trợn mắt há hốc mồm hai mắt như bốc hỏa ánh mắt nhìn về phía hàn lập đều vô cùng khác thường hận không được là người nhận lấy pháp khí kia, mà lại là Hàn Lập sớm trông rất không vừa mắt kia. Hàn Lập vì không rõ ràng lắm người khác suy nghĩ gì, nhưng theo từng đạo ánh mắt nóng bỏng dừng lại trên người mình kia, thì hắn cũng đoán dược bảy tám phần, trong lòng không khỏi giờ khóc giờ cười. Nếu có thể nói, hắn cũng nguyện để người mà vị sư tổ chọn là người khác, mà không phải là chính mình. Phải biết rằng, trước đó sự giáo huấn của một vị sư phụ mặc đại phu, hắn vẫn còn ghi nhớ trong lòng hôm nay lại có một vị sư phụ còn lớn hơn nữa điều này thực làm cho hàn lập hết chỗ nói qua một thời gian nữa nếu trúc cơ thành công ta sẽ đưa ngươi đến chỗ của ta thu ngươi làm đệ tử chính thức nếu trúc cơ không được cũng không sao ta cũng sẽ đem công pháp chỉ điểm cho ngươi một phần lý sư tổ hướng tới hàn lập mà phân phó vâng sư phụ hàn lập tự nhiên không có ý kiến gì khác cứ thành thật mà đáp ứng nói tốt lắm thời gian cũng không còn sớm về lại hoàng phong cốc thôi Lý Sư Tổ nhìn sắc trời rồi nói. Tiếp sau đó, mọi người lại leo lên ngân giáp giác mãng của Lý Sư Tổ, sau khi phi hành mấy ngày, đã về tới Hoàng Phong Cốc. Khi vào trong cốc, Lý Sư Tổ Lý Hóa Nguyên liền dẫn theo hai gã quản sự, tiến vào nghị sự điện. Mà những người khác đều tản đi, trở về chỗ của mình, đợi mấy ngày sau nhận thưởng. Bên trong một gian nhà cỏ trong bách thảo viên Hoàng Phong Cốc, vị mã sư bá đang trợn hai mắt, giống như thấy quỷ nhìn chằm chằm vào hàn lập, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm nói. Cái này không có khả năng, ngươi chẳng những không chết, còn ở trong cấm địa tìm được hơn 20 gốc linh dược, lại được Lý Sư Thúc Thu làm ký danh đệ tử. Đúng rồi, Mã Sư Bá, còn có thể tính là phúc nguyên thâm hậu, tạo hóa kinh người. Hàn Lập ngồi ở đối diện lão nhân, cười cười nói, phảng phất như rất là đắc ý. Lão nhân sau khi nghe xong lời ấy của Hàn Lập, sắc mặt khôi phục lại bình thường, lại thay bằng một loại ánh mắt cổ quái nhìn vào Hàn Lập, làm cho Hàn Lập trong lòng nao nao, không biết đối phương có dụng ý gì hàn tiểu tử ngươi lần này đi cấm địa đích xác thu hoạch không ít vượt xa ra ngoài dự kiến của ta lão nhân thở dài một hơi nói bản thân con cũng không nghĩ tới hàn lập thuận miệng ứng phó nói nhưng ngươi cũng không biết lý sư thúc thu ngươi làm ký danh đệ tử thực có dụng ý gì lão nhân hơi lộ ra vẻ tiếc hận nói một câu làm cho hàn lập ngẩn ra sau đó liền mừng rỡ nhưng hắn vẫn cố nén nội tâm xúc động ra vẻ bình thản nói mã sư bá chẳng lẽ lý sư tổ thu đệ tử lại còn có nguyên nhân nào khác sao chứ sư bá hắc hắc hàn sư đệ một khi đã bái lý sư thúc làm môn hạ về sau cứ gọi ta một tiếng mã sư huynh là được rồi tiếng sư bá tại hạ cũng không dám nhận đâu lão nhân lắc lắc nhẹ đầu chậm rãi nói Khổ, mã sư bá làm gì mà diếu cợt sư biệt vậy ai mà không biết tu tiên giới phải lấy công pháp mà nói về bổn phận tại hạ chỉ cần một ngày còn chưa tới chút cơ kỳ Mã Sư Bá tự nhiên vẫn là trưởng bối của tại Hạ Hàn Lập Phi Thường thành khẩn nói, rồi lập tức rót cho lão nhân này một ly dược hoa trà, mang đến cho đối phương. Không tệ, không tệ, có thể dạy được, xem ra người vẫn chưa bị trùng chui vào đầu, ta sẽ giảng cho ngươi một lần. Thật ra ta không nói ra, qua ba bốn ngày nữa người cũng sẽ biết lão nhân vừa lòng gật gật đầu, thản nhiên nói. Hàn Lập nghe xong nao nao, nhưng cũng tập trung tinh thần nghe đối phương nói. Phải biết rằng, Đối với việc Lý Sư Tổ đột nhiên thu hắn làm đồ đệ, hắn cho đến này vẫn bị vây trong sự lo lắng để phòng, có thể sớm biết được tin tức tự nhiên sẽ không buông tha. Người nghĩ thấy lần này có thể giao ra nhiều linh dược như vậy, thì có thể sẽ được thưởng cái gì? Lão nhân lời vừa chuyển, đột nhiên hỏi, có thể được hai viên trúc cơ đan sao? Còn trước đó có nghe qua, phàm là người giao ra được cỡ 10 gốc linh dược, sẽ được thưởng một viên trúc cơ đan hàn lập biết, đối phương một khi đã hỏi như vậy, khẳng định là có mục đích, liền thành thật trả lời. Hừ, đợi sau vài ngày nữa tặng thưởng, người chỉ có phúc phận nhận được một viên trúc cơ đan, việc hai viên cũng không cần nằm mơ nữa. Lão nhân thoáng trào phúng nói, cái gì, sao lại như vậy, chẳng lẽ còn có người ăn bớt đi phần thưởng, hàn lập thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vẻ mặt khó có thể tin được. Ăn bớt thì không có, cũng không ai dám làm như vậy. Phần thưởng biến ít đi, chính là chỉ do một mình ngươi mà thôi, những người khác đều không dám động đến. Nếu không, lần sau ai còn dám tham gia huyết sắc thí luyện. Lão nhân bĩu môi nói, chẳng lẽ là nguyên do bởi vì lý sư tổ, hàn lập sau khi cúi đầu một chút, vẻ mặt như hiểu ra nói. Người cũng không tính là ngốc, nhanh như vậy đã tìm ra điểm mấu chốt. Đích thật là bởi vì lý sư thúc thu ngươi làm đồ đệ, mới có thể như vậy. Lão nhân trong mắt vẻ tán thưởng chợt lóe qua, gật gật đầu nói. Bổn môn có quy củ bất thành văn, phàm để xác định rõ quan hệ thầy trò, làm sư phụ có quyền lấy một nửa cống phẩm của đệ tử đối với sư môn làm lễ tạ sư đương nhiên việc này chỉ giới hạn trong một lần mà thôi không có ngoại lệ mà linh dược ngươi hái được trong cấm địa xem như là cống phẩm đối với sư môn cho nên ta phỏng chừng lý sư thúc bằng vào việc nhiệt tâm như vậy thu ngươi làm đồ đệ tám phần xem ra cũng vì mười gốc linh dược làm lễ tạ sư linh dược còn lại chỉ có một nửa phần thưởng của ngươi tự nhiên cũng chỉ còn một nửa cho nên chúc cơ đan ngươi không cần nghĩ đến việc có hai viên lão nhân cẩn thận giải thích cho Hàn Lập. Hàn Lập cau mày một chút, nhưng thực cũng không có gì vẻ gì bực bội hoặc bất mãn biểu lộ trên mặt, chỉ cúi đầu im lặng không nói gì, việc này làm cho lão nhân có chút giật mình, cùng với cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tự nhiên không biết, Hàn Lập hôm nay ngược lại không phải là không còn sinh khí, ngược lại là thở phào một hơi, hoàn toàn cảm thấy yên tâm. Vị sư phụ mới này, thì ra xem trọng linh dược của hắn, điều này thực sự là vượt ra khỏi dự kiến của hắn nhưng cũng làm cho hàn lập an tâm hẳn lên một viên trúc cơ đan đối với việc hắn sắp khai lò luyện đan mà nói thật sự không tính là cái gì chỉ cần hắn có thể luyện đan thành công thì một hai viên tự nhiên không để vào mắt lão nhân không biết tâm tình của hàn lập hắn thấy hàn lập vẫn không nói một tiếng nào còn tưởng rằng hàn lập một bụng oán khí chỉ là đang khống chế không để thoát ra mà thôi liền cười khẽ hai tiếng an ủi hàn lập tuy thiếu đi một viên trúc cơ đan nhưng đổi lại được lý sư thúc thu làm ký danh đệ tử việc này cũng không tệ cũng không tính là có hại phải biết rằng với tư chất của ngươi thật sự là không thể nào được như vậy cho dù phục dùng hai viên trúc cơ đan hy vọng có thể trúc cơ thành công cũng là xa vời ngược lại không bằng dùng một viên đổi lấy chỗ trống lương lớn như lý sư thúc như vậy cho dù về sau vẫn ở luyện khí kỳ nhưng trên dưới bổn môn cơ bản cũng không có người nào dám khi nhục ngươi phải biết rằng tuy lý sư thúc thực cũng không phải thật tình thu ngươi làm đồ đệ nhưng ngươi dù sao cũng là người của hắn, đệ tử bình thường, quản sự cũng không dám gây phiền toái với ngươi. Hơn nữa theo ta được biết, tầm che chở của Lý Sư Thúc cũng không ít đâu. Hàn Lập nghe xong trong lòng có chút cảm động, lão nhân này trước khi hắn đi cấm địa đã tặng hai bình đan dược, hắn đã nhìn ra đối phương là loại người ngoài lạnh trong nóng, là người không tệ. Những lời nói hiện tại, Hàn Lập lại càng ghi tạc trong lòng, đối phương tựa hồ rất đáng để thâm giao. Hàn Lập trong lòng nghĩ như vậy, nhưng biểu hiện vẫn làm ra bộ dáng miễn cưỡng bị lão nhân nói mà động lòng, cười khổ vài tiếng rốt cục mở miệng nói chuyện, thực ra cũng là tùy ý nói vài câu. Vị mã sư bá này thấy hàn lập tựa hồ đã khôi phục lại sau sự đả kích, trong lòng rất là cao hứng, không lâu sau liền cáo từ rời khỏi. Bách dược phiên tự nhiên giao trở lại cho hàn lập, chương 213, chuẩn bị, chuyến đi cấm địa chỉ mới hơn 10 ngày, nhưng là hàn lập lại thấy giống như đã mấy năm, bởi vậy khi nằm trên giường của bách dược phiên thì phi thường ấm áp cùng lưu luyến chuyến đánh bạc với tính mạng này hắn cuối cùng đã bảo trụ được mạng nhỏ mà trở lại hơn nữa hoàn mỹ đã đạt thành mục tiêu hôm nay hắn an tâm nằm ngủ giấc ngủ phi thường đầy hương vị ngọt ngào chân thực tựa hồ tất cả tranh đấu trong cuộc sống trong khoảnh khắc này đều rời xa khỏi giấc ngủ của hàn lập thoáng một cái hàn lập đã ngủ thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai mới tỉnh lại hàn lập sau khi tỉnh lại tinh thần tràn trề lập tức bắt đầu an bài kế hoạch sau này Việc hắn muốn làm trước tiên tự nhiên là muốn đem ba vị chủ dược trong tay mau chóng trồng lớn, được bảo tồn tốt, cho nên việc an bài các dự óc tài phụ trợ khác tự nhiên phải để ở sau cùng. Chẳng qua phải chuẩn bị tất cả mọi thứ, đây cũng không phải là là việc 10 ngày nửa tháng, dưới sự phỏng trừng của Hàn Lập, tối thiểu cũng phải tiêu phí mấy năm mới có thể chuẩn bị thỏa đáng tất cả được, mới chính thức bắt đầu luyện đan. Cho nên Hàn Lập đối với linh dược trong tay cũng không vội, ngược lại các thu hoạch khác của mình tại cấm địa cũng phải sắp xếp lại một phen. Kết quả, linh thạch bậc trung có hơn 10 khối, linh thạch bậc thấp mấy trăm khối, mặt khác còn có một số lớn các bậc linh khí, một số lượng lứa ẩn tài liệu lấy từ trên người của yêu thú giết với lại mặc dao, cùng một thanh phế vật ngân kiếm. Chẳng qua, ngoại trừ mấy thứ này, còn có hai vật phẩm khác rất hấp dẫn sự chú ý của Hàn Lập. Một con rối tay cầm tiên cung phát ra ngân quang lập lòe. Con rối này chủ yếu là do gỗ điêu khắc mà thành, mắt mũi miệng đầy đủ, rốt sống động. Hơn nữa cả người trên dưới mặc đầy thiết giáp thiết khôi ngay cả trường cung trong tay cũng là do thanh đồng chế thành thứ này chính là thượng phẩm pháp khí hàn lập lúc trước đã thấy trong sư môn khôi lỗi cung thủ sau khi pháp khí này tới tay hàn lập chưa bao giờ lấy ra thử dùng qua bởi vì pháp khí yêu cầu phân thân thần bí thuật đem một tia thần thức rót vào trong khôi lỗi mới có thể khu xử vận dụng nhưng này phương pháp phân thần này không đến trúc cơ kỳ thì sao mà tu luyện được phải biết rằng chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên mới có thể thần thức sung túc có thể chống đỡ được sự thống khổ của việc phân thần. Nếu không chỉ với một chút thần thức của luyện khí kỳ, chỉ sợ còn chưa phân thần thành công thì người đã tiêu mất rồi. Mà người tu tiên thường xuyên nói dùng thần thức xem xét bốn phía cùng dùng thần thức quét qua sự vật, nhưng thực ý nghĩa chân chính không phải là phân thần, chỉ là một loại kỹ xảo nhỏ đem thần thức lộ ra ngoài mà thôi. Nhưng sau khi tu luyện bí thuật phân thần, tương đương với việc thêm một thậm chí nhiều phân thân thần thức, chủ yếu dùng để ngự khí càng nhiều. Phân thần càng nhiều thì có thể đồng thời thao túng pháp khí càng nhiều phải biết rằng đệ tử luyện khí kỳ bọn họ bình thường khi đối địch nhiều lắm chỉ có thể đồng thời vận dụng hai kiện pháp khí mà thôi nếu dùng hơn nữa bọn họ liền không thể tự nhiên thao túng nếu không trên người ai mà không có năm sáu kiện pháp khí chỉ cần gặp địch nhân thì tất cả đều xuất ra chính là cho dù không có hiệu quả cũng có thể làm cho đối thủ luống cuống tay chân một phen hàn lập đem con rối này cầm nơi tay xem xét một hồi mới cất đi lại cầm lấy một tờ giấy màu bạc lên xem tờ giấy này là chiến lợi phẩm hàn lập tìm được từ đại hán chân trần của cửa kiếm môn mặt trên lồi lồi lõm lõm có rất nhiều hoa văn kỳ lạ xem thấy rất là thần bí hàn lập cân nhắc cả nửa ngày nhưng một chút rõ ràng cũng không có đành phải tạm thời bỏ qua cứ như vậy mấy ngày sau đó hàn lập một mắt nghiên cứu tờ giấy màu bạc kia một mặt chờ đợi tin tức ở trên nhìn xem có thực như là lời lão nhân nói không phần thường cầu mình đã bị chiết khấu đi vào buổi chiều ngày thứ tư Vương Sư Thúc cùng một gã quản sự lạ mắt khác tìm đến Hàn Lập, thực sự là mang đến một viên trúc cơ đan làm phần thưởng. Hơn nữa lời giải thích trên cơ bản cũng không khác gì lời của lão nhân nói. Chỉ có điều, đem việc Lý Sư Tổ lấy đi linh dược của hắn, cải đi thành việc đệ tử phải tận hiếu kính với sư phụ. Hàn Lập nghe xong, thầm cười lạnh vài cái, nhưng trên biểu hiện lại tỏ vẻ một chút ý kiến cũng không có, làm cho hai vị quản sự vốn tưởng rằng phải phí công võ mồm mới có thể giải thích rõ ràng được, đều thở phào nhẹ nhõm một hơi sau đó cười cười cáo từ rời đi hàn lập sau khi thấy hai người bọn họ rời đi tự diếu cười một chút liền đem viên trúc cơ đan mới cất đi hiện tại cũng chưa cần phải phục đan dược tiến hành trùng quan để sau khi mình luyện ra được trúc cơ đan đồng loạt phục dùng thì tốt hơn dù sao một ngày chưa luyện chế được đan dược hàn lập một ngày cũng không thể an tâm bế quan cứ như vậy thời gian một tháng rồi lại một tháng trôi qua thời gian ba năm thoáng cái đã qua Hàn lập công việc chuẩn bị để luyện đan, rốt cuộc toàn bộ đã thỏa đáng. Trong khoảng thời gian không tính là ngắn này, cũng đã xảy ra vài chuyện. Trong lúc này, Trần Sư muội sau khi phục dùng một viên trúc cơ đan phần thưởng, trải qua suốt một năm khổ tu, rốt cuộc hai năm sau đã trúc cơ thành công, tiến vào trúc cơ kỳ. Mà vị huynh trưởng kia của nàng vận khí lại không được như vậy, cho dù ăn vào hai viên trúc cơ đan, nhưng lại trùng quan thất bại, bồi hồi đứng ngoài trúc cơ kỳ. Là đại công tử của gia tộc, hoàn toàn mất đi lòng tin đối với tiên đạo nên đã từ biệt sư môn về lại gia tộc để tính dường khác còn có chuyện chính là hàn lập tại hoàng phong cốc đột nhiên thanh danh bay cao coi như là đã có danh tiếng có quan hệ đến đại vận của hắn tại cấm địa tìm được linh dược nhiều nhất lại được lý sư tổ thu làm ký danh đệ tử sau khi trở về từ cấm địa được một năm cả sư môn đều đã lan truyền thiếu chút nữa làm cho các đệ tử cấp thấp khác đố hỏa phần thân đến hai năm sau chuyện này mới tính là dần dần lắng xuống Chẳng qua, trong lúc này còn có một chuyện nhỏ khác. Chính là vị diệp tính lão giả đã từng ăn bớt của hắn phân nửa đồ kia, đột nhiên phái người đem tất cả những thứ trước kia còn thiếu, tất cả đều đem tới, hơn nữa còn nhiều hơn một chút. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy cái lợi của việc núp dưới bóng mát của cây đại thụ, không khỏi có chút âm thầm tự đắc. Xem ra hắn với thân phận là ký danh đệ tử của vị lý sư tổ kia, có khi thật đúng là có tác dụng không nhỏ. Nhưng nói đến vị sư phụ mới bái kia, Hàn Lập cũng cũng không có nói chuyện qua. Ngoại trừ việc phái một tên gia hỏa cũng là ký danh đệ tử, đưa tới cho hắn một quyển công pháp thanh nguyên kiếm quyết, thì trong vòng 3 năm cũng không còn có tin tức gì, tựa hồ sớm đã quên mất Hàn Lập. Hàn Lập trừ thầm mắng vài câu ra, kỳ thật đối với loại tình huống này cũng rất vừa ý, hắn hiện tại một lòng vào việc luyện chế trúc cơ đan, tự nhiên không hy vọng có ai đến quấy rầy hắn. Nhưng loại cuộc sống gần như là ẩn cư này, rốt cuộc ngày hôm nay đã xong. Vào 3 ngày trước, Hàn Lập đã thu xong linh dược phụ trợ tốt nhất, vạn sự đã sẵn sàng chỉ còn thiếu gió đông sau vài ngày sắp xếp hàn lập đem các loại linh dược đã chuẩn bị xong thẳng hướng nhạc lộc điện mà đến nhạc lộc điện vẫn như là hàn lập mấy năm trước đã tới đương nhiên người bảo hộ truyền tống trận đã thay đổi hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ khác nhưng thủ tục vẫn vậy vẫn là vẻ mặt không kiên nhẫn làm hàn lập thầm buồn cười không thôi nhưng mặc kệ thế nào hắn vẫn thuận lợi tiến vào bên trong nhạc lộc điện mà dọc theo thông đạo không có tiêu kỳ Hàn Lập nhìn thấy tên đại hán ngốc nghếch mà hắn rất không thích, vẫn đang ở trong thạch phòng ngủ gà ngủ gật. Hàn Lập cau mày, sau khi trầm ngâm một lát, trong tay lấy ra pháp khí linh đang. Sau đó bước đến bên cạnh hắn mà dùng cái chuông này khua lên vài cái. Tiếng chuông vang lên, trong tai Hàn Lập không tính là gì. Nhưng làm cho tên đại hán ngốc nghếch này giống như là lửa ở dưới mông, lập tức bật dậy, hơn nữa miệng còn hàm hồ không rõ hô lên. Có chuyện gì xảy ra? Ai? Ồ, người muốn làm gì? đại hán này rõ ràng còn nửa tỉnh nửa mê trong lúc nhất thời không có nói gì thô lỗ với hàn lập hàn lập thấy vậy cũng không khách khí lập tức danh hiệu của vị sư phụ mà mình mới bái nói ra tại hạ là môn hạ của lý hoa nguyên sư tổ muốn mượn địa hỏa dùng một chút các hạ hãy mở cửa ra lý sư tổ tên đai hán rõ ràng đã nghe nói qua đại danh của vị tổ sư gia này lập tức như bị cú sốc nhanh chóng thay đổi cách xưng hô rồi quay đầu đi đến trước cửa đá nhưng hắn mới vừa đi được hai bước lập tức như nghĩ tới cái gì sau đó quay đầu lại dùng ánh mắt hoài nghi dò xét hàn lập hàn lập vừa thấy cảnh này lập tức hiểu được tâm tư của đối phương sau khi do dự một chút liền đem thanh nguyên kiếm quyết mà lý hóa nguyên đã cho người đem tới ra đại hán liền thấy chữ ký của lý sư tổ ở trên sách không nghĩ tới đại hán này chẳng những biết danh hiệu của lý sư tổ tựa hồ ngay cả bút tích cũng nhận ra một phần sau khi tiếp nhận sách này xem qua liền cung kính trả lại cho hàn lập rồi lập tức thay bằng bộ mặt tươi cười nói không biết vị sư đệ này định luyện khí hay là luyện đan. Ta nhất định vì sư đệ mà an bài cho. Hàn Lập Nguyên muốn ỉ vào danh hiệu của Lý Sư Tổ, để xem có tìm được một ít chiếu cố đặc thù về phương diện địa hỏa hay không. Nay thấy đối phương lại chủ động nói ra như thế, liền dùng thần sắc hỏa hoãn nói. Tại hạ định luyện chút đan dược, cho nên hy vọng có thể an bài một gian địa hỏa, hỏa lực vừa ổn định vừa ôn hòa, xin các hạ phí tâm. Trước khi đến đây, Hàn Lập đã từ lão nhân nghe qua tình hình đại khái địa hỏa nơi đây, biết trong này phải có người an bài sử dụng địa hỏa cho nên mới nói như vậy phòng này rất tốt tại hạ lập tức cấp cho sư đệ an bài nhưng phí thủ tục này đại hán tựa hồ có chút khó xử nói hàn lập nghe xong mỉm cười lật tay lấy ra một khối linh thạch bậc trung rồi đưa cho đại hán miệng chậm rãi nói nên giao bao nhiêu linh thạch tại hạ đương nhiên cứ đúng theo tiêu chuẩn mà giao phó bởi vì thời gian luyện đan tương đối dài cho nên khối linh thạch bậc trung này xem như tiền đưa trước đến lúc đó nhiều thì thối ít thì thôi là được rồi. chương 214, địa hỏa chi ốc, hi hi, được, được, ta sẽ giúp sư đệ an bài một chút. Đại hán ngốc ngách thấy Hàn Lập đưa ra là một khối linh thạch bậc trung, nhất thời tâm trạng vui vẻ. Phải biết rằng, tuy nói 100 khối linh thạch bậc thấp đổi được một khối linh thạch bậc trung, đó là tỷ lệ mà tu tiên giới công nhận. Nhưng trên thực tế, hầu như không có ai nguyện ý dùng linh thạch bậc trung đổi lấy linh thạch bậc thấp. Bởi vì ai cũng biết, dưới cùng một tình huống linh thạch bậc trung tốc độ hấp nạp linh khí có thể nói là nhanh hơn nhiều linh thạch bậc thấp chỉ bằng điểm này ai cũng muốn có linh thạch bậc trung đối với linh thạch bậc thấp tự nhiên không xem ra gì đương nhiên linh thạch bậc cao đối với linh thạch bậc trung tình huống hoán đổi cũng như thế đại hán mặt mày hớn hở sau khi tiếp nhận khối linh thạch hỏa thuộc tính này đối với hàn lập liền càng thêm ân cần hắn lập tức dẫn hàn lập đi đến trước mấy cánh cửa đá nhiều màu từ trong áo lấy ra một khối lệnh tiễn màu tím nhắm ngay cửa đá mà hoa lên trên lệnh tiến màu tím hồng quang chợt lóe, bắn ra một tia sáng lờ mờ, chuẩn xác bắn lên cửa nhất thời làm cho lưu quang nhiều màu cấp tốc chuyển động. Kết quả sau khi kèn kẹt kèn kẹt vài tiếng, cánh cửa đá chậm rãi mở ra, lộ ra một thông đạo đen ngòm, thông đạo này cao hơn trượng khá vuông vắn. "Sư đệ, đó là ổ thạch đạo, chính là có phòng địa hỏa, chúng ta hãy đi qua đó đi." Đại Hán sau khi niềm nở cười lấy lòng Hàn Lập thì nói. "Ừm." Um, Hàn Lập không biểu hiện gì gật gật đầu, rồi tiến tới thông đạo ô thạch này tuy không tính là vật hy hữu gì nhưng cũng không phải là vật bình thường tại thế tục có thể tìm được nhiều như vậy có thể dùng để làm đá để xây dựng thông đạo cùng phòng ốc cái này cũng là các vị tổ sư đại thần thông đã hao hết tâm cơ mới đại công cáo thành chẳng qua cũng bằng vào khả năng chịu nhiệt cao của ổ thạch không sợ đặc tính cổ quái của địa hỏa rong luyệt địa hỏa nơi này từ khi mở ra tới nay cũng chưa từng gặp qua sự cố gì lớn đại hán một mặt đi trước dẫn đường một mặt giới thiệu giải thích hàn lập nghe xong cảm thấy rất hứng thú không khỏi lấy tay sờ soạng lên vách đá kết quả cảm thấy khá lạnh ô thạch này sinh ra ở nơi nào mà có thể kháng cự được địa hỏa so với chân hỏa còn muốn lợi hại hơn ba phần thật đúng là kỳ lạ hàn lập mở miệng tán đồng như là thuận miệng hỏi một câu cái này hà nghe nói tuy cũng không phải là rất hy hiếu nhưng việt quốc chúng ta cũng không sinh ra được thứ này đều là các sư tổ từ các nước ở phía cực tây mà đem về rất là phiền toái đại hán giải thích cứ như vậy Hàn Lập đi theo sau đại hán ngốc nghếch, trong nháy mắt đã đi qua hai cánh cửa đá cao lớn. Rốt cuộc ra khỏi thông đạo ổ thạch, xuất hiện tại một gian đại sảnh hình tròn siêu lớn. Đại sảnh này cũng thiết kế từ ổ thạch mà thành, nhưng đường kính 450 trượng, cao hơn 10 trượng, thật sự rất lớn làm cho người ta khiếp sợ. Bốn phía đại sảnh, có nhiều gian phòng cửa đá màu trắng phân bố khắp nơi, nhìn qua có khoảng hơn 30 gian. Trong đại sảnh lúc này một bóng người cũng không có, chỉ có đại hán cùng hàn lập hai người mới đến. Hàn Lập sau khi tò mò dò xét một phen, liền nghe thấy đại hán cười hì hì nói. Phía dưới đại sảnh này là nơi tụ tập địa hỏa thịnh vượng nhất, cho nên bổn môn tổng cộng dựng nên 36 gian địa hỏa để luyện khí luyện đan, mà phòng luyện đan tốt nhất chính là gian thứ 18 cùng 19. Chẳng qua gian 18 đã bị một vị sư bá chiếm dùng, cho nên sư đệ chỉ có thể sử dụng gian 19. Tuy so với gian 18 có kém một chút, nhưng hỏa lực cùng sự ổn định cũng cực kỳ xuất sắc đại hán ở bên cạnh hướng dẫn hàn lập, đi đến trước một cánh cửa có ghi hai chữ màu vàng 19, rồi mở miệng nói. Hàn Lập nghe xong không nói gì, yên lặng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Đại Hán thấy vậy, lập tức xuất ra một ngọc bài màu trắng áp vào cửa. Cửa đá màu trắng liền tự động mở ra, tiếp theo, Đại Hán cùng Hàn Lập tiến vào trong phòng. Căn phòng này kiến trúc vuông vắn, diện tích bình thường, chỉ cỡ 7-8 trượng, nhưng ở giữa phòng có một cái bếp lò hình tròn bốn phía trên vách tường có treo các loại hồ lô to cỡ nắm tay, cách đó không xa còn có một cái bồ đoàn màu xanh biếc. Cái bếp lò cũng được chế thành từ ô thạch, rất là bằng phẳng, chỉ cao cỡ nửa thước. Nhưng hai bên sườn lại được khảm tám cái đầu rồng màu đỏ rực như lửa, rất sống động. Hơn nữa miệng rồng đều nhắm về phía khoảng không ở giữa bếp, làm ra thế chuẩn bị phun ra, rất giống thực. Sau khi nhìn qua rõ ràng tình hình trong phòng, Hàn Lập cũng hơi cảm thấy kinh ngạc, nhưng còn không chờ hắn mở miệng hỏi, Đại Hán đã đi đến bên cạnh bếp lò, chủ động giảng giải cho Hàn lập. Sư đệ, đây chính là địa hỏa khẩu của phòng địa hỏa cần để luyện đan chính là theo tám cái miệng rồng này mà phun ra. Hơn nữa căn cứ theo sự cần thiết mà có thể tự điều tiết độ lớn nhỏ cùng nhiệt độ của ngọn lửa, phương pháp sử dụng cụ thể được khác ở trên vách lò Đại Hán chỉ chỉ trên bếp lò giải thích. Nhưng tiếp theo hắn lại chỉ vào mấy cái hồ lô ở trên vách tường nói: trong mấy cái hồ lô này có chứa hỏa tinh, có thể gia tăng uy lực của địa hỏa nếu sư đệ thấy nhiệt độ của địa hỏa còn không đủ, thì tăng thêm uy lực, chỉ là thời gian kéo dài sẽ không lâu. Mặt khác, ngọc bài này sư đệ tự thu lấy, cửa phòng một khi đóng lại, thì cùng với ngoại giới đoạn tuyệt tất cả liên hệ. Trừ phi là vài tu sĩ kết đan kỳ hợp lực, nếu không ai cũng không thể từ bên ngoài tiến vào, cho nên sư đệ cứ yên tâm, tuyệt sẽ không có người nào quấy dày. Hàn lập nghe xong lời ấy, trong lòng mừng thầm, hoàn cảnh hoàn toàn phong bế như thế, vừa lúc là thứ hắn cần, trên mặt không khỏi lộ ra nét vui mừng. Lúc này, Đại Hán ngốc nghếch sau khi thấy đã giảng giải xong, liền cáo từ rời đi. Hàn Lập sau khi thấy Đại Hán đã rời khỏi phòng, liền lập tức khu động ngọc bài, đem cửa đá phong bế lại. Sau đó hứng thú đi lại phía bếp lò, rồi hắn đi quanh vài vòng, cẩn thận dò xét tám cái miệng rồng kia. Hàn Lập sau mấy năm chuẩn bị, vì lần luyện chế trúc cơ đan này, đã đặc biệt bỏ một khoảng thời gian lớn để nghiên cứu thuật luyện đan. Bởi vậy đối với thuật luyện đan cũng không xem như lạ lẫm. Biết khả năng thành công của đan dược, chủ yếu là ở việc khống chế lửa khi luyện đan, cùng với việc nắm chắc thời gian khai lò luyện đan. Cho nên thành phần nguyên liêu cùng số lượng nhiều ít, trước đó đã trải qua vô số lần làm thử, nên về mặt này đã sớm rõ ràng, cũng không lo lắng lắm. Đương nhiên việc ra giảm một số thành phần cũng là việc có thể. Chỉ cần cố định tỷ lệ, thì việc tăng hay giảm số lượng nguyên liệu cũng có thể kiểm soát được. Chẳng qua nói thì đơn giản, nhưng khi làm thì muôn vàn khó khăn. Chuẩn xác khống chế nhiệt độ đan lô, nắm chắc được thời gian khai lô, hai vấn đề này khó khăn không nhỏ chẳng biết đã làm khó bao nhiêu luyện đan đại sư rồi. Cho dù một vài vị luyện đan tông sư đương thời nổi danh nhất cũng không thể không thừa nhận, bản thân mình tự tay ra tay, hiệu suất có thể thành đan cũng sẽ không quá cao, ước chừng chỉ hơn một nửa mà thôi, mà đây là luyện chế những loại đan dược mà họ thuận tay nhất. Bởi vậy càng không nói tới các luyện đan sư bình thường khác. Cho nên nói, đan dược có thành công luyện thành hay không? hoàn toàn xem kinh nghiệm của luyện đan sư có phong phú hay không. Càng là luyện đan sư luyện đan nhiều lần, thì tỷ lệ luyện thành đan càng lớn. Bởi vậy, luyện đan sư cùng chế phù sư đều là hai chức nghiệp tốn kém nhất trong tu tiên giới, đương nhiên cũng là hai chức nghiệp được trọng vọng nhất. Hàn lập đối với việc này, hỏi thăm cũng đã rõ ràng, biết chỉ với một tay mơ như mình, muốn có thể một lần liền luyện, luyện ra trúc cơ đan, cái này thuần ví là nằm mơ. Cho nên hắn ngay từ đầu đã lên kế hoạch, cứ một lần chỉ luyện chế một viên trúc cơ đan, cứ như vậy, cho dù có thất bại nhiều lần, hắn cũng sẽ không quá đau lòng về việc tốn kém linh dược. Mà hắn cũng đã chuẩn bị phân lượng linh dược, để có thể luyện chế cả trăm lần, tin tưởng rằng với nhiều nguyên liêu như vậy, cũng đủ để cho hắn tích lũy kinh nghiệm. Hàn lập sau khi đã định ra chủ ý, đem phương pháp khu sử đầu rồng ghi lại. Tiếp theo liền theo pháp quyết, liên tiếp đánh ra tám đạo hồng quang vào trên đầu rồng, đầu rồng lập tức hấp nạp hồng quang, sau đó lần lượt phun ra từng đợt lửa thô dày màu tím. Nhất thời, không khí trong phòng tràn ngập sự nóng bức, làm cho Hàn Lập thầm giật mình. Sau đó, Hàn Lập lại luyện tập thay đổi sự dày mỏng của ngọn lửa, cùng với các thao tác để điều khiển lửa từ đầu rồng phun ra từ cao nhất đến thấp nhất, cho đến khi tự nhiên thao túng, mới địa hỏa trong đầu rồng dập đi. Tiếp theo, hắn đi đến bộ đoàn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tập trung lại tinh thần lẫn sức khỏe. Hàn Lập sau khi ngồi xuống hơn nửa ngày, tự cảm thấy tinh thần thể lực tất cả đều đạt đến trạng thái tốt nhất, lúc này mới mở mắt đứng lên, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Chẳng qua, Hàn Lập cũng may mắn công pháp đã quá 10 tầng, cho nên cũng không cần phải ăn uống gì để phục hồi thể lực. Hiện tại, Hàn Lập từ trong túi chữ vật trước tiêm đem ra ngân ti đỉnh ngày đó đã mua, bản thân cũng đánh ra một đạo phiêu phù thuật, để giữ cho nó lơ lửng trên khoảng không của cái bếp lò. Pháp thuật này cũng là Hàn Lập vì việc hôm nay, đã đặc biệt tu luyện, cũng đã hao tổn thời gian không ít. Hàn Lập lại nhắm về trên đầu rồng đánh ra hồng quang, để xuất ra địa hỏa màu tím. Bởi vì trong đỉnh nội vẫn chưa bỏ nguyên lưu vào, cho nên Hàn Lập khống chế địa hỏa thật nhỏ, chỉ mảnh như sợi chỉ. Sau đó đem ngân ti đỉnh ở trên tám ngọn lửa mỏng mảnh đó, bắt đầu chậm rãi luân chuyển. Một khắc sau, ngân ti đỉnh đã bắt đầu nóng lên, tản ra nhiệt độ kinh người. Hàn Lập thấy vậy, chỉ tay vào đỉnh, kết quả nắp của ngân ti đỉnh lập tức bay lên, lộ ra miệng đỉnh. Tay phải xuất ra, một cái bình ngọc màu trắng xuất hiện trong tay, trong bình đã chuẩn bị chính xác phân lượng bột linh dược. Khống chế cái bình, Hàn Lập đem toàn bộ dược phấn trong bình đổ vào trong ngân ti đỉnh, sau đó lập tức bỏ cất cái bình này đi, lại từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình khác, tiếp tục lặp lại động tác như vậy. Cứ như vậy, Hàn Lập đem hơn 10 loại bột linh dược, toàn bộ đổ vào trong ngân ti đỉnh, cuối cùng đem nắp đóng lại. Bước đầu tiên cuối cùng đã hoàn thành, tựa hồ phi thường hoàn mỹ, cũng không có gì sai sót. chương 215, Luyện đan giữ trúc cơ, miệng rồng phun ra từng đạo lửa màu tím. Dưới sự thao túng của Hàn Lập đã trở nên dày lên, phong tay, tốc độ luân chuyển của ngân ti đỉnh dần dần chậm lại, ở trên ngọn lửa bắt đầu rung nhẹ nhẹ. Theo từng chút thời gian trôi qua, trong cái đỉnh nhỏ phát tán ra mùi thuốc nhẹ nhẹ, làm cho tinh thần người ta phấn chấn. Nhưng Hàn Lập rất rõ ràng, lúc này thành đan còn quá sớm, tối thiểu còn phải dùng địa hỏa mãnh liệt hơn, tiến hành ngưng đan mới được, như vậy mới có thể hình thành đan hoàn. Nghĩ vậy, Hàn Lập khống chế cho lửa tím càng phát ra chói mắt, thậm chí đạt tới trùm cả miệng lò, đem cả ngân ti đỉnh bao vào trong bởi vậy xa xa nhìn lại cái đỉnh nhỏ đã thành một hỏa cầu cực lớn mà mùi thuốc càng phát ra nồng đậm không cần đoán hàn lập cũng biết đây là bột thuốc bắt đầu ngưng đan bởi vậy càng chú ý ngay lúc này trong đỉnh truyền ra một tiếng nổ nhỏ tuy thanh âm không lớn nhưng làm cho hàn lập trong lòng trầm xuống sắc mặt có chút khó coi do dự một chút hàn lập thở dài đem địa hỏa ngừng lại sau đó lấy tay đem cái đỉnh nhỏ còn nóng bỏng mở nắp ra rồi nhìn vào trong trong đỉnh có vô số vụn bể nát màu lam nhạt, xem ra chính là phế đan chưa ngưng đan. Lắc lắc đầu, Hàn Lập lấy ra cái hộp ngọc để ra trên mặt đất, sau đó khống chế ngân ti đỉnh lật xuống, đem mấy phế đan này đổ vào trong hộp. Mấy thứ này cho dù là phế đan, nhưng cũng là từ các loại bột phấn linh dược ngưng tụ thành, Hàn Lập cũng không bỏ đi, nói không chừng về sau còn có thể có công dụng khác. Sau khi làm xong, Hàn Lập lại đến bổ đoàn ngồi xuống, đợi ngân ti đỉnh hoàn toàn nguội lại, mới lại bắt đầu luyện đan. Các bước sau đó, cũng nguyên liêu bột phấn đó, cũng thủ pháp không chế lửa đó, nhưng bất hạnh là, lần này tạo bước ngưng đan lại thất bại. Lần này hàn lập trên mặt không chút thay đổi, sau khi đợi trạng thái điều chỉnh lại, lại yên lặng làm lại một lần nữa. Một tháng trôi qua, đại hán ngốc nghếch thấy hàn lập vẫn chưa từ phòng địa hỏa đi ra. Cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại càng hưng phấn hơn, bởi vì cứ như vậy, hắn lại có thể thu được phí sử dụng nhiều hơn. Hai tháng sau, vẫn không thấy cửa đá mở ra một chút nào, Đại Hán trong lòng vui thích cũng cảm thấy kinh ngạc. Ba tháng, sáu tháng sau, Hàn Lập vẫn không có dấu hiệu đi ra. Đại Hán lúc này sự cao hứng lúc trước đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, còn lại chỉ có thần tình buồn bực cùng một bụng bất an. Đã gần nửa năm, đối với luyện đan hoặc là luyện khí mà nói, thực không phải là việc hy hữu. Thời gian lâu hơn hắn cũng đã gặp qua nhiều rồi, nhưng người tiêu phí thời gian dài như vậy vào địa hỏa, tối thiểu đều là đệ tử đã ngoài chúc cơ kỳ. Còn luyện khí kỳ như Hàn Lập, lại chết dí trong phòng luyện đan lâu như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa đệ tử luyện khí kỳ nhịn ăn, cũng chỉ có thể duy trì một tháng mà thôi, chẳng lẽ vị đệ tử lý sư tổ này còn mang theo đồ ăn uống hay sao, cho nên mới có thể kiên trì đến nay. Đại hán đầy bụng nghi hoặc thầm nghĩ, trong phòng địa hỏa, Hàn Lập ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn hơn hai chục viên trúc cơ đan màu lam lấp lánh trước mặt, vẻ mặt trầm tư. Mấy đan dược này, chính là Hàn Lập trong nửa năm này, Bỏ ra vô số tâm huyết mà thu hoạch được. Làm được chúng, thật sự là vô cùng gian nan, trong khoảng 20 lần luyện chế đầu, Hàn Lập ngay cả một lần ngưng đan cũng không thể được. Nhìn thấy phế đan lần lượt ra, hắn đau lòng vô cùng. Thiếu chút nữa là muốn bỏ qua đi, để sau này tìm được một luyện đan sư chính thức học luyện đan thuật, rồi hãy trở lại luyện chế trúc cơ đan. Tuy nhiên thời gian chậm trễ như vậy khẳng định là lâu vô cùng, nhưng so với việc thuần túy là hao phí linh dược này cũng đỡ hơn nhiều. Nhưng hắn trước khi buông bỏ thì quỷ thần mách bảo thế nào lại khai đỉnh luyện một lần nữa mà lần này như được thần trợ giúp lại có thể ngưng đan hơn nữa khi khai lò lấy đan thì kỳ tích lại xuất hiện lấy đan thành công và thế là hắn đã có một viên trúc cơ đan đầu tiên do chính tay mình luyện chế viên trúc cơ đan này trừ việc hơi nhỏ một chút thì về các phương diện khác đều giống như ba viên đã có xã kia như đúc điều này làm cho hàn lập tinh thần rất là phấn chấn có lần này cổ vũ hàn lập cắn răng bỏ đi ý niệm trở về trong đầu lại hạ quyết tâm tiếp tục không nói tới, sau khi có kinh nghiệm lần thành công này, Hàn Lập hiệu suất ngưng đan sau đó tăng hẳn lên, ba lượt luyện chế lại có một lần ngưng đan thành công. Đối với việc khai lò, Hàn Lập càng cảm thấy có thiên phú, thế nhưng đan dược mới dùng một nửa đã có thể lấy đan thành công, việc này cũng là bản thân hắn vạn vạn lần không nghĩ tới. Trong lúc này, Hàn Lập khi thấy trong bụng bắt đầu đói khát, liền đem bình ít cốc đan mà lão nhân nơi đây cho, nếu ăn thứ này thì có thể kiên trì được một tháng. Mà bình ít cốc đan này, chính là hắn dùng cớ ra ngoài thu thập thảo dược trăm năm mới đổi được. Hôm nay vừa lúc phi thường hữu dụng, cứ như vậy, khi nguyên liệu trong tay Hàn Lập đã tiêu hao hết không còn gì, thì đã được một số lượng trúc cơ đan kinh người, số đan dược này vượt xa dự tính của hắn. Lúc trước hắn nghe nói luyện đan rất gian nan, cho rằng mình có thể luyện được 7-8 viên đã là không tệ rồi. Mà hôm nay xem ra, khai lò luyện đan tựa hồ cũng không khó đến mức khoa trương như là trong tu tiên giới đồn đãi chẳng lẽ luyện đan sư ngộ đạo khác phói người tu tiên sao? hay mình thực sự là luyện đan thiên phú? Hàn lập cũng rất nghi hoặc. thật ra, Hàn lập nghĩ cũng không sai. luyện đan thuật kỳ thật so với bên ngoài truyền tụng còn muốn khó hơn ba phần. một luyện đan sư trình độ bình thường, không có thời gian hai ba mươi năm cùng với việc tiêu phí một lượng tài phú cực lớn, thì không thể bồi dưỡng ra. như trình độ Hàn lập hôm nay luyện chế trúc cơ đan, thì đã xếp trên các luyện đan sư bình thường. để phát sinh ra sự tình không thể tưởng như vậy cũng là do Hàn Lập gần nửa năm qua không dán đoạn luyện chế cùng một loại đan dược. Phải biết rằng, cho dù là các môn phái tài khí có lớn thế nào, cũng không có khả năng để cho luyện đan sư, mỗi ngày đều có tài liệu hy hữu sung túc như vậy để luyện chế đan dược, hơn nữa còn kéo dài đến nửa năm. Loại sự tình này, trừ phi phát sinh tại đan dược đẳng cấp thấp, thì còn có vài phần có thể. Chẳng qua, nếu là đan dược đẳng cấp thấp mà nói, thì làm sao mà tích lũy được kinh nghiệm, dù sao nguyên liệu không quý, luyện sai cũng có thể luyện lại. Hàn Lập đối với việc này, tự nhiên sẽ không hiểu rõ được, chẳng qua thoáng lo lắng một chút, hắn cũng bỏ qua. Bởi vì hắn hiện tại đột nhiên xuất hiện ý niệm trong muốn dùng trúc cơ đan để phá ải trúc cơ. Loại ý tưởng này mãnh liệt như thế, làm cho Hàn Lập không khỏi thật sự lo lắng, tại phòng địa hỏa này bế quan cũng khả thi lắm. 11 tháng sau, phòng địa hỏa chỗ Hàn Lập, cửa đá vẫn đang đóng chặt, không có chút dấu hiệu mở ra. Hiện tại, Đại Hán đang ngơ ngác nhìn 18 tấm cửa đá, mặt mày sầu muộn. Lúc này, hắn khẳng định Hàn Lập tuyệt đối bên trong đã xảy ra chuyện. Nếu không, tu sĩ Trúc Cơ Kỳ cũng có thể đi ra. Hắn cũng không phải vì Hàn Lập mà lo lắng, chỉ là sợ lý sư tổ vì đệ tử xảy ra việc ngoài ý muốn, mà chúc giận lên hắn. Hắn tuy cũng là một vị cận thân của trung trưởng môn, có vậy mới có thể quản lý nơi đây, nhưng đại hán rất rõ ràng, lý sư tổ nếu vì thế mà tức giận, vị trống lưng này tuyệt sẽ không vì mình mà xuất đầu. Đang lúc đại hán sầu suy nghĩ, bỗng nhiên cửa đá trước mặt bạch quang chợt lóe tiếp theo cánh cửa vô thanh vô tức mở ra sau đó một người mặt đầy xuân phong từ trong đi ra chính là hàn lập đã ở trong này gần một năm đại hán trong chốc lát mới phản ứng lại nhất thời vừa mừng vừa sợ bước gấp lên phía trước vài bước lớn miệng oán hận nói sư đệ sao lại bây giờ mới đi ra phải biết rằng nếu mà không thấy ra nữa ta phải ồ ngươi đại hán mới mở miệng nói vài câu đột nhiên hai mắt trợn tròn lên giống như thấy quỷ vậy chỉ thẳng vào Hàn Lập mà há mồm cứng lưỡi, lời gì cũng nói không ra khỏi miệng. Sao vậy, tại hạ có cái gì không ổn sao? Hàn Lập nhìn nhìn đại hán, trên mặt ánh quang chợt lóe, cười nhẹ nói. Ngươi, công pháp của ngươi, ta sao lại, khác, chẳng lẽ, ngươi là trúc cơ kỳ? Đại hán sau hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt mê mang hoảng sợ, rốt cục lắp bắp hỏi. Ừm, sau khi ta luyện đan xong, nghĩ thấy ở trong này hoàn cảnh cũng được, liền dùng một viên trúc cơ đan, bế quan một chút. Kết quả liền trùng quan thành công, hiện tại đích xác đã là tu sĩ trúc cơ kỳ. Hàn Lập thấy đối phương hỏi như thế, lơ lơ lãng lãng trả lời. Ở trong này trúc cơ, Đại Hán nhìn Hàn Lập rồi nhìn phòng địa hỏa, lại nhìn Hàn Lập, đúng là không thể tin được. Tại phòng địa hỏa chuyên môn luyện đan luyện khí, tiến hành trúc cơ, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói qua. Nhưng hắn động môi vài cái, vẫn không đem nghi vấn bên miệng nói ra. Đối phương chẳng những là đệ tử Lý sư tổ, hơn nữa là thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ không phải đệ tử luyện khí kỳ như hắn có thể trêu chọc được thế nào không được sao hàn lập nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt nhìn đối phương không khách khí nói nhất thời loại uy áp chỉ tu sĩ trúc cơ kỳ mới có lập tức phát ra làm cho đại hán chỉ cách hắn mấy thước lập tức bị buộc lui về phía sau vài bước đổ mồ hôi đầy đầu đương nhiên không phải cũng không có quy định nào về việc này chúc mừng sư thúc bế quan đại thành Đại Hán cũng nhu thuận lập tức gật đầu cúi người cười nói, ngay cả Sư hô sư đệ trước kia, lập tức cải thành sư thúc. Đối phương hôm nay một khi đã chúc cơ thành công, từ nay về sau sẽ là trưởng bối của hắn, cung thuận một chút mà nói, cũng là điều nên làm. Đại Hán cũng phi thường hiểu rõ, đối với tu tiên giới thực lực là tối thượng, lĩnh ngộ thực sự thấu triệt. Chương 216, dược lực, Hàn Lập thấy đối phương cẩn thận trả lời như thế, làm cho hắn ngượng ngùng đem ý nghĩ giáo huấn đối phương một chút trong đầu hủy bỏ dù sao đại hán này trừ việc trước kia đối với mình vô lễ một chút ngoài ra cũng không làm điều gì sai trái hàn lập nghĩ vậy sắc mặt hòa hoãn lại thản nhiên nói một khi đã không có chuyện gì ta đi trước đây nói xong hàn lập liền bay lên rời khỏi nơi này đại hán nhìn theo đến khi mất hẳn bóng dáng hàn lập được một lúc cuối cùng mới thở dài một hơi miệng khẽ than thật là không có thiên lý mà người khác trong phòng địa hỏa tùy tiện liền có thể bế quan chúc cơ thành công Thế mà ta chuyên tìm gian tĩnh thất, còn tìm một số lượng lớn đan dược phụ trợ, ngược lại còn không trùng quan thành công. Mà cũng phải, người này được Lý Sư Tổ Thu làm đệ tử, xem ra tư chất khác người thường. Đại Hán đem Hàn Lập trở thành thiên tài tư chất vượt xa người thường. Nếu Hàn Lập nghe thấy được, chỉ sợ muốn cười khổ cũng không được. Mà Hàn Lập lúc này ra khỏi nhạc lộc điện, hai người bảo vệ truyền thống trận đã đổi thành hai người khác, nếu không, thấy Hàn Lập đột nhiên từ luyện khí kỳ tiến vào trúc cơ kỳ, chỉ sợ lại kinh ngạc một phen. Hàn lập giá ngự pháp khí phi hành ở trên trời chậm rãi mà đi, tâm trạng thư sướng vô cùng, đồng thời hồi tưởng những đã trải qua lúc tiến vào trúc cơ kỳ. Năm tháng trước, lúc Hàn lập luyện chế trúc cơ đan, sau khi trải qua một phen suy nghĩ, thấy tại phòng địa hỏa tiến hành trúc cơ, thật cũng là chủ ý rất tốt. Tối thiểu không cần lo lắng có người đột nhiên xuất hiện phá rối, khiến cho mình nửa đường mà thất bại. Vì thế Hàn lập hạ quyết tâm, trước hết có ba viên trúc cơ đan ăn vào một viên, sau đó vận công bắt đầu khai hóa dược lực chúc cơ dược lực phát tác rất nhanh sau mấy canh giờ ngắn ngủi hàn lập cảm thấy đan điền có một luồng liệt hỏa thiêu đốt mặt khác tứ chi lại lạnh lẽo vô cùng hình thành sự cảm thụ nóng lạnh rất rõ ràng nhưng loại cảm giác này không kéo dài một lúc sau cỗ liệt hỏa trong đan điền lại đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung tứ chi cũng khôi phục nhiệt độ bình thường điều này làm cho hàn lập có điểm ngạc nhiên hàn lập chợt lóe lên vẻ nghi hoặc sắc mặt đột nhiên đại biến hai tay ôm đan điền rốt cuộc không buông ra nửa tấc bởi vì ở nơi ấy bỗng nhiên truyền đến một sự đau đớn kịch liệt giống như bảy tám thanh dao nhọn đồng thời dao động điều này làm cho hàn lập không kịp phòng bị khuôn mặt tái nhợt đi mồ hôi theo từng dòng không ngừng rơi xuống cả thân hình có quắp gập lại hàn lập thống khổ nằm cuộn trên mặt đất trong lòng không ngừng mắng to như thế nào cho tới bây giờ không ai nhắc qua phục dụng chúc cơ đan lại đau đớn như vậy hắn còn chưa mắng xong hai câu sự đau nhức trong đan điền đột nhiên bạo phát lan ra loại bạo phát này biến thành vô số dòng nhiệt lưu lập tức xâm chiếm toàn thân, thậm chí xâm nhập vào tận bên trong cốt tủy, nhưng tiếp theo nhiệt lưu lập tức biến thành ngứa ngáy vô cùng, toàn thân tựa hồ có vô số con kiến không ngừng bỏ qua bỏ lại, làm hắn hận không thể đập đầu vào tường cho giảm bớt sự thống khổ này. Loại tra tấn này thiếu chút nữa làm cho hắn phát điên, kéo dài khoảng một bữa cơm mới dần dần tiêu đi, lúc này, Hàn Lập mới có thể dựa vào tường, miễn cưỡng đứng thẳng lên. Lúc này hắn mồ hôi ròng ròng, toàn thân bao trùm một tầng chất màu xám, hơn nữa bốc lên một mùi vị khó có thể diễn tả. Nhưng tất cả việc này Hàn Lập đều không thèm để ý. Hắn để ý hơn là công pháp trong một chút liền tinh tiến đã tiến vào tầng thứ 12. Hơn nữa cả người ấm áp, không chỗ nào không thoải mái. Hiển nhiên vừa rồi viên trúc cơ đan kia đã cải thiện thân thể, làm cho hắn tẩy tủy dịch cân. Đối với cơ thể hình thành cảm giác ấm áp, nên dược lực trúc cơ đan không có tan hết, sau này phải hấp thu để gia tăng pháp lực. Đó cũng là nguyên nhân sau khi dùng trúc cơ đan phải bế quan 3 tháng. Nếu không dược lực này sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần mất hết. Mới đầu, Hàn Lập cũng dựa theo quá trình chúc cơ của người khác, cũng thành thành thật thật ngồi xuống hấp thụ những dược lực còn sót lại của chúc cơ đan. Nhưng rất nhanh Hàn Lập phát hiện, mấy cái dược lực này ẩn sâu trong cơ thể, công hiệu cũng chỉ có thể làm pháp lực gia tăng một ít mà thôi, thực không cải thiện thân thể một lần nữa. Nếu nói chỉ có một viên chúc cơ đan, tự nhiên vô luận ai sau khi tẩy tủy dịch cân, đều sẽ không buông tha cơ hội gia tăng pháp lực khó có được này thật sự sẽ bế quan 3 tháng, đem dược lực còn lại hấp thu sạch sẽ, đương nhiên không dễ dàng bỏ qua. Nhưng Hàn Lập không giống như vậy, trên tay hắn còn có một số lớn trúc cơ đan, đối với một ít dược lực sót lại không cần quan tâm. Hắn quan tâm chính là, còn phải qua vài lần cải thiện thể chất như thế này, mình mới có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Dù sao tẩy tủy dịch cân mới là trùng quan, mấu chốt để trúc cơ thành công. Sau khi trải qua mười mấy ngày ngồi thiền, Hàn Lập mới hoàn toàn hiểu được điểm này, tự nhiên không có thêm kiên nhẫn lần uống trúc cơ đan thứ hai hắn tự hỏi liên tiếp dùng trúc cơ đan không có vấn đề gì lớn không dược lực còn sót lại cũng không có gì sau khi suy nghĩ qua hàn lập rốt cuộc không đợi thêm mấy ngày liền ăn vào viên trúc cơ đan thứ hai cũng đau nhức như vậy cũng như bị kiến bò làm hàn lập sớm đã chuẩn bị nhưng vẫn thống khổ một hồi nhưng hàn lập cảm giác được lần này so với lần trước nhẹ nhàng hơn một ít do tạp chất trên người đã bớt đi không ít xem ra tư chất hắn thực sự tốt hơn sau hai lần liên tiếp dùng trúc cơ đan, Hàn Lập không cảm thấy dược lực còn sót lại trong cơ thể có cái gì không ổn, đương nhiên còn một ít hơi ấm, nhưng cũng không đáng ngại. Hơn nữa pháp lực còn tăng mạnh lên tầng thứ 13, đỉnh điểm của luyện khí kỳ. Đến lúc đó Hàn Lập mới yên lòng, không thể dùng hai, ba viên trúc cơ đan một lúc, mỗi lần phải dùng một viên. Mỗi một viên đan dược đều có tác dụng tẩy tủy, đẩy ra khỏi cơ thể Hàn Lập một đám tạp chất màu xám. Nhưng bắt đầu viên thứ ba, Hàn Lập rõ ràng cảm nhận được tác dụng tẩy tủy của trúc cơ đan, tạp chất xuất ra càng ngày càng ít. Nhưng đồng thời, pháp lực chân nguyên trong cơ thể cũng phát sinh ra biến hóa kỳ dị. Vốn chân nguyên là trạng thái khí, sau khi trải qua vài lần phục dụng trúc cơ đan, từng bước gắn kết vào nhau, có xu hướng chuyển hóa sang dịch thể, thậm chí ăn vào viên trúc cơ đan thứ bảy, chân nguyên Hàn Lập trừ trung tâm đan điền hình thành một khối nhỏ, còn lại so với chất lỏng không có gì khác nhau. Sau khi ăn vào viên thứ thứ bảy, dược liệu còn sót lại trong cơ thể Hàn Lập rốt cuộc đạt tới trạng thái tiếp cận bão hòa, toàn thân đang vốn ấm áp, bây giờ gần như đã nóng rực lên. Cảm giác nóng bỏng đã làm cho Hàn Lập trù trừ không chắc chắn. Hắn thật sự chẳng biết, nếu nuốt vào viên đan dược thứ 8, chính mình có thể bị dược lực đại phát mà nổ tung hay không. Nhưng Hàn Lập cũng cảm giác được, hắn rất gần với chúc cơ kỳ cảnh giới, có lẽ cũng chỉ cần dùng thêm một, hai viên đan dược nữa mà thôi. Thoáng lưỡng lựa một chút, cuối cùng khát vọng trúc cơ của Hàn Lập đã chiếm thượng phong cắn răng một cái, hắn ăn vào viên trúc cơ đan thứ 8. Nhưng sau khi viên đan dược kia vào tới bụng, dược lực còn sót lại kia vốn còn có thể miễn cưỡng khống chế được, phục một tiếng đột nhiên bùng nổ ra. Làm kinh mạch toàn thân Hàn Lập nóng lên, lập tức thần trí quay cuồng chìm vào hôn mê. Khi Hàn Lập cả người nóng bỏng tỉnh lại liền kinh hỉ phát hiện, hắn trong lúc hôn mê đã trùng quan thành công, tiến nhập vào trúc cơ kỳ. Hàn Lập vừa mừng vừa sợ, lập tức trồm dậy, phát tiết hưng phấn trong lòng nhưng vừa mới động thân cả người lại nóng lên lại ngã ra đất dọa cho hắn sợ muốn nhảy dựng lên thì ra tuy hắn trúc cơ thành công nhưng trên người dược tính còn sót lại của tám viên trúc cơ đan một chút cũng chưa giảm bớt tràn ngập toàn thân phi thường nguy hiểm dưới tình huống này hắn phải lập tức vận công hấp thu dược lực mới được nếu không lúc nào cũng có thể bạo phát lần nữa tuy hàn lập hiểu được biện pháp để giải quyết nguy cơ nhưng trong lòng vẫn âm thầm kêu khổ không ngừng không thể cao hứng được bởi vì trên người Hàn Lập ngoài quyển thanh nguyên kiếm quyết kia nào có công pháp gì dành cho Trúc Cơ Kỳ. Mà quyển kiếm quyết này, chỉ cần xem vị tân sư phó kia tùy tiện cấp cho mình thì cũng biết công pháp này là đồ rác rưởi Hơn nữa Hàn Lập lúc trước cũng đã xem qua vài chương, và nghe qua người khác một hai lần. Kiếm quyết này đích thực bình thường, đệ tử Trúc Cơ Kỳ Hoàng Phong Cốc, cơ hồ mỗi người đều luyện hai, ba tầng, nhưng cho tới bây giờ không ai tiếp tục thâm tu lên trên tầng thứ ba. Nguyên nhân cụ thể, Hàn Lập không rõ ràng, nhưng sự kém cỏi của kiếm quyết này, bởi vậy có thể thấy được. Nhưng dưới tình huống này, Hàn Lập dù không muốn tu luyện, cũng không còn biện pháp khác. Bất đắc dĩ, Hàn Lập đành phải lấy quyển Thanh Nguyên kiếm quyết ra, đặt lên mặt đất trước mặt, rồi khoanh chân bắt đầu tu luyện. Thanh Nguyên kiếm quyết này tổng cộng 9 tầng, 3 tầng đầu luyện khí kỳ đệ tử cũng có thể tu luyện, 3 tầng giữa và 3 tầng cuối chỉ có đệ tử trúc cơ kỳ cùng tu sĩ kết đan kỳ mới có thể luyện. Hơn nữa mỗi khi luyện thành 3 tầng, có thể sử dụng một thần thông của kiếm quyết này sau khi luyện thành ba tầng đầu, có thể không cần pháp khí, dùng tay có thể phát ra kiếm khí, uy lực có thể tương đương cùng với thượng phẩm pháp khí bình thường. Sau khi tu thành ba tầng giữa, có thể trong khoảnh khắc phát ra hộ thể kiếm thuẫn, lực phòng ngự cùng sơ cấp pháp thuật bậc trung bình thường không sai biệt lắm, nhưng hộ thuẫn này còn có chứa một số kiếm khí phản kích, nếu công kích vào hộ thuẫn này, sẽ bị kiếm thuẫn tự động phóng ra kiếm khí công kích. chương 217 Kiếm Quyết Thần thông của ba tầng kiếm quyết cuối là pháp quyết được gọi là kiếm ảnh phân quang thuật, điều kiện đầu tiên để tu luyện trước hết phải có một pháp bảo phi kiếm mới được, đương nhiên nếu là phi đao cũng có thể. Sau khi tu thành, thần thông này khi đối địch, có thể từ kiếm quang của phi kiếm, huyễn hóa ra một đạo kiếm ảnh cùng phi kiếm giống nhau như đúc, có khả năng đi theo bản thể đang công kích làm mê huyễn tầm mắt địch nhân. Tuy nhiên kiếm ảnh sơ thành chỉ có một phần 10 uy lực của bản thể, nhưng tăng lên theo tầng của kiếm quyết, ở tầng thứ 9 thì có thể có một phần 3 uy lực. Hơn nữa kiếm ảnh theo sự tu luyện thì có khả năng biến ảo không chỉ một đạo, bắt đầu từ tầng thứ bảy, theo đó thì mỗi khi tăng lên một tầng liền có khả năng luyện hóa xuất thêm một đạo kiếm ảnh. Từ đó, thanh nguyên kiếm quyết luyện tới cực hạn liền khả năng đồng thời xuất ra ba đạo kiếm ảnh giống phi kiếm, nhưng uy lực chỉ bằng một phần ba. Như vậy xem ra, thần thông kiếm ảnh phân quang thuật này tựa hồ không tồi, nên tu luyện. Nhưng Hàn Lập cũng biết, Hoàng Phong cốc tu sĩ trúc cơ kỳ nhiều như vậy, thực không có ai trước đây thâm luyện cái này, trong đó khẳng định có nguyên nhân không nhỏ. Bởi vậy, hắn rất hối hận, vì sao lúc trước không có nghe cho rõ nguyên do trong đó, còn nghĩ đến khẳng định sẽ không tu luyện Thanh Nguyên kiếm quyết này, cho nên liền oai oai phong phong mà nhận lấy. Cho nên bây giờ, Hàn Lập tuy biết rõ pháp quyết này có vấn đề, cũng không thể không liều mình luyện một chút, chỉ hy vọng pháp quyết này đừng có để lại hậu hoạn như tổ hỏa nhập ma là được rồi. Tuy nhiên hắn cũng nghĩ lại, những người khác tuy không tu luyện lên cao, nhưng cũng có người luyện 2, ba tầng. Như vậy xem ra luyện một chút cũng không có vấn đề gì lớn ôm loại ý tưởng tự an ủi này hàn lập bất đắc dĩ dựa theo pháp môn thanh nguyên kiếm quyết bắt đầu hấp thụ dược lực đang muốn phát tác trong cơ thể công pháp này vận hành khá đơn giản sau một vòng tuần hoàn hàn lập thấy đã thành một chút cảm giác loại hấp thu dược lực này làm cho pháp lực tăng vọt làm hắn thư sướng thiếu chút nữa kêu ra tiếng hàn lập đắm chìm trong loại tư vị tuyệt vời này không khỏi làm pháp quyết một lần nữa tiếp tục tuần hoàn mà thần trí lại dần dần thần du thiên ngoại chẳng biết đã ngồi bao lâu khi chút dược lực cuối cùng trong cơ thể Hàn Lập đã bị hấp thu sạch sẽ, rốt cuộc từ trong loại thể nghiệm tuyệt vời này tỉnh lại. Hàn Lập tỉnh lại, hơi ngây ngốc một chút, nhưng sau đó không nói lời nào đứng dậy. Ánh mắt nheo lại cúi đầu một chút, đột nhiên nâng cánh tay lên trước người, nhất thời theo ngón tay thoát ra một đạo kiếm quang dài một thước, hàn khí bức người, bộ dáng vô cùng sắc bén. Nhìn thấy hàn quang này, Hàn Lập chẳng những không cao hứng, ngược lại còn cười khổ, sau đó cánh tay đột nhiên vung lên, thanh quang đột nhiên tăng vọt, biến thành dài hơn một trường, cơ hồ đụng phải vách đá đối diện. Thật tệ, không nghĩ tới dược lực còn sót lại mạnh như vậy, một chút đã luyện thành tầng kiếm quyết thứ tư, không biết có gặp phải vấn đề gì lớn không đây. Hàn lập trên mặt cũng không đổi nói một mình, mặc kệ, cùng lắm là về sau không tu luyện kiếm quyết này là được. Hàn lập lẩm bẩm nói, tiếp đó đem cánh tay phóng ra một cái, thanh sắc kiếm quang liền biến mất. Bất quá, lòng hiếu kỳ của Hàn lập đại khởi, quay lại nhặt cuốn thanh nguyên kiếm quyết kia lên, lật xem pháp quyết có quan hệ với hộ thể kiếm thuẫn im lặng ghi nhớ tiếp theo hàn lập cúi đầu trầm tư một lát sau nhắm hai mắt ngay sau đó lại mở bừng mắt ra trên người bỗng nhiên xuất hiện một cái hộ thuẫn kỳ lạ cái hộ thuẫn này màu xanh nước biển cùng với địa vòng phòng ngự bình thường không sai biệt lắm về kích cỡ nhưng biểu hiện không hề trơn nhẵn như trạng thái thông thường mà nhô ra những mũi nhọn giống con nhím nhìn qua ẩn chứa loại sát khí lộ ra ngoài đây là hộ thể kiếm thuẫn Hàn Lập cẩn thận quan sát thứ thuẫn trên người, có chút kinh ngạc. Trên kiếm quyết nói, thuẫn này có thể tự động phóng thích kiếm quang, phản kích địch nhân. Đáng tiếc hiện tại không thể thí nghiệm một chút, Hàn Lập tiếc núi nghĩ thầm. Tiếp theo, Hàn Lập hoạt động tay chân, lại tra xét chân nguyên trong cơ thể một lần nữa, sau khi phát hiện thực không có chỗ nào không ổn, mới yên tâm thu thập vật phẩm rời khỏi phòng địa hỏa, vừa lúc gặp Đại Hán ngốc nghếch. Nghĩ lại biểu tình kinh ngạc của Đại Hán khi thấy mình, Hàn Lập đứng ở không trung không khỏi cười thầm trong bụng, lúc này trời vừa mới sáng hàn lập trên đường về bách dược viên một người cũng không gặp hắn lúc trước lấy cớ tìm địa phương bế quan trúc cơ dược viên tự nhiên trả lại cho lão nhân làm đồi phương lòng tràn đầy ý không vui đối với hắn một trận phùng dâu trợn mắt hàn lập tiến vào trong vườn thì lão nhân đang ở trong căn nhà cỏ nhắm mắt hấp thu thiên linh địa khí tuy không có mở mắt nhưng vẫn chuẩn xác gọi ra tên hàn lập cũng khó trách cấm chế của bách dược viên trừ lão nhân ra chỉ có hàn lập có thể ra vào bất quá vị mã sư bá này trong khoảnh khắc gọi tên hàn lập liền bỗng nhiên cảm ứng được cái gì mở hai mắt không thể tin nhìn về phía hàn lập thật sự chúc cơ thành công mã sư bá đệ tử đích xác may mắn tiến vào chúc cơ kỳ hàn lập khom người thi lễ cười nhẹ nói lão nhân tuy kinh ngạc trong chốc lát nhưng dần dần hồi phục thái độ bình thường nhưng ngoài miệng vẫn lẩm bẩm nói thật khó tin thực sự tiến nhập được vào chúc cơ kỳ sau khi nói ra hai câu đó sắc mặt hắn bỗng nhiên nghiêm lại nghiêm túc nói. Một khi đã đồng dạng là tu sĩ trúc cơ kỳ, hai chữ sư bá này đừng nhắc tới, sau này người với ta xưng hô sư huynh đệ là được. Tại hạ đã sống nhiều năm, nếu sư đệ không chê, hãy gọi một tiếng mã sư huynh là được rồi. Hàn lập nghe vậy, mỉm cười gật gật đầu, thực không phản đối, loại lấy sự việc lấy cảnh giới phân bối phận này ở tu tiên giới cũng là lệ thường, không có gì phải khiêm tốn. Tiếp theo, lão nhân cũng chính là sư huynh của Hàn lập cùng với Hàn lập vào phòng, sau đó phân biệt ngồi xuống bên bàn trên đặt một ấm trà ngon vừa ngồi xuống không lâu lão nhân khẩn trương không kịp đợi đã hỏi quá trình chúc cơ của hàn lập hàn lập tự nhiên sẽ không nói cho đối phương sự thật nhưng việc trúc cơ tai phòng địa hỏa lại không có dấu diếm thành thành thật thật nói ra cho đối phương bởi vì chỉ cần hơi truy ra một chút đối phương có thể dễ dàng thám thính việc này hắn chính là nói đã thuê một gian địa hỏa tại nhạc lộc biện sau đó liền uống vào trúc cơ đan mà sư môn thưởng cho rồi bế quan ở trong đó gần một năm chẳng biết như thế nào liền may mắn thành công. Tiêu lão nhân một bên nhập thần nghe Hàn Lập nói, một bên chép miệng kỳ quái không ngừng. Sau khi nghe xong Hàn Lập kể lại cố sự của hắn, liền chừng mắt nhìn hắn nói. Hàn sư đệ, theo như lời ngươi nói, quá trình chúc cơ của ngươi so với người khác cũng không sai biệt lắm. Bằng vào tư chất như vậy cũng có thể trúc cơ thành công, ta chỉ có thể nói sư đệ gặp đại vật, ngay cả một phần trăm xác suất cũng rơi vào ngươi. Tiểu lão nhân vì vài năm trước cùng Hàn Lập sớm vô cùng quen thuộc, cho nên nói lời này đều thật lòng, không che giấu sự hâm mộ đối với Hàn Lập, thậm chí trên mặt còn trực tiếp hiện lên biểu tình đố kỵ. Ha ha, việc này chỉ có thể nói sư đệ ta được phúc tinh chiếu chúng, chính bản thân ta cũng không nghĩ tới, thực sự dễ dàng tiến vào chúc cơ kỳ như vậy. Hàn Lập ha hả cười nói, "Bất quá, Hàn sư đệ một khi đã chúc cơ thành công, vậy nên đến gặp trưởng môn, nói chung trưởng môn đem tên ngươi viết lên sách, về sau đãi ngộ của sư đệ cứ dựa theo đệ tử bậc cao để xử lý hàng năm lĩnh thu xây chung không ít linh thạch tiểu lão nhân cười đùa đa tạ sư huynh chỉ điểm hàn lập nghe xong thần sắc trên mặt động một cái thật tâm nói không có gì mặc kệ nói như thế nào người và ta cũng ở chung nhiều năm như vậy nên việc nhắc nhở cho ngươi ta sẽ tận lực nói cho ngươi một chút tiểu lão nhân khoát tay áo ra vẻ không sao cả mà nói thật ra sau khi chúc cơ ưu đãi lớn nhất được bổn môn cấp cho là cho phép đệ tử trúc cơ kỳ tại Thái Nhạc Sơn Mạch một chỗ, tự khai động phủ mà tu hành. Hơn nữa, còn, tiếp theo, lão đầu giảng giải cho Hàn Lập rất nhiều sự việc nên lưu tâm, chú ý, làm cho Hàn Lập sau khi nghe xong không ngừng gật gù. Khi đối phương hoàn tất việc giảng giải này, lại cùng Hàn Lập thuận miệng tán gẫu sau vài câu, Hàn Lập không nhịn được, hướng tới đối phương hỏi về việc thanh nguyên kiếm quyết. Thanh nguyên kiếm quyết lão nhân trên mặt hiện vẻ nghi ngờ. Nhưng hắn sau khi liếc nhìn Hàn Lập, cũng không truy vấn gì, liền ngẫm nghĩ nói. Sự tình của thanh nguyên kiếm quyết này, ta đích xác có nghe người ta nói qua một ít, hơn nữa cũng luyện qua ba tầng. Bộ kiếm quyết này thực không phải là bổn môn pháp quyết của hoàn phong cốc chúng ta, mà là tuyệt học trấn phái của huyền kiếm môn bị bổn môn tiêu diệt từ rất nhiều năm trước. Hơn nữa cũng không phải có 9 tầng, mà là 13 tầng mới đúng. Nghe nói lúc ấy huyền kiếm môn môn chủ mắt thấy sắp diệt môn, tại đương trường hủy kiếm quyết, nhưng lúc ấy vài vị sư tổ bổn môn ra tay rất nhanh, từ trong tay đối phương cướp lấy nửa bộ công pháp, mà nửa bộ bị hủy nên đã thất truyền. Cho nên bổn môn hiện tại lưu truyền chính là thanh nguyên kiếm quyết bản thiếu mà thôi. Nhiều lắm có thể tu luyện hết kết đan kỳ, sau đó không còn có hậu tục công pháp. Mà toàn quyền kiếm quyết, nghe nói ngay cả phân thần kỳ công pháp đều có, chẳng biết là thật hay giả. Tiểu lão nhân lắc đầu nói tới đây, đưa tay cầm chén trà lên nhấp một cái, lại tiếp tục nói. Công pháp thiếu hậu tục của thanh nguyên kiếm quyết, tuy so với các nhất lưu công pháp khác khi xuất ra kém cỏi một chút, nhưng uy lực kỳ thật cũng rất mạnh. Đặc biệt chính là kiếm quang cùng hộ thể kiếm tuẫn đặc tính thuần phát, được không ít đồng môn trúc cơ kỳ tìm hiểu, bởi vậy nếu tu luyện dễ dàng như lời nói, bổn môn trên dưới có không ít người nguyện ý đem kiếm quyết này làm chủ công pháp để tu luyện. Dù sao, nguyên anh kỳ công pháp đối với chúng ta rất xa xôi, căn bản là không có khả năng dùng tới. Chương 218: Khuyết hãm giữ ưu thế. Mã sư huynh nói tới đây, dừng một chút, trên mặt còn hiện ra vẻ tiếc nuối, tiếp theo còn nói. Nhưng đáng tiếc chính là, kiếm quyết này sau khi tu luyện lên tầng cao, có khuyết điểm không thể chịu đựng được. Theo tầng thứ tư bắt đầu, lấy thanh nguyên kiếm quyết làm công pháp, về sau khi thổ nạp thiên địa linh khí thì cách vài ngày sẽ xuất hiện hiện tượng tán công kỳ quái, pháp lực lấy pháp quyết luyện hóa mấy ngày trước, sẽ không hiểu vì sao tự động tiêu tán một bộ phận. Điều này làm cho người ta thật sự mơ hồ không nghĩ ra. Tầng thứ tư kiếm quyết, tốc độ mất đi còn không tính là đáng sợ, chỉ có một phần 10 trong pháp lực mới luyện được. Nói vậy thì dù vất vả một chút, bình thường các tu sĩ cũng có thể bù vào. Nhưng nói tới, nếu tiến vào tầng thứ 5, thứ 6, tốc độ linh lực bị mất trở nên khủng bố, cứ mỗi tầng gia tăng một phần 10 tốc độ làm pháp lực mới vất vả khổ luyện ra tiếp tục bị mất nhiều thêm. Nói cách khác, tầng thứ 5 của kiếm quyết, pháp lực mới luyện 10 phần có hai phần mất đi, tầng thứ sáu 10 phần mất 3. Cứ như vậy, còn ai dám tu luyện Thanh Nguyên kiếm quyết? Hơn nữa đệ tử bổn môn chuyên tu luyện thanh nguyên kiếm quyết, trước kia cao nhất cũng bất quá mới tầng thứ 6. Trên 6 tầng, yêu cầu phải là kết đan kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện. Nhưng xem loại công pháp này, vào tầng thứ 6 liền mất 1 phần 3 linh lực, các cao nhân của chúng ta ai dám mạo hiểm như vậy. Vạn nhất tầng thứ 7 về sau của thanh nguyên kiếm quyết, linh lực còn tiếp tục bị mất nhiều hơn. Bọn họ, các cao nhân không khỏi quá oan uổng, phải biết rằng công pháp sau này của kết đan kỳ, mỗi một tầng muốn tinh tiến cũng gặp muôn vàn khó khăn. Mà thanh nguyên kiếm quyết này lại cực kỳ khó tu luyện, làm cho bon họ tiêu phí mười mất năm, thậm chí là vài chục năm, sự mạo hiểm ngu xuẩn này, ai cũng sẽ không làm. Càng huống chi, thanh nguyên kiếm quyết này cũng bị hư hại, không được đầy đủ. Lại không phải tiên gia diệu pháp gì, cũng không có đủ động lực lớn làm cho bọn họ thực hiện việc mạo hiểm này. Nhưng kiếm quang thần thông của kiếm quyết này đích xác rất thực dụng, buông tha như vậy lại đáng tiếc. Vì thế, người ta liền tu luyện ba tầng đầu tiên của kiếm quyết, hoàn toàn trở thành công phu trợ pháp môn phái ta hay dùng. Cứ như vậy, chẳng những không cần sợ hãi tấn công, còn có thể tiếp tục sử dụng thần thông kiếm quang. Đương nhiên, cho dù chỉ tu luyện thần thông xuất kiếm quang, mấy đệ tử này cũng cần tiêu phí 4, 5 năm thời gian một mình tu luyện kiếm quyết này mới có thể sử dụng được. Hàn lập sau khi nghe xong lão nhân trường thiên đại luôn một phen, vừa nghe vừa há hốc mồm. Đợi sau khi phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy đầy mình tư vị khó chịu không thể như vậy, hắn hiện tại đã tu thành tầng thứ tư kiếm quyết. Nói như vậy, nếu về sau còn tiếp tục tu luyện thanh nguyên kiếm quyết, như vậy pháp lực có được do vất vả tu luyện, vô duyên vô cớ mất đi một phần mười. Hơn nữa nếu tu luyện lên tầng cao, pháp lực còn có thể lại bị mất nhiều hơn nữa. Như vậy hắn làm thế nào mà tu luyện, chẳng qua, một khi đã hiểu được những lời như thế. Hắn thế nào đi nữa cũng sẽ không ngốc đến nỗi còn nghĩ đến chuyện tiếp tục tu luyện kiếm quyết này việc tu luyện thanh nguyên kiếm quyết này dừng tại đây thôi. Hàn Lập vừa mới hạ quyết tâm không lâu, lời tiếp theo của tiểu lão nhân lại làm tâm ý Hàn Lập nhất động, có điểm ngoài ý muốn. Thanh nguyên kiếm quyết này có khuyến điểm to lớn như thế, nhưng nó lại có chỗ độc đáo. Nếu không, năm đó cũng sẽ không trở thành pháp quyết chân phái của một phái lão nhân cắn cắn môi đột nhiên cảm khái tự nói. Ta nghe người ta nói qua, kiếm quyết này tuy tu luyện vô cùng chậm, nhưng kiếm quyết này sau khi luyện thành một tầng, đều có công hiệu phát triển kinh mạc kỳ diệu, làm cho đan điền thâm thúy. Làm cho tu sĩ tu luyện kiếm quyết, pháp lực so với các tu sĩ cùng cấp tu luyện pháp quyết khác thâm hậu hơn một ít. Chẳng qua cụ thể thâm hậu hơn được bao nhiêu, cái này phụ thuộc vào đã tu luyện thành tầng kiếm quyết thứ mấy. Nhưng những người lúc trước, tiền bối duy nhất đem thanh nguyên kiếm quyết tu luyện đến tầng thứ sáu có nói qua cho các đệ tử. Khi luyện thành tầng thứ sáu kiếm quyết, hắn là trúc cơ hậu kỳ, pháp lực so với các tu sĩ khác hơn gần một phần ba. Số pháp lực hơn này, vừa lúc cùng với số pháp lực bị mất do tu luyện thanh nguyên kiếm quyết tỷ lệ giống nhau. Trùng hợp như thế, không thể không nói, kiếm quyết này thật đúng là có vài phần ảo diệu. Tiểu lão nhân tựa hồ đối với thanh nguyên kiếm quyết này nghiên cứu không ít, càng nói càng hưng phấn hẳn lên. Sau một lúc, thậm chí nước miếng bay tứ tung, hoa chân múa tay, cuống quyết cả lên. Làm hàn lập phải vội vàng đề cập đến việc khác, đem sự tình thanh nguyên kiếm quyết tránh đi, lúc này mới làm vị mã sư huynh này khôi phục trạng thái bình thường đối với hàn lập mà nói kiếm quyết này dù có mặt thần diệu nào khác hắn cũng sẽ không tiếp tục tu luyên phải biết rằng tư chất hắn vốn không cao nếu cố ý tu luyện pháp quyết không trọn vẹn rất chậm kia trừ phi hắn căn bản không nghĩ đến việc kết đan nếu không đầu óc thật sự là có nước vào nếu là công pháp bình thường hàn lập phỏng chừng nếu có thể lại tìm được một ít linh đan phối xứng có lẽ việc sinh kết đan cũng không phải một điểm nhỏ cũng không thể tiếp theo hàn lập sau khi cùng lão nhân tán gẫu liền cáo từ rời đi hắn hiện tại đã chúc cơ thành công tự nhiên không thể ở lại trong coi dược viên cho đối phương cho nên sau khi trở lại phòng thu thập một chút đồ liền phiêu nhiên rời đi bởi ngay hôm nay vừa lúc hắn phải đến nghị sự điện bàn việc hàn lập chúc cơ thành công trong lòng cố kích động lớn kia còn chưa biến mất sạch sẽ một lòng thầm nghĩ sau khi đem sự tình kia bàn xong liền lập tức mở cho chính mình một động phủ về điều này hàn lập đã chờ đợi rất lâu rồi dù sao sau khi chính mình có một địa bàn làm việc gì cũng không cần lại phải lén lén lút lút, có thể quang minh chính đại tại địa phương của chính mình làm làm bất cứ điều gì. Hàn Lập càng nghĩ càng hưng phấn, bất chi bất giác đã ngự khí bay đến nghị sự điện. Bảo vệ đại môn là hai gã đệ tử trẻ tuổi, hiển nhiên không biết Hàn Lập, nhưng thân phận trúc cơ kỳ của Hàn Lập, hai người này thực sự rõ ràng. Từ đó, tự nhiên không dám bởi vì thấy Hàn Lập tuổi trẻ mà lười biếng, khinh nhờn hắn. Cho nên, hai người này đồng lõi ép tiến lên một bước, không người thi lễ nói vị sư thúc này có chuyện gì cần nhóm vãn bối hỗ trợ không sư thúc hàn lập vừa nghe lời ấy trong lòng có chút buồn cười một năm trước nếu gặp hai vị này chỉ sợ hắn còn phải xưng hô đối phương một tiếng sư huynh hôm nay chúc cơ xong thân phận tăng lên lập tức thành trưởng bối việc này thật đúng là làm hàn lập không quen chẳng qua lại được những người tuổi so với chính mình không sai biệt lắm hướng chính mình ân cần hỏi thăm thì lễ cảm giác thật sự rất tốt trung trưởng môn có trong kia chứ ta có việc muốn gặp một chút, Hàn Lập nghênh ngang nói. Hai gã đệ tử luyện khí kỳ này vừa nghe xong lời Hàn Lập, không khỏi liếc mắt nhìn nhau, sau đó người bên phải đáp. Trưởng môn đến bách cơ đường nghị sự, bất quá rất nhanh sau sẽ trở lại. Nếu sư thúc không ngại, trước tiên vào trong chờ một lát. Hàn Lập cau mày lại, nhưng lập tức liền khôi phục bình thường, lấy giọng không biểu cảm nói. Được rồi, nếu đã như vậy, ta chờ một lúc là được. Vậy mời sư thúc qua bên này, tên còn lại cũng rất thông minh, lui về sau hai bước, chỉ cho Hàn Lập thấy một con đường. Hàn Lập đi theo người này, xuyên qua đại sảnh, tiến vào trong một gian phòng khách. Phòng này không chỉ sạch sẽ như mới, mà tại bốn phía trên vách tường treo một ít bút mặc thư họa, hiển xuất khí tức văn nhã thư hương của một phái. Sư thúc trước tiên ở trong này nghỉ tạm một lát, đợi sau khi trưởng môn về, đệ tử sẽ lập tức bẩm báo trưởng môn. Thanh niên sau khi thuần thục cấp cho Hàn Lập một tách hương trà, liền lui ra ngoài. Hàn Lập nhìn theo thân ảnh thanh niên lui ra ngoài gật gật đầu, nhưng lại lắc lắc đầu. Sở dĩ đầu tiên hắn gật đầu, vì thấy thanh niên này vô luận ánh mắt, cử chỉ, không một chỗ nào không khiến hắn rất là vừa lòng, một lỗi nhỏ cũng không có, xem ra đã phải trải qua một phen huấn luyện chuyên môn mới có loại biểu hiện xuất sắc như thế này. Mà hắn lại lắc đầu, là vì có chút bi ai cho đệ tử cấp thấp này. Một người tu tiên không được đóng cửa để khổ tu công pháp, lại giống như phàm nhân ở đâu canh cửa, bưng trà đưa nước, thật sự là làm cho người ta phải thở dài hiện tại nghĩ lại lúc trước nếu không dùng một viên trúc cơ đan mua chuộc diệp tính lão giả chỉ sợ hắn cũng sẽ giống với người này cũng phải giống như nhau luôn khom người ăn nói phải nhún nhường từng lời nói không chừng còn không bằng vào lúc hàn lập đang ở trong phòng nhấm nháp hương trà trong lòng suy nghĩ nguyên man thì trung đại trưởng môn đã trở lại khi hắn nghe đệ tử giữ cửa nơi đây nói có một vị tu sĩ trúc cơ kỳ trẻ tuổi tìm hắn thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc bởi vì theo đệ tử giữ cửa miêu tả lại hắn đối với người này đích thực lạ lẫm thực không có trong mấy trăm đệ tử trúc cơ kỳ tìm được người tương tự. 25, 26 tuổi, làn da có chút đen, diện mạo bình thường, ai vậy nhỉ? Trung Linh đạo mang theo ba phần kinh ngạc, hai phần tò mò vội vào hướng phòng khách nơi Hàn Lập đợi mà đi đến. Tiến vào trong phòng, liền thấy một thanh niên dáng người trung đẳng, mặc phục sức hoàng phong cốc, hắn đang hướng về phía đối diện xem một bộ vạn hoa đồ trên tường, đang ngắm rất hứng thú. Bất quá, hiển nhiên Trung đại trưởng môn tiến vào phòng gây ra động tĩnh, làm cho đối phương nghe thấy được. Cho nên người này lập tức xoay người lại, không người thi lễ một cái nói. Trưởng môn sư huynh, sư đệ Hàn Lập xin yết kiến trưởng môn. Hàn Lập, trung trưởng môn vừa nghe thấy cái tên này, nghĩ thấy có chút quen tai, tựa hồ từng nghe qua. Sau khi liếc mắt nhìn kỹ đối phương, chưa có điểm quen mặt, vẫn chưa nhớ ra đối phương rốt cuộc là ai. Điều này làm cho trong lòng hắn mất tự nhiên, trên mặt không khỏi lộ ra một tia xấu hổ. Hàn, Hàn sư đệ, mau ngồi đi, không cần khách khí. Sư huynh thân là trưởng môn, có một số việc, đến chậm một lát, sư đệ không cần lấy làm lạ. Trung linh đạo, cũng là lão hồ ly đã trải qua không biết bao nhiêu là sóng gió, miệng tùy tiện hàm hồ vài câu, liền làm như nhận ra đối phương, dễ dàng hóa giải không khí xấu hổ này. Hàn lập đối với việc vị trung trưởng môn này không nhận ra xuất xứ của mình, thực cũng không kinh ngạc. Phải biết rằng, lúc trước Hàn lập gặp người này thì là việc của 5 năm về trước. Khi đó hắn là một vị đệ tử luyện khí kỳ tư chất thấp kém. Đối phương tự nhiên sẽ không để trong lòng, càng đừng nói đối với hắn có lưu lại ấn tượng khắc sâu, nếu là đối phương thực liếc mắt liền nhận ra hắn, Hàn Lập mới phải chấn động. Chương 219, hội đàm, trưởng môn sư huynh, sư đệ mấy ngày trước may mắn chúc cơ thành công, bởi vậy đến đây hy vọng trưởng môn làm chủ, cấp cho quyền lợi khai mở động phủ Hàn Lập cũng không rông dài, trực tiếp đem mục đích đến đây nói ra. Vừa chúc cơ thành công Trung linh đạo trước tiên ngẩn ra một lát, nhưng sau đó liền giật mình hiểu ra. Trước kia cũng có không ít người giống như vậy, nhận xong chúc cơ đan vẫn chưa lập tức phục dùng mà là đợi đến khi tự thấy thời cơ chín mùi mới ăn vào đan dược mà chúc cơ thành công. Vị trung trưởng môn này đem Hàn Lập trở thành một người trong đó. Ha ha, chúc mừng Hàn Sư đệ tiến vào chúc cơ kỳ. Đệ tử bậc cao của bổn môn lại tăng thêm một người, thật sự là một việc đáng mừng. Trung Linh đạo vuốt ba tròm dâu dài, cười nói. Hàn Mỗ chính là may mắn mà thôi, có được như vậy cũng là nhờ sư môn ban thưởng trúc cơ đan cho." Hàn Lập trên mặt tràn đầy xuân phong trả lời. Trung Linh Đạo sau khi nghe xong Hàn Lập khách khí trả lời, cười nhạt, vừa cẩn thận dò xét Hàn Lập một lần nữa. Lúc này, hắn càng nhìn Hàn Lập càng thấy quen mắt, tuyệt đối trước kia đã gặp qua, nhưng rốt cuộc là ở chỗ nào thì nhất thời như thế nào cũng nghĩ không ra. Từ đó, Trung Linh Đạo không khỏi tự vuốt cằm lâm vào trầm ngâm suy nghĩ. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng buồn cười, cũng không quấy dày đối phương, liền tự nâng chung trà lên, chậm rãi thưởng thức vị ngon của trà. Một lát sau, trung linh đạo trong não linh quang vụt lóe nhớ tới việc thăng tiên lệnh. Người trẻ tuổi lúc trước đứng ở nghị sự điện, cùng với vị sư đệ vẻ mặt bình tĩnh trước mắt này rất giống nhau. Trung linh đạo vừa hồi tưởng chi tiết về Hàn Lập, không khỏi ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên kinh hô. Chính là ngươi, đệ tử lúc trước nhờ vào thăng tiên lệnh mới có thể nhập cốc. Ngươi có thể trúc cơ thành công. Trưởng môn sư huynh, đó chính là Hàn Mỗ. Lúc trước việc bái nhập Hoàng Phong Cốc, thật đúng là phải cảm tạ tình cảm cầu trưởng môn đã thành toàn cho. Hàn Lập thấy đối phương nhận ra mình, cũng không kinh hoàng, cười nhẹ hướng về Trung Linh Đạo tỏ vẻ cảm ơn. Trung Linh Đạo nghe thấy đối phương nói một câu trưởng môn sư huynh, lúc này mới ý thức được đối phương bây giờ không phải là tán tu đệ tử lúc trước bái môn, mà là có thân phận tu sĩ trúc cơ kỳ giống như hắn. Vì thế vẻ kinh ngạc trên mặt lập tức biến mất, khôi phục lại vẻ mặt thong dong không bức bách, Ôn Hòa nói: "Cũng không có gì, bổn môn chủ mấy năm trước chính là chiếu theo quy củ mà làm việc. Nhưng thật ra Hàn sư đệ có thể lấy tư chất ngụy linh căn để chúc cơ thành công, đây mới là việc không thể ngờ tới. Nếu truyền ra ngoài, sư đệ chỉ sợ lập tức dương danh trong tu tiên giới." Cho dù Trung Linh đạo biểu hiện như đã khôi phục bình thường, nhưng lời nói vẫn để lộ ra sự kinh ngạc trong lòng. Như vậy cũng khó trách, tình huống của Hàn lập lúc trước, vị trung trưởng môn này cũng rất rõ ràng một ngụy linh căn cả bốn thuộc tính như vậy mà cũng có thể chúc cơ thành công đích xác khó có thể thừa nhận được hàn lập thấy vậy cười cười dùng giọng điệu nửa đùa nửa thật nói tại hạ cũng không nghĩ tới ăn vào một viên chúc cơ đan lại thực sự chúc cơ thành công chỉ có thể nói đây là ông trời hỗ trợ xem ra hàn mỗ cũng là người có phúc lớn hàn lập vì tiện nói một câu cũng chỉ là nói cho vui chẳng qua hàn sư đệ lúc trước chúc cơ đan không phải đã tặng cho cháu của diệp sư đệ sao chứ Vậy từ đâu lại có được trúc cơ đan khác? Trung Trương Môn vừa cười hai tiếng, liền chuyển ý niệm nhớ tới điều khó hiểu này, liền mở miệng hỏi. "Hắc hắc, Trưởng Môn sư huynh, nói về viên trúc cơ đan này, cũng là ngươi cho ta đấy." Hàn Lập trong lòng vui vẻ, cười ha hả nói, "Ta, Trung Linh đạo không thể nào nghĩ đến, hắn như thế nào với việc này không có ấn tượng. Trưởng Môn chẳng lẽ đã quên, trong mấy người còn sống từ cấm địa đi ra, có ba người đều được thưởng trúc cơ đan, mà ta chính là một trong ba người đó." Hàn lập rốt cuộc thu hồi nụ cười, thật sự nói ra. Ngươi chính là vị ký danh đệ tử của Lý Sư Thúc kia. Trung Linh đạo rốt cuộc không thể bảo trì bộ dáng chân tĩnh, bắt đầu đổi sắc. Không sai, ta chính là vị đệ tử mà Lý Sư Tổ lần đó tại cấm địa thu nhận. Hàn lập không phủ nhận, một lời liền thừa nhận. Thì ra là thế, ta nói tên Hàn lập này như thế nào quen tai như vậy. Thì ra sư đệ chính là đệ tử vào hai năm trước, trong cốc phi thường nổi tiếng. Trung Linh đạo trong mắt vẻ ngạc nhiên càng đập, nhưng khẩu khí nói chuyện lại càng thân thiện hơn một ít. Trung linh đạo ý tứ rất rõ ràng, Hàn Lập một khi đã chúc cơ thành công, sau này sẽ trở thành đệ tử chính thức của Lý sư thúc, hắn cơ bản 9 phần 10 không muốn cùng Hàn Lập kết oán. Hơn nữa, hắn trong lòng thầm nhủ, như vậy xem ra, vị Hàn sư đệ này hết sức may mắn mới có thể chúc cơ thành công, bằng không dựa vào tư chất của đối phương, chúc cơ thành công tuyệt đối 100 không được một. Trung linh đạo tuy trong lòng thầm nhủ như vậy, nhưng biểu hiện ngoài mặt rất tự nhiên hướng Hàn Lập khách khí vài câu rồi mới để Hàn Lập chờ một lát, hắn đi lấy danh sách. Hàn Lập tự nhiên đáp ứng, sau đó yên lặng đợi đối phương quay trở lại. Quá thời gian chừng một chung trà nhỏ, Trung Linh đạo rốt cuộc tay mang một món ngọc điệp màu trắng đi đến. Tiếp theo đối diện Hàn Lập, dùng một cây bút cán bằng vàng, tại phía dưới cùng của ngọc điệp điền tên Hàn Lập vào. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng vui vẻ, biết như vậy là có thể danh chính môn thuận có được động phủ. Trung Linh Đạo thường xuyên xử lý việc này cho đệ tử trúc cơ mới, vừa thấy ý cười trên mặt hàn lập tự nhiên liền đoán ra vài phần suy nghĩ trong lòng hàn lập vì thế sau khi mỉm cười từ trong túi chữ vật lấy ra ba khối linh thạch bậc trung và lá cờ nhỏ trên vẽ năm đỉnh núi sương mù che phủ giao cho hàn lập đây là cái gì hàn lập đối với linh thạch bậc trung còn có thể lý giải vài phần cái này có thể là phần thưởng môn phái dành cho đệ tử trúc cơ nhưng lá cờ lớn cỡ bàn tay có năm hình này dùng để làm gì theo bộ dáng và linh khí quỷ dị của chúng cho thấy tựa hồ không phải pháp khí bình thường, rất là cổ quái. Còn không đợi Hàn Lập mở miệng hỏi, Trung Linh Đạo lật tay, lại lấy ra một khối ngọc giản cấp cho Hàn Lập, sau đó giải thích. Mấy cái linh thạch này, cứ mỗi người vừa thành đệ tử trúc cơ cũng đều được tưởng thưởng một lần. Về sau hàng năm, còn sẽ có một khối linh thạch bậc trung phát miễn phí mà không cần các ngươi làm tạp vụ gì. Còn mê tung kỳ này là vật chuẩn bị cho việc khai mở động phủ. Tuy mê tung pháp trận bày ra là trận pháp kích thước nhỏ đơn giản nhất, nhưng đủ để ngăn cản phàm nhân hoặc dã thú xâm nhiễm đương nhiên nếu sư đệ trên thân tinh thông trận pháp tự nhiên có thể không cần mấy cái tiểu kỳ này mặt khác khối ngọc giản này có thủ pháp bày trận và thao túng trận ở trong đương nhiên về một số sự tình cần chú ý sau khi chúc cơ ta cũng để ở bên trong sau này sư đệ nên đọc kỹ một phen nhọc công trưởng môn sư huynh rồi hàn lập hai tay tiếp nhận trong miệng liên tiếp cảm tạ không thôi Mấy cái này đích xác đều là thứ Hàn Lập trước mắt tối cần nhất, làm hắn không khỏi vui mừng. Sự tình sau đó cũng không có gì, Hàn Lập sau khi cùng vị trung trưởng môn này lại tán gẫu chừng một nén hương, mới cáo từ ly khai khỏi nghị sự điện. Sau khi rời đi khỏi thạch điện, Hàn Lập vốn định lập tức bay ra Hoàng Phong Cốc, tự mình đi tìm một nơi tĩnh mịch để khai mở động phủ. Nhưng là tại nửa đường, sau một lần lật xem ngọc giản trung linh đạo cấp cho, Hàn Lập liền lập tức thay đổi chủ ý, ngự khí chuyển hướng, bay về phía địa phương khác. Kỳ Lân các tên này rất có khí thế, rất có khí phách. Đó cũng là một trong mấy chỗ trọng yếu nhất của Hoàng Phong Cốc. Bởi vì nơi này là nơi chuyên môn nuôi dưỡng, thuần hóa linh thú. Linh thú kỳ thật chính là yêu thú, yêu thú bị người tu tiên thuần phục, tự nhiên liền biến thành cái gọi là linh thú. Linh thú trong Kỳ Lân các này, đại đa số cũng là linh thú cấp 1 mà thôi, cho dù có vài linh thú cấp 2 cá biệt, cũng là của những người khác gửi tại nơi này mà không thể tùy ý sử dụng được. Chẳng qua, cho dù là linh thú cấp 1, cũng cung cấp rất nhiều tiện lợi cho chúng đệ tử trong cốc. Tỷ như nói, làm phương tiện đi lại, bảo vệ môn hộ, tìm kiếm linh dược, hiệp trợ tấn công địch. Mà Hàn Lập chính là hướng về một trong số này, yêu thú song đồng thử mà đến. Loại này ngoại hình như lão thử bình thường, nhưng là linh thú có mắt thần trời sinh, đúng là loài được tiến cử trong ngọc giản trung linh đạo cấp cho Hàn Lập. Chính là trợ thủ tốt nhất cho việc tìm kiếm động phủ. Loại này là yêu thú cấp một bậc trung, song đồng thử có khả năng dễ dàng nhìn thấu những trở ngại bình thường che khuất tầm mắt của người tu tiên như sương mù sông cây cối hơn nữa thiên tính còn thích đến những địa phương có nhiều linh khí nhất mà đào động làm tổ bởi vậy sau khi được huấn luyện thêm song đồng thử này chính là loài truy tìm tốt nhất để tìm ra địa phương tập trung linh khí được đệ tử trong cốc phi thường yêu thích hàn lập thực không phải lần đầu tiên đến kỳ lân các này trước kia có vài lần có việc phải theo đường cửa trước vội vàng mà qua nơi đây bởi vậy đối với nơi này không hoàn toàn lạ lẫm. Khi hắn từ trên trời hạ xuống, dừng ở tòa tiểu sơn xanh biết là nghinh khách đài của kỳ lân các thì lập tức có một nữ đệ tử đi tới, thi lễ với Hàn Lập nói. Vị sư thúc này, đến để thuê linh thú phải không? Nữ đệ tử này mới 16, 17 tuổi, Thanh Thúy nói xong, không khỏi lộ ra vẻ hy vọng. Hàn Lập thấy vậy, cười nhẹ mở miệng hỏi. Hiện tại trên núi, còn có song đồng thử nhàn rỗi không? Ta muốn thuê một con, dùng hai ngày. Có, Đương nhiên có, ta đưa đến cho sư thúc một con, nữ đệ tử này nghe thấy vậy, trên mặt vui vẻ, cao hứng nói. hai 220, Linh Nhãn Chi Tuyền, sau khi đệ tử giữ linh thú đi khỏi, Hàn Lập ở nghênh khách đài lẳng lặng chờ đợi, chỉ ngắm nhìn mấy cấm chế chung quanh. Ngoại trừ đỉnh núi chỗ Hàn Lập ra, những địa phương khác ở linh thú sơn đều bị những cấm chế trận pháp đủ mọi màu sắc chia cắt thành những khối lớn nhỏ không đồng nhất. Mỗi một khối địa phương bị cấm chế phong bế đều là một nơi tuần dưỡng một loại linh thú riêng. Ngoại trừ những đệ tử thay phiên nhau của kỳ lân các, những người khác không được phép tiến vào. Vì chính là sợ có người đến quấy nhiễu linh thú, hoặc là sợ linh thú còn chưa thuần phục thương tổn đến người ngoài. Cho nên cả tòa linh thú Sơn tuy xem rất tĩnh lặng, kỳ thật trong đó sống tối thiểu gần ngàn con linh thú khác nhau, quy mô không thể không kinh người. Nữ đệ tử kia không có làm hàn lập chờ lâu, sau thời gian một bữa cơm, đã ôm một con thú nhỏ, từ trong cấm chế nào đó đi ra, đến thẳng chỗ hàn lập. Đây là song đồng thử, giá thuê mỗi ngày một khối linh thạch cấp thấp nữ đệ tử lấy tay vuốt nhẹ lớp lông mềm mại của con thú nhỏ một chút cung kính nói với hàn lập được đây là ba khối linh thạch ta dùng ba ngày sẽ trả hàn lập lạnh nhạt nói với nữ tử này ba ngày sau sư thúc chỉ cần buông ra xong đồng thử sẽ tự động quay về kỳ lân các. trong lúc này mong rằng sư thúc hãy đối xử tử tế với con thú này trong túi này chứa quả thổ lên nó thích ăn nhất sư thúc thỉnh thoảng hãy cho nó vài quả cô gái tiếp nhận linh thạch Đem linh thú đưa cho Hàn Lập, lại xuất ra một cái túi nhỏ màu trắng, nói với Hàn Lập. Hàn Lập gật đầu, thần sắc tự nhiên tiếp lấy. Tiếp theo, hắn lúc này dưới ánh mắt tiến đưa của nữ tử, ngự khí rời đi. Hàn Lập trong không trung, một đường nhằm hướng tây bắc bay đi. Hàn Lập một mặt vừa phi hành, mặt khác không tự kìm hãm được đánh giá xong đồng thủ nhu thuận trong lòng. Vừa thấy con thú nhỏ màu vàng này, thật sự nghĩ là con thổ thử. Cũng hình thể khéo léo, cũng bộ lông màu vàng cùng cái đuôi dài. Điểm khác duy nhất, chính là trên mặt song đồng thử có đôi mắt to hoàn toàn khác với thổ thử. Đừng tưởng chỉ khác nhau một điểm ấy, nhưng lập tức khiến cho con thú này trở nên cực kỳ đáng yêu. Đặc biệt trong ánh mắt của nó, còn ẩn ẩn ngũ sắc lưu quang chấp động, càng khiến cho con thú này thêm thần bí bất phàm. Cho dù Hàn Lập là người quen lạnh lùng như vậy, gặp con thú hình dáng nhu thuận đến vậy, cũng không khỏi vỗ về, ngắm nghía nó vài lần. Trong đầu mọc lên ý niệm là cũng phải nuôi một con. Chẳng qua Hàn Lập cũng rõ ràng, đừng thấy tiểu thú này hôm nay ôn thuận như vậy. Trên thực tế chính là hàng thật giá thật yêu thú cấp một bậc trung. Con thú này trừ một đôi song đồng thần kỳ ra, trong miệng còn có được bộ răng thép cứng như đồng thiết, cùng một đôi tiền chảo có thể động kim xuyên thạch. Thật sự không phải vô hại như biểu hiện bây giờ. Nghĩ đến đây, Hàn Lập lại đùa nghịch cái tai nhỏ của con thú này một chút, sau khi kích thích vài cái không khỏi thú vị cười hi hi, tựa hồ tính con nít chôn giấu ở đáy lòng đã lâu kia lại dâng lên. Hàn Lập mang theo con thú này phi hành liên tiếp hết một ngày, rốt cuộc tại vị trí phía tây bắc bên ngoài Thái Nhạc Sơn mạch mới dừng lại. Từ nơi này tiếp tục hướng về phía bắc trăm dặm, sẽ tiến vào địa giới của Nguyên Vũ quốc. Nơi đây là địa bàn của Nguyên Vũ quốc tu tiên đại phái Thiên Tinh Tông, hơn nữa cũng thiết lập một chỗ phường thị, cùng Hoàng Phong cốc phường thị rằng coi nhau. Mà hai trăm dặm về hướng tây lại là chỗ giao giới của Kiến Châu và châu quận nhỏ nhất của Việt quốc Khê Châu. Châu này cũng là châu quận duy nhất thất đại phái không ai trú chân. Bởi vì châu này ngoài đất cát và đồi núi ra, còn lại chính là đại địa sa mạc bát ngát, chiếm hơn 3 phần tư khê châu. Mà toàn châu dân cư cũng chỉ có hơn một vạn dân, cho nên căn bản không có vật lực cùng nhân lực đủ dùng. Như vậy, tự nhiên sẽ không lọt vào pháp nhãn của thất đại phái. Nguyên nhân mà Hàn Lập tại phụ cần nơi này khai mở động phủ là có hai nguyên nhân. Đầu tiên, nơi này là nơi hoang lương trong thái nhạc sơn mạch, một mặt cùng nguyên vũ quốc giao giới, một mặt tiếp cận khê châu, đều là địa phương có rất hít đồng môn hay người tu tiên khác. Từ đó, sẽ không có người nào quấy rầy việc tu hành của hắn. Thứ hai, nơi này cách phường thị của Thiên Tinh Tông không xa. Nếu hắn cần bán dược tài hoặc cần mua cái gì, lúc này rất dễ dàng thực hiện mà không sợ bị người ta nhận ra. Ôm hai loại ý tưởng này, Hàn Lập mới lựa chọn nơi linh khí không phải tốt nhất này, mà không giống như như động phủ của các đệ tử trúc cơ khác, đều tập trung tại mấy nơi linh khí nồng đậm nhất. Hàn Lập sau khi hạ xuống, việc đầu tiên làm là chuẩn bị một cái dây thừng, buộc lên cổ song đồn thử, phòng nó chạy nhanh quá, chính mình sẽ không theo kịp. Sau đó, từ trong bao vải lấy ra một quả vàng vàng, cấp cho tiểu thú gặm. Một lát sau, song đồng thử đã ăn xong quả thổ lê không còn một mảnh, tinh thần hưng phấn. Sau khi hư hư kêu nhẹ hai tiếng, vù một tiếng, tiến vào bụi cỏ một bên, biến mất không thấy bóng dáng. Hàn lập không hốt hoảng, chậm rãi lần đi dọc theo dây thừng. Hàn lập đứng ở một nơi hiểm trở dưới ngọn núi, nhìn vách cửa núi đối diện cao đạt hơn trăm trượng sững sờ một trận bởi vì dây thừng trên tay hắn thông qua một khe hở vô cùng hẹp hòi trực tiếp kéo dài tiến vào trong vách núi đối diện lúc này đã là buổi chiều ngày thứ hai sau khi trải qua gần hai ngày vất vả tìm kiếm con sông đồng thử này đến phụ cận ngọn núi thì đột nhiên đột một điên cuồng lên sau khi một đường đưa hắn đến nơi đây liền theo khe hở trực tiếp khoan vào hàn lập nhìn nhìn sợi dây được buộc chặt trên tay trong lòng hiếu kỳ đại khởi suy nghĩ một chút lập tức vỗ vào túi chữ vật một cái trên tay hàn lập đã xuất hiện một cự kiếm màu bạc hàn lập một tay nắm lấy dây thừng một tay múa máy ngân kiếm như gió vách đá có khe hở cứng như đồng thiết liền giống như đậu hũ khe hở bị hắn khoét thành một lỗ có thể cho một người vào được hắn sau khi tiến vào lập tức phóng ra một cái hộ cháo tại thân sau đó liền dọc theo dây thừng từng bước phá đá núi chậm rãi mà đi tới mà đá vụn cùng bụi bặm đều bị hộ cháo thủy thuộc tính của hắn ngăn tại bên ngoài, làm hắn vẫn bảo trì sự sạch sẽ trên người. Loại hoạt động thể lực này sau khi kéo dài hơn một canh giờ, một con đường đá dài 10 trượng dần dần thành hình. Khi Hàn Lập lại đánh xuống một kiếm, thì bỗng nhiên rắc rắc một tiếng, vách đá rốt cuộc bị khai mở. Hàn Lập thấy vậy mừng rỡ, sử dụng khí lực chém loạn vài cái, liền đem vách đá hoàn toàn bổ ra, sau đó bước vào. Một cái động nham thạch thiên nhiên lớn hơn 10 trượng xuất hiện ngay trước mắt Hàn Lập, Hàn Lập vừa tiến vào nơi đây, một cỗ linh khí nồng đậm liền đập vào mặt hắn, làm hắn cảm thấy nhạt nhiên. Bất quá ánh mắt hắn, không khỏi nhìn dọc theo dây thừng trong tay, chỉ là thấy kéo dài thẳng đến chính giữa nham động, ở đó có một nguồn suối nhỏ xíu không ngừng phun ra nước, mà song đồng thử lại ở giữa chỗ nước nông nơi này, đang thích ý bơi đi bơi lại. Đây là gì? Hàn Lập lúc này thực sự giật mình, bởi vì linh khí nồng đậm trong thạch động này, cơ hồ đều là theo con suối này mà ra. Hắn vội vàng bước tới vài bước hốt một miếng đất ven suối lên, cẩn thận quan sát. Đây là linh nhãn chi tuyền, tuyệt đối là vậy. Hàn lập không phí nhiều khí lực liền khẳng định suy đoán trong lòng. Trong nước ẩn chứa linh khí, tuy nhiên không khoa trương như nghe đồn, đường vào của con suối này cũng phi thường khéo léo, nhưng đích xác là linh nhãn chi tuyển thế gian hiếm thấy hàn lập cho hai tay vào trong nước, không thể tin thì thào lầm bầm. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, cảm thụ linh khí nhẹ nhẹ trong nước, trên mặt không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nói đến linh Tuyền liền không thể không nhắc tới linh nhãn linh mạch của tu tiên giới thiên địa linh khí đều không phải là đều đều phân bố tại thế gian mà là có địa phương nồng đậm hơn một ít có địa phương đạm bạc hơn một chút vì thế sau một thời gian dài tại nơi linh khí nồng đậm bình thường đều hình thành linh mạch lớn hoặc nhỏ linh mạch lớn có thể liên miên vài ngàn dặm mà chưa dứt mà linh mạch nhỏ cũng có thể chỉ lớn có vài dặm nhỏ hẹp thực sự đáng thương nhưng vô luận thực tế lớn hay nhỏ mấy linh mạch này một khi thành hình sẽ tự động tản mát ra linh khí nhàn nhạt, nhạt tuần hoàn không dứt không có ngày khô kiệt nhưng đồng dạng linh mạch này tại những địa phương khác nhau linh khí sinh ra cũng đều không phải là như nhau địa điểm linh khí kết lại nồng đậm nhất đương nhiên thích hợp nhất cho người tu tiên đả tọa tu luyện cho nên đã bị tu tiên giới xưng là linh nhãn mà cái gọi là linh nhãn bình thường đều là vô hình vô sắc chỉ có thể bằng cảm xúc của người tu tiên để nhận biết sự tồn tại của nó nhưng phàm địa phương được xưng là linh nhãn cái này đại biểu cho việc là chỗ linh khí tập trung hơn là linh mạch phụ cận, đây là vấn đề không thể nghi ngờ. Tuy nhiên dưới tình huống bình thường, linh nhãn phải vô hình, chỉ một số nơi được thay thế bằng tên. Nhưng nếu linh khí của lính nhãn quá nồng đậm và duy trì trong thời gian dài, sẽ dần dần sinh ra thực thể, hình thành linh nhãn chi vật. Tỷ như linh nhãn chi thụ, linh nhãn chi thạch, linh nhãn chi tuyền. Thậm chí trong truyền thuyết còn có cao cấp nhất là linh nhãn chi châu. Linh nhãn xuất hiện thực thể hóa chính là việc phi thường hiếm thấy. Phải trải qua hơn vạn năm, thậm chí 10 vạn năm tiến hóa mới có thể hình thành. Vì vậy mấy cái linh nhãn có thực thể này phát ra linh khí nồng đậm hơn nhiều so với linh nhãn bình thường. Ở bên cạnh đả tọa luyện công, tuyệt đối có kỳ hiệu tốc độ tu luyện nhanh hơn so với nơi khác. Linh nhãn chi vật tốt nhất, thậm chí có khả năng làm tốc độ tu luyện của người tu luyện tăng nhanh hơn gần 2, 3 thành. Hơn nữa mấy cái này một khi hình thành thực thể chính là loại như linh nhãn chi thụ, linh nhãn chi tuyền đều có thể dùng để di chuyển pháp lực, mà sẽ không hao tổn công hiệu. chương 221, Thiên Tinh Tông giữ pháp trận. Linh nhãn chi vật thần kỳ như thế, đương nhiên sẽ làm cho các môn phái tu luyện theo đuổi thiên đạo, hơi bị điên cuồng. Mỗi khi linh nhãn chi vật xuất hiện, đều sẽ làm cho tu tiên giới một phen gió tanh mưa máu. Bất quá hôm nay tại tu tiên giới Việt Quốc, linh nhãn chi vật này sớm đã rơi vào tay thất đại phái. Như Hoàng Phong Cốc cũng có được hai khối linh nhãn chi thạch, ba khối linh nhãn chi thụ và bảy linh nhãn chi tuyền, ngoài ra còn hơn 10 linh nhãn chi vật đều bị mấy vị tu sĩ kết đan kỳ phân chia sạch sẽ không chút khách khí, ngay cả trung đại trưởng môn cũng vô duyên chẳng có được một món. Đương nhiên là vị lão tổ sư gia nguyên anh kỳ kia phải chiếm được nhiều nhất. Hàn Lập giờ đây vạn lần không nghĩ tới, mình chỉ dẫn theo một con song đồng thử tầm thường trong vòng một ngày đã dễ dàng kiếm được một linh nhãn chi vật ở phụ cận. Mặc dù linh nhãn chi vật chỉ là nhất cấp linh tuyền, mà tuyền nhãn này thật sự là nhỏ đến đáng thương, công hiệu phỏng chừng chẳng đáng bao nhiêu. Nhưng ít ra có được linh nhãn chi vật, tối thiểu so với tu luyện bình thường nhanh hơn nửa thành cũng đã là chuyện tốt rồi. Nhưng mà Hàn Lập ngoài vài ý vui mừng ra cũng vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Không cần nói đến linh nhãn chi vật chỉ sản sinh ở nơi có nhiều linh khí. Những ở đỉnh núi phụ cận cũng chẳng thể nào hình thành nhiều linh khí nồng đậm như vậy. Vậy sao có thể hình thành? hơn nữa lại có thể hình thành linh tuyền hình dáng mê người thế này làm cho hàn lập vừa mừng vừa sợ cùng không khỏi có chút tiếc nuối nhưng nếu từ trên trời rớt xuống một miếng thịt to thì hàn lập tự nhiên sẽ không buông tha bởi vì linh nhãn chi tuyền mặc dù có thể di chuyển bất quá chỉ có tu sĩ kết đan kỳ mới có thủ đoạn này bản lãnh của hàn lập cũng không lớn như vậy cho nên đương nhiên hắn quyết định đến đây kiến tạo động phủ tức là biến linh tuyền nham động này thành mật thất luyện công của mình bí mật che giấu thật cẩn thận Hàn Lập lúc này lợi dụng thông đạo kia, tiến hành mở rộng. Một tay huy động ngân kiếm, một tay điều khiển kim nhận, Hàn Lập hành đại nghiệp mở rộng động phủ. Con song đồng thử tiến vào bên trong linh tuyển cũng chưa chịu đi ra, thậm chí còn ngủ hẳn bên trong đó. Hàn Lập ỉ vào ngân kiếm sắc bén cùng với số lượng của kim nhận, qua nửa ngày lao lực, cũng hình thành sơ bộ một cái động phủ nho nhỏ. Chia động phủ ra làm 13 căn lớn nhỏ, cùng với một đại sảnh rộng lớn trên mặt đất. Mặc dù động phủ vẫn còn rất thô sơ chưa được gia công tinh tế, nhưng tối thiểu cũng có thể an thân rồi. Hàn Lập đã có thể thở dài một hơi mà dừng tay. Lúc này hắn đột nhiên nhớ ra xong đồng thử, vội vàng nhân cơ hội này trở lại linh viên, sau khi thấy con thú này đang ngủ say liền ôm đi, sau đó bay ra ngoài mấy trăm dặm mới thả đi, để nó tự động trở về kỳ lân các. Hàn Lập sau khi kiến tạo động phủ, tạm thời chưa làm lối ra vào. Cho nên sau khi trở lại, lập tức sử dụng năm lá cờ nhỏ cùng 10 viên linh thạch cấp thấp, dựa theo phương pháp trên ngọc giải bày ra một tiểu mê tung trận, dùng trận pháp che giấu toàn bộ lối ra vào. Cứ như vậy, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy vách núi, căn bản không thể nào nhận ra được cái hang động này. Làm xong phòng hộ cơ bản nhất, Hàn Lập mới dùng ngân kiếm làm thành một cái giường đá giản dị, nằm luôn lên đó làm một giấc thật say. Hắn thật sự có chút mệt mỏi, mấy ngày sau Hàn Lập vẫn làm việc không ngừng. Hắn trước tiên đi quanh khu vực phụ cận tìm một chỗ bí mật sau đó gieo xuống một ít mầm linh dược, nơi này hắn cũng gieo một ít mần dược liệu mang từ thế tục đến cũng có cả mầm của kỳ hoa dị thảo từ bách dược viên siêu tập được chỗ này chính thức biến thành dược viên của hàn lập sau này các linh dược cũng từ đây mà ra thời gian còn lại hàn lập từ trên núi tìm được một ít đá cứng rắn làm thành các dụng cụ bằng đá chia ra mỗi phòng một bộ cuối cùng mới tỉ mỉ chỉnh sửa lại các vách tường xung quanh đem nguyệt quang thạch gắn lên trên làm cho bên trong động phủ luôn luôn có ánh sáng kể từ đó động phủ của hàn lập cũng bước đầu hình thành nhưng mà có một điều rất hiển nhiên là năng lực phòng hộ của động phủ này căn bản không chịu nổi một kích thật sự không làm cho hàn lập yên tâm tu luyện theo như ý muốn của hắn tối thiểu cũng phải có được cấm pháp tương tự như của bách dược viên mới được nếu không trong lúc tu luyện vạn nhất có ngoại địch xâm lấn chẳng phải là cái đều huy giữ không nổi sao hàn lập đối với trận pháp đúng là người ngoài cuộc ngay cả trận pháp cơ bản nhất cũng chẳng ra sao đừng nói đến các loại cấm pháp cao cấp dĩ nhiên hắn cũng không định học tập cái này phải biết đạo trận pháp rộng lớn như biển, nếu như phâm tâm ra mà học căn bản trong 20 năm mới có chút thành tựu. Bản thân tu luyện tuyệt đối sẽ chậm chế đi nhiều, đây chính là tổn thất mà Hàn Lập không chấp nhận được. Thế gian này có lẽ cũng có vài thiên tài vừa tu luyện trận pháp mà không làm chấm chế việc tu luyện của bản thân, thậm chí có thể lấy trận pháp nhập đạo, mang lại lợi ích cho bản thân. Điều này không phải không có khả năng xuất hiện, nhưng ít ra đối với Hàn Lập tuyệt đối là không thể. Nếu hắn chỉ cần thoáng phân tâm ở phương diện khác, khẳng định chẳng còn tí hy vọng nào tiến vào cảnh giới kết đan kỳ. Nhưng vẫn còn chút may mắn chính là thế gian này còn có trận kỳ, trận bàn, dựa vào pháp khí mà bố trí ra trận pháp. Mặc dù phương thức này không thể bố trí ra được loại cấm pháp đại trận, nhưng Hàn Lập bây giờ cũng chỉ cần đến loại trận pháp phòng thủ tầm thường tiêu chuẩn này cho động phủ là có thể yên tâm quá nửa rồi. Hơn nữa có thể bố trí nhiều trận pháp lấy số lượng bù chất lượng cũng tạm ổn, thật sự ngẫu nhiên chính là thiên tinh tông của nguyên vũ quốc dương danh chính nhờ vào mấy cái trận pháp này ở tu tiên giới các loại pháp khí bố trí ra trận kỳ trận bàn cũng luyện chế ra không ít chỉ cần dùng linh thạch là có thể mua được hàn lập trong lòng đã có chủ ý sẵn khẳng định nơi nào đó trong thiên tinh tông có thể đáp ứng được nhu cầu của mình về các loại pháp khí cấm chế cho nên mấy ngày kế tiếp hàn lập dùng lục dịch để thôi thúc mấy nhánh dược thảo kia kế hoạch của hắn chính là mang một gốc linh dược ngàn năm đến thiên tinh tông hoán đổi lấy vài thứ lần này cũng chỉ mang theo một gốc linh dược ngàn năm theo nếu mang theo nhiều thì không khỏi làm người khác hoài nghi tự tạo thành phiền phức không cần thiết sau hai tháng ngắn ngủi hàn lập cũng tạo ra được một gốc linh dược ngàn năm sau đó hắn mang theo dược thảo cùng các thứ có thể trao đổi được hướng phương bắc mà bay đi ví dụ các tài liệu như xác của ngô công cùng mặc giao nếu giá tiền thích hợp hàn lập cũng không ngại đem trao đổi dù sao hắn cũng sẽ không phân tâm học luyện khí Hàn Lập ngựa khí phi hành mang theo áo choàng cũng vì đề phòng vạn nhất. Hơn 100 dặm đường đối với pháp lực của Hàn Lập bây giờ chỉ cần nửa ngày là tới. Tiến vào Nguyên Vũ Quốc, từ không trung Hàn Lập nhìn ngó nghiêng xung quanh. Thứ nhất là vì tìm phường thị của Thiên Tinh Tông, ngoài ra là vì tò mò đối với Nguyên Vũ Quốc. Bất quá cảnh vật ở đây so với Việt Quốc cũng chẳng có gì khác nhau mấy. Nguyên Vũ Quốc và Việt Quốc đều giống nhau, cũng chỉ là quốc gia có diện tích trung bình. Hai nước này mặc dù không thể so với một phần ba thiên la quốc và phong đô quốc, nhưng so với khương quốc và sát Vân quốc thì lớn hơn nhiều. Loại quốc gia có diện tích lớn thì chỉ có hai nước, nhưng quốc gia cỡ vừa thì có hơn 10, về phần nước nhỏ thì còn nhiều hơn nữa, các nước xung quanh có đến vài chục quốc gia nhỏ hơn. Nghe người ta nói ở tại địa phương xa xôi còn có cả loại quốc gia siêu cấp tồn tại, to đến mức người ta khó tin. Mà hai phái tránh tả của tu chân giới tại nguyên vũ quốc thực lực tương đồng, hai bên duy trì trạng thái cân bằng với nhau còn thiên tinh tông có thể gọi là một trong hạch tâm của chính phái thực lực không dưới hoàng phong cốc hàn lập đang suy tư về các việc có liên quan đến thiên tinh tông pháp khí hình lá ở dưới chân đột nhiên trầm xuống chậm rãi hạ xuống đất tựa hồ mất đi khả năng phi hành nhìn thấy tình hình kỳ lạ này hàn lập không giật mình ngược lại lộ ra sắc mặt vui mừng xem dã đã đến phụ cận thiên tinh tông phường thị nếu không cũng sẽ không xuất hiện loại cấm pháp không cho phi hành này quả nhiên vừa hạ xuống đất hàn lập nhìn thấy cách bảy tám dặm một cái phường thị so với phường thị của Hoàng Phong Cốc to hơn 3 phần xuất hiện trước mắt. Phường thị của Thiên Tinh Tông phi thường kỳ lạ, so với Hoàng Phong Cốc hoàn toàn bất đồng. Giữa trung tâm có một tòa nhà cao 2 30 trượng, các tòa nhà ở bốn phía chỉ cao bằng 1 phần 10 tòa nhà kia, cả phường thị này bố trí thành hình vòng tròn. Bởi vì tòa nhà ở giữa thật sự quá to lớn, cho nên Hàn Lập đứng cách 12 dặm cũng nhìn thấy rõ ràng ba chữ tinh trần các màu bạc. Xem ra không cần hỏi cũng biết đó là cửa A hàng của chính Thiên Tinh Tông. 12 dặm lộ trình chỉ thoáng chốc là Hàn Lập đến nơi. Dựa theo thói quen, Hàn Lập cũng không lỗ máng hành động, mà từ từ đi vào trong phường thị, cũng để tìm hiểu kỹ nơi đây. Không nói tới, chỉ mấy gian hàng nơi đây cũng đủ để Hàn Lập mở rộng tầm mắt, cũng muốn thử vào. Một gian hàng luyện khí, tùy thời có thể tiếp nhận tài liệu của tu tiên giả, sau đó án chiếu theo yêu cầu của chủ nhân luyện chế các loại pháp khí. Hơn nữa chiêu bài khẩu khí cũng không nhỏ, tự xưng có thể luyện chế từ pháp khí cấp thấp đến loại đỉnh cấp pháp khí. Nếu luyện chế thất bại thì án theo giá trị tài liệu mà trả lại bằng linh thạch. Đương nhiên nếu có người không có tài liệu cũng có thể trực tiếp mua lấy một kiện pháp khí bằng linh thạch. Lại có một gian hàng chế phù, khẩu khí so với gian hàng luyện khí kia không khác lắm, cũng là tiếp nhận luyện chế linh phù. Lại còn một chỗ hơi kỳ lạ, chính là một gian linh thú viện, chuyên môn thuần dưỡng các loại yêu thú, thậm chí có cả thượng cấp yêu thú bên trong, nếu mua về làm hộ viện linh thú cũng không phải là chủ ý tệ gì. Chương 222, luyện khí cao thủ ở phường thị này số người không tính là nhiều. Ở bên ngoài Hàn Lập chỉ thấy có khoảng 30 người tu tiên, thật sự có chút tiêu điều, điều. Mọi người dường như đều đi đến tinh trần các ở giữa thì phải. Hàn Lập trong lòng khẽ nói thầm, tuy nhiên hắn cũng không vội đi tới cái tinh trần các kia. Bởi vì gian hàng luyện khí kia thật sự khẩu khí quá lớn. Cửa hàng nếu luyện khí thất bại sẽ trả lại bằng linh thạch làm cho hắn có chút hiếu kỳ, cho nên Hàn Lập sau khi đi một vòng, không tự kìm hãm được bước vào bên trong. Gian hàng này không lớn, chỉ có ba gian phòng và một gian hậu viện mà thôi. Hàn lập tiến vào bên trong thính đường thì thấy đã có một trung niên mặc nho phục ở bên trong, đang cùng với một vị đầu tóc bạc trắng nhưng mặt đầy hồng quang thảo luận vấn đề gì đó, bên cạnh còn một tráng hán da ngăm đen đầy vẻ cung kính đứng chờ. Hai vị kia thảo luận rất sôi nổi, mặc dù nhìn thấy Hàn lập tiến vào, nhưng vẫn không để ý vẫn tiếp tục đàm đạo. Còn vị tráng hán kia thì rất nhanh tiến lên vài bước khách khí hỏi. Vị khách nhân này hẳn là muốn mua pháp khí hay là muốn luyện chế một kiện. Đầu tiên là muốn xem qua các loại pháp khí trong cửa tiệm của các vị, sau đó mới quyết định. Hàn Lập bính tĩnh lên tiếng. Được, vậy quý khách muốn xem pháp khí bậc trung hay là pháp khí bậc cao? Tráng Hán thấy sinh ý đã đến nhà cho nên sắc mặt có chút vui mừng hỏi. Đỉnh cấp pháp khí, hơn nữa phải là tinh phẩm của đỉnh C pháp khí. Hàn Lập thanh âm không lớn, nhưng câu nói này đủ làm cho Tráng Hán trước mắt sửng sốt. Ngay cả hai vị đang bàn luận sôi nổi kia cũng im lặng không nói chuyện nữa dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá Hàn Lập. Khách quan muốn xem đính cấp pháp khí, hơn nữa là tinh phẩm. Tráng hán phục hồi tinh thần không khỏi nhắc lại lần nữa xem mình có nghe lầm không. Đính cấp pháp khí không phải người thường có thể mua được, động đến cũng phải vài trăm linh thạch bậc thấp. Một người tu tiên bình thường cho dù gom toàn bộ linh thạch cả đời cũng chưa chắc đã có thể mua được một kiện đỉnh cấp pháp khí. Mà Hàn Lập đây vừa vào đã muốn xem loại tinh phẩm, khó trách tráng hán này thất thố. Tiểu Hắc, trở lại, không được vô lễ với vị tiền bối này lão giả tóc bạc kia rốt cuộc cũng nhìn ra được hàn lập là thân phận trúc cơ kỳ sắc mặt không khỏi biến đổi cuống quýt quát tráng hán lui vào tiểu lão nhi chính là chủ nhân của điếm này tiền bối có gì cứ phân phó là được vị lão giả này và nho sinh kia cũng chỉ mới là người tu tiên luyện khí kỳ đột nhiên nhìn thấy vị cao nhân như hàn lập giá lâm không khỏi có chút bất an không có gì người xem có thượng phẩm pháp khí nào tốt không nếu là thích hợp thì ta muốn mua một hai món Lão già nghe xong lời của Hàn Lập, nhất thời có thở ra một hơi dài, nhưng trên mặt có chút xấu hổ nói: "Chỉ sợ làm tiền bối thất vọng, bổn điếm mặc dù có hai ba kiệm đỉnh cấp pháp khí, nhưng chỉ là loại bình thường, không đáng gọi là tinh phẩm." Lão già này đối mặt với cao thủ trúc cơ kỳ như Hàn Lập không dám giấu giếm chỉ có thể nói thật lòng. Hàn Lập nghe nói thế không khỏi lấy làm thất vọng, bất quá hắn cũng thầm trách mình hồ đồ cái khẩu khí ở chiêu bài phía ngoài kia có lớn hơn nữa cũng chỉ là thủ đoạn quảng cáo cho sinh ý nhà người ta mà thôi chính mình thế nào lại tin như thế chứ hàn lập lắc đầu xoay người muốn rời đi nhưng khi chưa đến cửa phòng thì không khỏi quay đầu nói một câu bất mãn nói như vậy bên ngoài ghi là luyện chế đỉnh cấp pháp khí chỉ là hư ngôn thôi sao không tiền bối hiểu lầm rồi bổn điếm buôn bán lấy chữ tín làm đầu chiêu bài bên ngoài đều là thật tuyệt không giả dối chỉ cần có tài liệu thích hợp lão hủ đích xác có thể luyện chế đỉnh cấp pháp khí. Lão già tóc bạc thấy danh tiếng cửa hàng có nguy cơ hạ thấp vội vàng nói. Người có thể luyện chế đỉnh cấp pháp khí, Hàn Lập cảm thấy hơi ngoài ý muốn, trong mắt lóe lên điểm nghi vấn. Hắn còn tưởng rằng người luyện chế pháp khí là người khác, không nghĩ tới là lão giả này. Khó trách Hàn Lập không tin, luyện chế đỉnh cấp pháp khí không giống như luyện trung cấp hay thượng cấp pháp khí. Lửa bình thường của thế gian không có khả luyện chế, mà là dùng tiên thiên chân hỏa hay là địa hỏa mà tôi luyện giống như luyện chế trúc cơ đan vậy mới có thể thành công. Còn lão giả này đây chỉ là cao thủ luyện khí kỳ, tiên thiên chân hỏa tuyệt đối không có, nơi đây cũng chẳng có chút nào có vẻ là có địa hỏa vậy người này dựa vào cái gì để luyện chế đính cấp pháp khí? Tiền Bối, đúng là lần đầu tiên đến cửa hàng của Từ lão ca, đương nhiên là không hiểu rồi. Từ lão ca đối với đạo luyện khí thật sự là sở học sâu xa, tuyệt đối không dưới các danh gia luyện khí của danh môn đại phái. Từ ra mấy trăm năm qua chỉ cần nhị cấp sơ dai là có thể phun ra yêu hỏa so với tiên thiên chân hỏa còn lợi hại hơn vài phần. Cho nên luyện chế đính cấp pháp khí không cần phải lo lắng nho sinh nãy giờ một mực yên lặng đứng một bên đột nhiên mở miệng trả lời thay lão giả kia, làm cho Hàn Lập thấy nghi hoặc. Yêu hỏa, ta trước kia chưa từng nghe qua, địa hỏa có thể luyện khí luyện đan, chưa bao giờ nghe người ta nói đến yêu hỏa cả. Hàn Lập có chút khó tin nói, à, tiền bối có điều không biết, dụng yêu hỏa luyện khí, thậm chí luyện đan đúng ra cần một chút kỹ xảo đặc biệt. Thật ra là không được các đại phái thừa nhận, nó có thể gọi là tiểu thuật bàng môn tả đạo, truyền bá rất nghiêm ngặt. Gia tộc chúng ta nếu không phải ngẫu nhiên mà được một con hỏa nha, thì cũng không đặc biệt nghiên cứu về vấn đề này lão giả tiếp lời nho sinh nói, giải thích rõ cho Hàn Lập. Như vậy sao, Hàn Lập mặc dù nghe xong lời giải thích của đối phương, nhưng rốt cuộc chính mình chưa thấy qua cho nên vẫn nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ tiền bối chính thật muốn luyện chế đỉnh cấp pháp khí? lão giả nhìn thấy đối phương cúi đầu trầm ngâm không nhịn được tò mò hỏi nếu như ngươi có đủ tài liệu để luyện chế đỉnh cấp pháp khí thì có bao nhiêu phần nắm chắc hàn lập ngẩng đầu hơi nghi ngờ hỏi cái này còn phải xem phẩm chất của tài liệu cùng với yêu cầu của tiền bối đối với pháp khí nếu tài liệu bình thường yêu cầu với pháp khí cũng bình thường thì ta có một phần ba nắm chắc bất quá nếu luyện chế pháp khí thất bại thì cửa hàng sẽ không bồi thường tài liệu bởi vì khả năng thất bại rất cao Bồi thường thực ra chỉ là dành cho trung cấp và thượng cấp pháp khí thôi. Nếu không tiểu lão nhi sớm đã chết vì bồi thường rồi. Lão già thấy Hàn Lập hỏi vậy, tâm trạng có chút vui mừng vội vàng nghiêm nghị trả lời. Phải biết rằng luyện khí cao thủ cũng giống như hắn, muốn nâng cao tay nghề thì cần đến nhiều loại nguyên liệu cao cấp. Càng luyện chế nhiều đỉnh cấp pháp khí thì càng dễ nâng cao được tay nghề của mình lên. Mà vị cao nhân trước mặt này mặc dù thanh âm có vẻ chưa phải lớn tuổi, nhưng vị này đúng là tu sĩ trúc cơ kỳ. Phật đưa ra hẳn không tầm thường, điều này làm lão già kia rất chờ mong.